Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 34. Trong tiềm thức của Từ Quyên, một chiếc túi sách của phụ nữ chỉ tầm 2-300 là cùng, tốt hơn chút thì là 4-500, mấy chiếc 10.000 tệ không hề tồn tại. Vương Ái Dân cũng cười khẩy, 10.000 tệ một chiếc túi. Ăn no rừng mỡ à, 10.000 tệ mua được biết bao cân sườn rồi đây. Vương Đông Tuyết bất lực cười, người của thế hệ trước rất khó tiếp nhận mấy chuyện này. Mẹ đừng hỏi nữa, đều là mấy cô nàng trẻ tuổi, nhà có tiền thì mua thôi. Tần Lâm cười nói, dì cũng thích sao? Từ Quyên vội vàng lắc đầu, dì không cần đâu, túi đẹp thật mà đắt quá, dì mà có 10.000 tệ thì dì mua được không biết bao nhiêu cái túi rồi. Tần Lâm nói, dì yên tâm, cháu có cổ phần của công ty, cháu có thể lấy được giá xỉ. Từ Quyên nói, giá xỉ là bao nhiêu? Tần Lâm nghĩ một lúc rồi nói, chắc tầm 5-600. Từ Quyên liền nổi hứng, 5-600 thì được nhỉ, chiếc túi này trông đẹp đó. Tần Lâm biết Từ Quyên thích chiếc túi này, nếu không đã không hỏi nhiều đến vậy. Dì à, dì đợi cháu chút, cháu gọi người đem đến cho dì. Vương Đông Tuyết há miệng, muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời. Tần Lâm sao có thể có cổ phần của LV chứ, rõ ràng là đang lừa người ta mà. Chỉ là để Từ Quyên yên tâm sau đó mua túi cho bà ấy thôi. Vương Đông Tuyết thở dài, cảm thấy mình nợ Tần Lâm ngày càng nhiều. Tuy nhiên chuyện không như Vương Đông Tuyết tưởng tượng, Tần Lâm thực sự có cổ phần của LV. Lúc trước chủ tịch của Louis Vuitton Alaïa bị bệnh nặng, nằm liệt giường không dậy nổi, tìm danh y khắp nơi đến chữa nhưng không ai chữa khỏi. Sau này, Diệp Hiện Viên và Tần Lâm ra tay giúp đỡ, Diệp Hiện Viên đã cứu ông ấy từ cõi chết. Chữa khỏi hoàn toàn bệnh của Alaïa. Vì cảm kích, Alaïa đã tặng 25% cổ phần công ty cho Diệp Hiên Viên và giờ Tần Lâm được đứng tên chỗ cổ phần ấy. Vậy nên trong công ty Louis Vuitton, tức là công ty có nhãn hiệu LV, Tần Lâm là cổ đông có 25% cổ phần. Có thể nói ngoại trừ chủ tịch Alaïa ra, cổ đông to nhất là Tần Lâm. Nhưng Tần Lâm chưa từng sử dụng quyền cổ đông bao giờ, cũng chưa từng liên hệ với công ty. Chỉ là mỗi năm nhận được một khoản lợi nhuận lớn trực tiếp chuyển thẳng vào thẻ của anh. Khiến cho con số trong thẻ Tần Lâm lại tăng lên nhiều lần, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Hiện nay Từ Quyên muốn có chiếc túi này, Tần Lâm mới nhớ ra. Cầm điện thoại lên, tìm trang web chính hãng đưa cho Tần Lâm xem. Dì à, dì xem, dì thích cái nào tí nữa cháu sẽ bảo người mang đến, đều được giá xỉ, dì yên tâm. Nghe thấy Tần Lâm nói vậy. Từ Quyên cũng không khách khí nữa, cũng không thèm xem giá luôn mà chỉ xem kiểu dáng mẫu mã thôi. Nhìn một lượt, Từ Quyên nhíu mày, đều không hài lòng. Cháu xem, chiếc túi này chất liệu và kiểu dáng đều đẹp nhưng không có tính thực dụng, nếu dùng nó đi chợ thì chỉ đựng vừa một cây cải thảo thôi. Vương Đông Tuyết cạn lời nhíu mày, mẹ, chiếc túi này đâu để đi chợ, mà để ngày thường mẹ xách đi dạo đó. Từ Quyên liếc mắt, vậy thì khác gì? Ngày thường đi ra ngoài mẹ chỉ đi chợ thôi, không xách nó thì xách cái gì? Tần Lâm cười nói, thế này đi, dì à, cháu sẽ bảo người ta thiết kế riêng một mẫu túi cho dì, vừa đẹp vừa đi chợ được, dì thấy thế nào? Mắt Từ Quyên sáng lên, thế thì tốt quá, nhưng không phiền chứ? Ha ha, không phiền đâu, biết đâu còn thiết kế ra được một mẫu túi hot, bọn họ còn phải cảm ơn dì ấy. Nói xong, Tần Lâm liền rút điện thoại ra chỗ cửa sổ gọi điện. Vương Đông Tuyết bất lực lắc đầu, anh Tần rõ ràng đang nói dối, thiết kế của công ty LV là thứ mà anh có thể chỉ huy được chắc. Đừng nói đến việc chỉ huy, khéo còn chẳng liên lạc được ấy. Chắc Tần Lâm sẽ liên lạc với ai khác nhờ họ làm hàng giả cao cấp. Bây giờ có rất nhiều túi được làm giống với túi của LV, trông thì rất giống nhưng mà chỉ là hàng giả thôi. Đương nhiên rồi, Vương Đông Tuyết cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ đấy, mẹ mình thích là được. Tần Lâm lúc này đang gọi cho chủ tịch của Louis Vuitton. Anh cũng chẳng có phương thức liên hệ với ai khác mà chỉ tìm được số điện thoại của Alaïa. Hello! Đầu bên kia có người bắt máy, nhìn thấy là cuộc điện thoại đường dài quốc tế từ Hoa Hạ, Alaïa có hơi buồn bực. Là tôi, Tần Lâm. Alaïa mặc dù không sói tiếng Trung nhưng hai từ Tần Lâm lại nhớ rất rõ. Nghe thấy tên Tần Lâm, sắc mặt Alaïa lập tức trở nên kích động. Phiên dịch, mau tìm phiên dịch viên đến đây cho tôi, Alaïa nói bằng tiếng mẹ đẻ, vội vàng gọi phiên dịch viên đến. Chào cậu Tần,
tôi là phiên dịch viên của Chủ tịch Alaya, mời cậu nói. Nghe thấy phiên dịch viên tiếng Trung nói, Tần Lâm liền nói. Bảo với bộ phận thiết kế, tôi cần thiết kế một chiếc túi sách để tiện đi chợ, vừa đẹp mà phải rộng rãi, mau thiết kế đi, sau đó gửi đến thành phố Đông Hải tỉnh Hán Đông. Tần Lâm nói xong địa chỉ, hai bên liền cúp máy. Sau khi cúp máy, phiên dịch viên nói lại một lượt cho Alaya nghe, Alaya lập tức căn dặn cấp dưới. Mau bảo bộ phận thiết kế dừng công việc lại rồi đến ngay phòng họp. Bộ phận thiết kế của công ty Louis Vuitton toàn những nhà thiết kế đứng đầu thế giới, mỗi năm không biết đã thiết kế ra biết bao nhiêu sản phẩm hot. Mười mấy người đàn ông trung niên đi vào trong phòng họp, ngoài ra còn có một số quản lý cấp cao, nếu như ai mà không biết khéo còn tưởng đây là cuộc họp hội đồng ấy. Alaya nói, vừa nãy tôi nhận được yêu cầu, chúng ta phải mau chóng thiết kế ra một mẫu túi sách tiện lợi cho việc đi chợ, mọi người ai có kinh nghiệm hoặc ý tưởng gì không? Alaya nói xong, người của bộ phận thiết kế ai ai cũng trợn tròn mắt, sững sờ. Túi đi chợ, chủ tịch, ông đùa à? Túi đi chợ là túi gì? Alaya nói, đương nhiên tôi không đùa, nhìn cái này đi. Nói xong, ông ấy liền mở máy tính ra chiếu ảnh, Alaya tìm được một số ảnh của mấy bác gái khi đi chợ. Nhìn thấy túi vải, túi đi chợ đang nằm trong tay bác gái, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Họ nhíu mày nói, chủ tịch, tôi thấy đây là sự sỉ nhục đối với chúng ta. Thiết kế của chúng tôi đều là những sản phẩm cao cấp. Trên thế giới túi sách của chúng tôi đều là những sản phẩm sang trọng nhất chứ không phải loại rẻ tiền bán đầy đường này. Những người khác cũng rối rít tán thành, đúng vậy, chủ tịch, chúng tôi chỉ thiết kế sản phẩm cao cấp, loại sản phẩm này không hợp với lý tưởng của công ty chúng ta. Đúng vậy, chủ tịch, tôi phản đối. Chúng tôi không muốn thiết kế thứ rác rưởi này. Phản đối. Nghe thấy người của bộ phận thiết kế phản đối, cảm giác giống như nhận được yêu cầu kỳ lạ của bên khách hàng vậy. Alaya cười mỉm, yêu cầu này không phải do công ty hợp tác với chúng ta đưa ra, mà là cổ đông thứ hai của chúng ta, cậu Tần Lâm đã đưa ra, mấy người có chắc chắn còn muốn phản đối không? Alaya vừa nói xong câu này, nơi này lập tức trở nên yên tĩnh. Cổ đông thứ hai cậu Tần Lâm sao? Bọn họ đương nhiên biết cổ đông thứ hai này, từng nghe qua nhưng chưa từng gặp. Nghe nói đây là một nhân vật lớn ở Hoa Hạ, hơn nữa còn có y thuật cao siêu. Có thể cứu người từ cõi chết sống lại. Bọn họ đều luôn muốn làm quen với loại người máu mặt này, nhưng tiếc là vị cổ đông thứ hai này quá thần bí, thậm chí còn khó gặp hơn chủ tịch Alaya. Nếu đã không phải yêu cầu của khách hàng mà là do cổ đông đưa ra thì ai dám từ chối chứ? Tôi nghĩ, thiếu kế của chúng ta có thực sự nên gần gũi chút, chúng ta có thể tiến hành thiết kế một sản phẩm kết hợp với phong cách Hoa Hạ. Không sai, tôi cũng nghĩ cậu Tần rất có mắt thẩm mỹ. Loại thiết kế này mà được đưa ra thị trường thì nhất định sẽ bán chạy. Bây giờ tôi đã có mấy phương án rồi, cho tôi mấy tiếng, tôi nhất định sẽ biến nó thành một tác phẩm hoàn mỹ. Alaya hài lòng gật đầu, đám này đúng là không gặp thỏ không thả ưng, nếu như không nói do cậu Tần căn dặn thì chắc bọn họ vẫn muốn từ chối. Chẳng mấy chốc, sau khi kết thúc cuộc họp, bộ phận thiết kế như uống máu gà, trong thời gian một tiếng đồng hồ đã thiết kế ra mẫu túi sách khiến tất cả mọi người đều hài lòng. Bề ngoài sử dụng thiết kế kinh điển của LV, nhưng chiếc túi rất to, quai sách cũng rất dài, tạo hình tổng thể giống một chiếc túi đi chợ. Nhưng dưới sự đồng tâm hiệp lực của bộ phận thiết kế của Louis Vuitton, chiếc túi này đã trở thành một mẫu thiết kế khiến cho người khác nhìn vào liền có cảm giác sang chảnh. Vừa gần gũi, vừa sang chảnh, một khi tung ra thị trường nhất định trở thành sản phẩm hot nhất mùa. Mau, bây giờ mau tiến hành sản xuất ra hai chiếc trước. Một chiếc đưa cho cậu Tần ở Hoa Hạ, một chiếc khác, tôi sẽ tìm một người mẫu nổi tiếng quốc tế để lập tức quay quảng cáo, đây sẽ chính là kiểu dáng mới trong bộ sưu tập mùa thu của chúng ta. Công ty Louis Vuitton lập tức bận rộn, tất cả mọi người đều tăng ca, chỉ một câu nói của Tần Lâm mà khiến cho cả công ty trở nên bận rộn. Ở bên kia, cả nhà Vương Đông Tuyết đang vui vẻ hài hòa gói há cảo thì đột nhiên điện thoại của Từ Quyên vang lên. Alo, mẹ Nhị Nha à, sao vậy? Ồ, Nhị Nha về nước rồi à, vậy thì tốt quá, à được, chúng tôi sẽ qua nhà chị ăn cơm. Nói xong liền cúp mày, Từ Quyên nói. Mẹ Nhị Nha gọi điện thoại, bảo rằng Nhị Nha về nước rồi, chúng ta đi xem. Vương Ái Dân nhíu mày, không muốn đi. Nhà Nhị Nha thì có gì mà đi chứ,
Chẳng qua bọn họ chỉ muốn khoe khoang con gái bọn họ ra nước ngoài thôi, tôi không có hứng. Từ Quyên bất lực nói, khoe khoang thì khoe khoang, phụ nữ chúng tôi chẳng phải có mỗi sở thích đó sao, không khoe con gái thì khoe ai, khoe ông chắc. Từ Quyên vừa nói vừa liếc mắt. Vương Ái Dân bất lực, không tranh cãi nữa, người ta cũng chỉ có thể khoe con gái. Cũng may bây giờ Vương Đông Tuyết xuất sắc, đi thì đi vậy. Từ Quyên, Vương Ái Dân, Vương Đông Tuyết, Tần Lâm, một nhà bốn người đi đến nhà Nhị Nha. Sau khi đi vào nhà, nhìn thấy cách bài trí của nhà Nhị Nha, Từ Quyên khen không dứt miệng. Đúng là đồ từ nước ngoài về, cách bài trí đẹp thật đấy. Người bình thường khi chuyển nhà thường mang theo đồ nội thất cũ về, nhưng nhà Nhị Nha thì thay mới toàn bộ, trang trí theo phong cách châu Âu, trông vừa rộng rãi vừa đẹp, đương nhiên giá cả cũng không hề rẻ. Một người phụ nữ trung niên đi ra, mặt mày tươi cười đầy vẻ đắc ý. Ha ha, cũng bình thường thôi, đều là mắt thẩm mỹ của con gái tôi đấy, lúc trước con bé từng học thiết kế nội thất ở Milan mà, vừa hay đúng thế mạnh của nó. Người phụ này chính là mẹ của Nhị Nha, tên là Quế Phương, cả đời chẳng có chuyện gì đáng tự hào, điều bà ta tự hào nhất chỉ có cô con gái ra nước ngoài du học, học thành danh rồi quay về. Cô ta là miếng thịt trong tim bà ta có thể khoe khoang chuyện này cả đời. Đằng sau lưng Quế Phương là một cô gái ăn mặc thời thượng ngồi trên ghế sofa, vừa nhìn là thấy, cô ta nhan sắc tầm thường, nếu xét trên thang điểm 10, Vương Đông Tuyết được 9 thì cô ta chỉ được khoảng 6 thôi. Có điều biết cách trang điểm, ăn mặc hợp mốt, theo trào lưu, vừa nhìn là biết không phải hàng rẻ tiền, lại thêm kỹ thuật tạo hình trang điểm khá tốt, nhìn qua thì thấy đây là một mỹ nữ có khí chất. Từ Quyên cười, ai ôi, đây là Nhị Nha nhỉ, lâu rồi không gặp. Nhị Nha càng ngày càng xinh đẹp. Nhị Nha ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang, nhíu mày nói. Đừng gọi Nhị Nha này, Nhị Nha nọ, khó nghe lắm, cháu tên là Nicole. Từ Quyên sững sờ, có hơi không hiểu. Nhị Nha chẳng phải hay hơn sao, sao tự nhiên lại chuyển thành cái gì mà cái gì co cơ. Nicole, Nhị Nha liếc mắt, có hơi cạn lời, cảm giác thật khó giao tiếp với người thuộc thế hệ trước ở trong thôn của bọn họ. Vương Ái Dân bĩu môi, thì thầm một câu. Nửa nạc nửa mỡ, chẳng ra gì. Vương Ái Dân vô cùng khinh thường cả nhà Nhị Nha, ra nước ngoài thôi mà, tỏ vẻ giàu sang làm gì, hơi tí là khoe tiền, về nước thì nghĩ bản thân là người nước ngoài luôn hả? Chưa kiếm được bao nhiêu tiền mà đã làm như giàu có lắm rồi ấy. Nhị Nha nghe thấy câu này, rõ ràng không vui, vắt chéo hai chất, thái độ lạnh lùng hơn nhiều. Mọi người ngồi bên bàn trà. Nói chuyện phiếm. Nhắc đến con gái, Quế Phương mặt mày tươi cười. Con gái tôi bây giờ có tiền đồ lắm, ở ngoài kiếm được nhiều tiền ghê luôn, hơn nữa công việc còn rất có thể diện, mọi người đều phải con bé một tiếng tổng giám đốc Lưu. Cô xem, chiếc túi của con gái tôi kìa, hơn 10.000 tệ đó, gia đình bình thường mua nổi chắc. Túi của Nhị Nha được đặt ở vị trí đáng chú ý nhất ở trên bàn, là chiếc túi mới năm nay của LV, cũng là chiếc mà cô ta vừa đăng lên vòng bạn bè. Nhị Nha nhìn Vương Đông Tuyết, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, mặc dù ăn mặc rất xinh đẹp, có điều không đủ sang. Con gái bây giờ, muốn xinh đẹp hơn người thì phải ăn mặc sang chảnh một chút. Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân mà. Nhị Nha cười nói, Đông Tuyết, nhiều năm như vậy mà cô vẫn sống thế này à, sao còn chẳng có lấy một cái túi vậy? Vương Đông Tuyết cười nhạt, ha ha, có thì có mà quên đeo, chỉ ra ngoài thôi mà, cần gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Đông Tuyết đương nhiên có túi, lúc trước thân Long Vân có tặng cô một chiếc túi hơn 200.000, Vương Đông Tuyết vốn vẫn luôn đeo, nhưng sau khi nghe giá của nó thì thỉnh thoảng cô ấy mới dám đeo ra ngoài. Dù sao hoành hoang, tỏ vẻ giàu có như vậy cũng không hay, khiêm tốn một chút thì hơn. Nhị Nha nghe thấy vậy liền cười khẩy, quên đeo. Lý do này mà cô cũng lấy ra được à, ha ha, không có là không có. Cần gì phải ham hư vinh đến vậy? Chiếc túi này là mẫu túi mới nhất, ở nước ngoài, tôi học ngành thời trang nước ngoài, vậy nên chỉ mua mẫu của năm nay thôi, năm sau lỗi thời rồi, tôi không dám đeo. Có điều tôi sẽ mua tặng mẹ tôi mẫu túi của năm sau, sau này mẹ tôi tham gia mấy hoạt động quan trọng thì có mặt mũi lắm. Quế Phương cười không khép được miệng, ui, hơn 10.000 một chiếc túi, mẹ không đeo ra ngoài được đâu. Mặc dù trên miệng nói vậy, nhưng trên mặt thì lộ rõ vẻ đắc ý. Bà ta vốn xuất thân từ nông thôn,
có thể đeo một chiếc túi hơn 10.000 tệ là đủ giỏi rồi. Quế Phương nhìn Từ Quyên, Tiểu Quyên này, cô bảo con gái mua cho cô một chiếc đi, chúng ta nhiều tuổi thế này rồi, con cái cũng xuất sắc, chúng ta cũng nên hưởng thụ. Từ Quyên ngượng ngùng nói, ha ha, con rể tôi cũng mua cho tôi rồi, nhưng hàng chưa đến. Quế Phương sững sờ, con rể cô mua rồi à? Mua ở đâu vậy? Tần Lâm rút điện thoại ra nhìn, chắc đang trên đường đến rồi, để cháu dục xem sao. Chiếc túi đi chợ, mà Tần Lâm đặt mua chắc được vận chuyển bằng máy bay, nhìn thời gian chắc sắp xuống máy bay rồi. Tần Lâm là cổ đông thứ hai của Louis Vuitton, đồ anh đặt làm nhất định phải được vận chuyển bằng máy bay, không kể đêm ngày, dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển đến tay Tần Lâm. Quế Phương cười khẩy, mẹ Đông Tuyết Hà, chúng ta đang nói đến túi hàng hiệu chứ đâu phải hàng chợ bình thường đâu, cô đừng lấy túi bình thường ra đánh lừa người khác nhé. Từ Quyên im lặng liếc mắt, trong lòng nghĩ, cái bà này biết tỏ vẻ thật. Ai nói túi tôi mua là hàng chợ tầm thường chứ, chẳng phải là LV sao, tôi cũng đâu phải không biết, con rể tôi là cổ đông của LV đó. Nhị Nha không ngồi yên được nữa, cười khẩy nói. Sao cơ, cổ đông của LV á? Cháu bảo này, sao gì từ cái gì cũng tin được vậy? Anh ta mà là cổ đông của LV thì chắc cháu là chủ tịch của LV rồi. Lời vừa dứt, chuông điện thoại của Tần Lâm vang lên. Alo, túi được đưa đến rồi hả? Được, đưa đến địa chỉ này, là... Tần Lâm nói xong, mấy phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông tay cầm một chiếc túi đưa cho Tần Lâm. Chào anh, đây là túi LV phiên bản giới hạn mà anh đặt làm. Tần Lâm cầm chiếc túi xách lên, bên ngoài túi có ký hiệu đặc trưng của LV, hơi khác với túi mua hàng của LV trong nước. Logo cũng hơi khác với túi mua sắm của LV trong nước. Có điều trông rất chất lượng, dù sao cũng là người trong ngành sản xuất túi, ngay cả túi mua hàng cũng cao cấp hơn các thương hiệu bình thường khác. Tần Lâm xách chiếc túi lên, đưa cho Từ Quyên. Dì à, dì xem có thích không? Chiếc túi làm bằng da bò bên trên có viết hai chữ tiếng Anh LV. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ. Quế Phương sững sờ, á, cậu thực sự mua túi của LV à? Sắc mặt Nhị Nha thay đổi, cô ta rất biết nhìn hàng hiệu, đặc biệt là những chiếc túi đắt tiền thì càng am hiểu. Túi đóng gói của chiếc túi này là thật, túi của cô ta cũng được mua từ nước ngoài, chỉ có cửa tiệm chính hãng ở nước ngoài mới có kiểu đóng gói này. Hơi khác biệt với kiểu trong nước, người bình thường có thể không nhận ra nhưng người trong ngành thì có thể phân biệt. Nhị Nha tiến lên hỏi. Thực sự anh mua chiếc túi này từ nước ngoài à? Lấy ra cho tôi xem là sản phẩm nào. Từ Quyên không đợi được mà lấy chiếc túi ra. Đập vào mắt bà ấy là một chiếc túi lớn, to hơn những chiếc túi LV bình thường rất nhiều, độ dài rộng đều tương đương với túi mua hàng khi đi siêu thị, quai xách cũng dài, có thể đeo có thể xách, trông rất chất lượng. Rõ ràng là thiết kế theo mẫu túi đi chợ, nhưng món đồ này thực sự rất sang trọng. Từ Quyên vừa nhìn liền thích, thích đến mức không muốn rời tay. Đẹp thật. Nhị Nha cười khẩy. Túi giả. Từ Quyên đang vui nghe thấy Nhị Nha nói câu này liền không vui nữa. Nhị Nha, cái gì giả cơ, túi tốt thế này cơ mà, không tin cháu sở thử xem. Nhị Nha ôm cánh tay, mặt khinh khỉnh lắc đầu. Không cần sờ, đây là túi giả, cháu biết tất cả kiểu dáng mẫu mã của túi LV, LV căn bản không hề có kiểu túi này. Cho dù có là đồ giả cao cấp thì cũng phải là đồ giả cao cấp của các mặt hàng hiện có chứ, kiểu này rõ ràng hoàn toàn khác với những mẫu túi LV thông thường, quá lạc loài, mẫu túi này không phải do LV sản xuất. Tần Lâm nói, đây là kiểu mới, tôi bảo bọn họ thiết kế mẫu này. Nhị Nha cạn lời, liếc mắt, mặt đầy vẻ khinh thường. Anh chém gió hay ghê, còn bảo bọn họ thiết kế. Anh nghĩ anh là ai, cổ đông của công ty LV chắc. Anh bảo người ta làm là người ta sẽ làm chắc. Bộ phận thiết kế của công ty Louis Vuitton đứng đầu thế giới, mỗi mẫu túi bọn họ thiết kế đều phải có ý nghĩa và nguyên mẫu riêng, anh nói xem ý nghĩa của chiếc túi là gì. Đi chợ hả? Ha ha ha. Tần Lâm nói, biết đâu thực sự là đi chợ, có điều bọn họ thiết kế như vậy chủ yếu là do tôi bảo thôi. Tần Lâm nói xong, Nhị Nha cạn lời. Đúng là biết chém gió, còn là tôi bảo, anh nghĩ anh là ai? Chủ tịch của Louis Vuitton à? Nhị Nha cười khẩy, dì Từ, cháu khuyên dì đừng đeo cái túi này ra đường, nguyên tắc của cháu là không mua nổi thì đừng đeo, đeo thì đeo hàng thật, dì đeo cái loại hàng giá hàng nhái hàng kém chất lượng này ra đường thì có nghĩa lý gì chứ?
Con rể gì cũng biết đùa thật, ai lại mua cho mẹ vợ túi giả bao giờ, anh không mua được thì mua mấy loại rẻ tiền một chút cũng được, cần gì phải ham hư vinh đến vậy. Khi nhị nha đang đắc ý mỉa mai Tần Lâm, đột nhiên điện thoại reo lên, nhị nha mở điện thoại theo bản năng, nhìn thấy một tin nhắn quảng cáo được gửi từ tài khoản official của Louis Vuitton trên Zalo. Chính là tin tức quảng cáo về tập đoàn LV. Nhị nha rất quan tâm cái này, đương nhiên thường nhận được mấy tin nhắn quảng cáo như này, có điều hôm nay tin nhắn quảng cáo này hơi khác mọi khi, tiêu đề khiến mặt nhị nha biến sắc. Sản phẩm mới của bộ sưu tập mùa thu, linh cảm của thiết kế bắt nguồn như những bác gái đi chợ ở Hoa Hạ. Nhìn thấy tiêu đề, trong lòng nhị nha có dự cảm không lành, ấn vào trong xem, mặt mày biến ác. Thực sự là cái này. Sau khi ấn vào nhìn thấy rõ ảnh, là ảnh chụp một người mẫu quốc tế nổi tiếng ở trên đường, tay xách chiếc túi giống hệt cái mà Từ Quyên đang cầm. Cũng có thể nói, chiếc túi mà Từ Quyên đang cầm là chiếc túi mới nhất của LV. Mà còn là lấy nó trước khi tài khoản official của LV đưa ra quảng cáo. Sắc mặt nhị nha vô cùng khó coi, dì Từ, dì cho cháu xem chiếc túi. Nhị nha cầm lấy chiếc túi, sờ mó một lúc, cẩn thận nhìn khóa kéo, đường kim mũi chỉ, và cả mã chống hàng giả, với kinh nghiệm của cô ấy, nếu như không nhìn mẫu mã thì chiếc túi này chắc chắn là hàng thật. Hơn nữa cách gia công này hình như còn chi tiết, tỉ mỉ hơn những chiếc túi mà trước kia cô ta từng mua, có thể là do bậc thầy làm ra. Hiện nay sản phẩm đã được tung ra, nhị nha thực sự khó có thể chấp nhận. Từ Quyên lại có thể lấy được mẫu túi mới nhất sao? Tài khoản official vừa đưa ra quảng cáo, nói hiện nay còn chưa đưa lên thị trường, khoảng một tháng tới mới đưa lên. Trong thời gian này, chỉ có nhân viên công ty hoặc là ngôi sao, siêu mẫu nổi tiếng mới có thể lấy được nó để tuyên truyền quảng cáo, còn những người khác thì chắc chắn không thể nào lấy được. Vậy mà Từ Quyên lại có thể làm được. Chẳng nhẽ Tần Lâm thực sự là cổ đông của công ty Louis Vuitton sao? Đánh chết nhị nha cũng không tin. Tần Lâm cười nhạt, thế nào, giờ đã tin chưa? Nhị nha nhíu mày, lạnh lùng nói. Tin cái gì, tin anh là cổ đông của công ty LV á? Anh điên à, nói xong anh biết, tôi là hội viên bạch kim của tập đoàn LV, không có chuyện gì là tôi không hỏi thăm được. Chiếc túi này của anh mặc dù tôi không biết anh lấy từ đâu ra nhưng tôi khuyên anh, mau sớm trả nó lại, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Nhị nha nói mấy lời này khiến Tần Lâm có hơi sững sờ, anh cười khẩy. Không khách khí với tôi, cô có cách để không khách khí với tôi chắc. Nhị nha lạnh lùng hừ một tiếng, được, anh chờ đấy. Nói xong, nhị nha liền lấy máy ra, gọi số trên trang web chính thức của LV. Cuộc gọi được chuyển tiếp sang nhân viên chăm sóc khách hàng. Mấy phút sau, cuối cùng cũng có người bắt máy. Xin chào, tôi là Lưu Nhị Nha, tôi là khách hàng thẻ bạch kim của tập đoàn. Xin chào cô, xin cô đợi chút, tôi sẽ giúp cô tra thông tin. Sau khi tra, cô đúng là hội viên bạch kim của công ty chúng tôi, Lưu Nhị Nha phải không ạ, xin hỏi cô cần giúp đỡ gì? Nhị Nha nói, quý công ty mới ra sản phẩm túi đi chợ phải không? Đúng vậy, tài khoản official của chúng tôi vừa đăng quảng cáo, cảm ơn cô đã quan tâm. Lưu Nhị Nha tiếp tục nói, có phải công ty có một sản phẩm phiên bản giới hạn được đặt làm được gửi về Hoa Hạ không? Không sai, chúng tôi thực sự có một sản phẩm mới được gửi về Hoa Hạ, thông tin của cô đây nhanh nhạy thật. Nghe thấy nhân viên chăm sóc khách hàng đùa cợt, Lưu Nhị Nha cạn lời. Chiếc túi ấy bị người khác trộm rồi. Nhân viên chăm sóc khách hàng mặt biến sắc, cái gì? Bị trộm rồi, sao có thể, thưa cô, túi của chúng tôi được nhân viên phụ trách chuyển đến, không phải là shipper, về mặt lý thuyết mà nói thì không thể nào mất được. Lưu Nhị Nha lạnh lùng hừ một tiếng, sao lại không thể mấy, chiếc túi của mấy người đang ở trong tay hàng xóm của tôi, mà hàng xóm của tôi trồng dưa hấu, sao nào, chẳng nhẽ chiếc túi phiên bản giới hạn của mấy người từ ngàn dặm xa xôi bay về Hoa Hạ lại được tặng cho một người trồng dưa hấu hả? Lưu Nhị Nha nói rất khó nghe. Cả nhà Từ Quyên đều nhíu mày. Có điều lời này rất có sức thuyết phục, nhân viên chăm sóc khách hàng tin thật, giọng điệu liền thay đổi. Xin cô chờ chút, tôi phải liên lạc với bên công ty. Mấy phút sau, nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời, xin cô có thể nói địa chỉ của mình không, chúng tôi sẽ đi đến đó, nếu như là thật, chúng tôi sẽ có thưởng cho cô. Lưu Nhị Nha sững sờ, nở nụ cười, vui vẻ nói ra địa chỉ của mình. Vốn chỉ muốn báo cáo bọn họ thôi,
không ngờ lại nhận được thưởng. Giải thưởng của công ty LV mà là một chiếc túi phiên bản giới hạn thì đeo ra đường có mặt mũi lắm đây. Lưu Nhị Nha càng nghĩ càng vui. Sau khi cúp máy, Lưu Nhị Nha liền nhìn cả nhà Vương Đông Tuyết với vẻ giễu cợt. Lát nữa sẽ có người đến xem thử, ha ha, nói xem mọi người trộm gì không được, sao cứ phải đi trộm túi phiên bản giới hạn của công ty LV chứ? Mọi người có biết rằng ở Hoa Hạ chỉ có duy nhất một cái này không? Không phải cháu xem thường gì từ, mọi người đều là người dân bình thường cả, xét về thân phận hay địa vị, đây lại là chiếc túi đầu tiên trên thế giới, chắc cũng không đến lượt gì từ đâu nhỉ. Sắc mặt Từ Quyên trở nên khó coi, không ngờ Lưu Nhị Nha lại ăn nói khó nghe đến vậy. Là do bọn họ khoe trước, nếu không thì Từ Quyên cũng sẽ không muốn có chiếc túi này. Hai cha con Vương Đông Tuyết và Vương Ái Dân đều trợn tròn mắt, sớm biết Lưu Nhị Nha có tính cách này từ lâu. Nhưng bọn họ lại không ngờ rằng sau khi cô ta về nước lại càng tệ hơn trước nữa. Khoe khoang thì không nói làm gì, còn châm chọc người khác, thật đúng là chanh chua. Tần Lâm liền cười khẩy, cô có chắc không, nếu gọi giám đốc của LV đến đây, e rằng sẽ lớn chuyện đó. Lưu Nhị Nha cười chế nhạo, sao thế? Sợ rồi, nếu sợ thì lúc đó đừng có trộm. Anh đoán xem chiếc túi này là của ai? Liễu Thanh Thanh, Hàn Niệm Anh. Hay là phu nhân của Điền Gia Ấn? Ha ha, cho dù là ai thì đều là người anh không thể nào đắc tội được, nếu như đã làm thì phải trả giá. Nghe xong, Tần Lâm liền cười nhạt, nói đúng lắm, nếu đã làm thì phải trả giá, rất tốt, tôi nhớ câu nói này rồi. Quả nhiên, vài phút sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Bỗng cánh cửa được mở ra, vài người đàn ông bước vào, đi đầu là một người đàn ông đeo kính gọng vàng tầm 30 tuổi. Mặc một bộ vest ba mảnh, sau đó điềm đạm nói. Xin chào, cho hỏi ai là cô Lưu Nhị Nha? Lưu Nhị Nha nhanh chóng đứng lên. Tôi chính là Lưu Nhị Nha. Người đàn ông bước tới và bắt tay cô ta một cách lịch sự. Xin chào, hội viên Bạch Kim, tôi là tổng giám đốc của chi nhánh LV ở Hoa Hạ, tôi họ Đồng. Lưu Nhị Nha vô cùng kích động, giám đốc Đồng, chào anh. Vừa rồi cô có gọi điện đến. Nói rằng chiếc túi phiên bản giới hạn của chúng tôi đã bị giao nhầm đúng không? Lưu Nhị Nha liền gật đầu, sau đó chỉ vào Từ Quyên. Bây giờ túi đang ở trong tay bà ấy. Giám đốc Đồng nhìn Từ Quyên một lượt, đột nhiên nhíu mày, sau đó tiến đến rồi lên tiếng. Thưa bà, tôi có thể xem qua chiếc túi này được không? Từ Quyên sững ra một lúc, sau đó mạnh mẽ đưa chiếc túi qua, bà ấy tin chắc Tần Lâm không trộm đồ. Xem đi. Giám đốc Đồng kiểm tra kỹ lưỡng rồi nói. Đây đúng là sản phẩm mới của công ty chúng tôi, hiện tại chỉ có một chiếc duy nhất được chuyển đến Hoa Hạ. Xin hỏi, làm thế nào bà có được nó ạ? Dù sao thì giám đốc Đồng cũng là một nhân vật lớn, cho dù trong lòng đã có sự nghi ngờ, hơn nữa lại còn bị người khác tố cáo, nhưng anh ta vẫn không hề coi thường Từ Quyên, chỉ nhất quyết điều tra cho rõ sự việc. Từ Quyên chỉ vào Tần Lâm, con rể tôi mua. Cây ngay không sợ chết đứng. Từ Quyên luôn tin vào Tần Lâm, tin vào nhân phẩm của anh tuyệt đối sẽ không làm ra mấy chuyện bắt gà trộm chó như thế này. Giám đốc Đồng nhìn Tần Lâm một lượt rồi khẽ cau mày. Xin hỏi, anh lấy chiếc túi này từ đâu thế? Tần Lâm nhìn anh ta một cái, sau đó điềm tĩnh đáp. Chiếc túi này ban đầu vốn là được đặt làm cho tôi. Giám đốc Đồng sững ra, sau đó nhíu mày, trong lòng bắt đầu có sự tính toán. Đều đã biết anh ta là tổng giám đốc chi nhánh, đương nhiên sẽ không có ai dám nói bừa, nhưng anh lại nói là đặt riêng, lẽ nào? Giám đốc Đồng ngập ngừng hỏi, cho tôi hỏi họ của anh ạ. Tôi họ Tần. Sắc mặt giám đốc Đồng đột nhiên thay đổi, liền hít sâu một hơi. Họ Tần. Đó chẳng phải là anh Tần sao? Cổ đông thứ hai của tổng công ty. Tổng giám đốc Tần, tôi mạo muội rồi. Giám đốc Đồng ngay lập tức trở nên cung kính. Mặc dù thái độ ban nãy của anh ta không tệ, nhưng lại có chút không phục, bây giờ thái độ của anh ta đã khiêm tốn đi ít nhiều, từ trong ra ngoài đều bày ra dáng vẻ tôn trọng. Tần Lâm nói, không sao, anh làm tốt lắm. Giám đốc Đồng này thực sự đã làm rất tốt, khi gặp phải chuyện như thế này nhưng anh ta cũng không tùy tiện nghe theo người khác, thay vào đó lại hỏi một cách lịch sự để tìm ra sự thật. Người như vậy quả thật mới có thể đại diện cho hình ảnh của công ty, Tần Lâm rất hài lòng về anh ta. Giám đốc Đồng được một phen hú vía khi được cổ đông khen ngợi. Cảm ơn sếp đã khen,
vậy chuyện này chắc là hiểu lầm rồi nhỉ. Nói xong, giám đốc Đồng liền nhìn sang Lưu Nhị Nha, sắc mặt có chút không vui. Trong lòng thầm nghĩ người phụ nữ này não tàn hay sao, rõ ràng là người thân bạn bè của cổ đông, vậy mà vẫn khỏi bọn họ đến để tố cáo người ta. Có bị điên hay không đây? Nhưng vì tính chuyên nghiệp nên giám đốc Đồng vẫn không mắng cô ta, chỉ lạnh lùng nói. Thưa cô, lần sau hãy hỏi kỹ trước khi gọi điện tố cáo nhé. Lưu Nhị Nha vừa thấy bọn họ đi khỏi, liền vội hỏi. Vậy, phần thưởng trên điện thoại lúc nãy thì sao? Lưu Nhị Nha nhìn thấy mấy người ở sau giám đốc Đồng đều cầm theo túi, hình như là mẫu mới nhất của họ, tuy không tố cáo không thành nhưng cô ta cũng nên có quả chứ đúng không? Giám đốc Đồng liền cau mày, hừ lạnh một tiếng. Quà, thưa cô, kể từ hôm nay cô không còn là hội viên bạch kim của LV chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ cho cô vào danh sách đen, sau này vui lòng đừng vào cửa hàng của chúng tôi nữa, nếu không sẽ bị đuổi ra đấy, mong cô tự trọng. Nói xong, giám đốc Đồng đều đưa những món đồ đó cho Vương Đông Tuyết. Anh ta nhìn thấy Vương Đông Tuyết đứng cạnh Tần Lâm, cảm thấy rõ ràng là một đôi, dù sao cũng đã mang mấy chiếc túi này đến rồi, vừa hay làm quà luôn cũng được. Thêm việc của bà Từ Quyên vừa rồi, giám đốc Đồng cũng biết đây không phải mẹ ruột thì cũng là mẹ vợ của Tần Lâm, dù sao thì cũng là người nhà, nếu không thì tổng giám đốc Tần cũng sẽ không bảo tổng công ty đặt làm riêng chiếc túi này. Thưa cô và bà, những chiếc túi này đều là mẫu mới nhất của công ty chúng tôi, xin tặng cho hai vị. Nói xong, giám đốc Đồng đặt đồ xuống rồi lập tức rời đi. Mặt mày Từ Quyên hớn hở, nhanh chóng kiểm tra mấy chiếc túi đó. Sau khi lấy chúng ra, thấy đều là những mẫu mới nhất của năm nay, cái nào cũng hơn hẳn cái mà Lưu Nhị Nha khoe. Sắc mặt Lưu Nhị Nha xám xịt, trong phút chốc từ hội viên bạch kim lại biến thành danh sách đen. Đối với người bình thường mà nói thì danh sách LV chẳng là gì cả, nhưng đối với Lưu Nhị Nha thì đó lại là một con dao chí mạng. Vì là sinh viên ngành thời trang nên sau này cô ta sẽ thường xuyên tiếp xúc với những thứ này, túi sách lúc nào cũng là cốt lõi của thời trang. Nhưng cô ta lại có tên trong danh sách đen LV, thì làm sao cô ta có thể có tương lai trong ngành này được chứ? Ngần ấy năm học lại thành vô ích sao? Sắc mặt Lưu Nhị Nha hết sức khó coi. Cô ta chỉ vào Tần Lâm và chửi bới. Mẹ kiếp anh bị điên à? Tôi không có thù gì với anh, đã động gì vào anh đâu chứ? Tại sao anh lại phải đối phó với tôi? Tần Lâm liền chau mày, tôi đối phó gì cô? Làm gì chứ? Là tôi cho cô vào danh sách đen sao? Lưu Nhị Nha định phản ứng lại, đúng vậy, vừa rồi không phải do Tần Lâm ra lệnh, mà chính là giám đốc Đồng. Chẳng phải Tần Lâm là cổ đông sao, đương nhiên sẽ lợi hại hơn giám đốc Đồng. Nên nhờ anh giúp đỡ cũng không vấn đề gì. Lưu Nhị Nha nhanh chóng nói với Tần Lâm, xin lỗi, lúc nãy là tôi sai rồi, anh có thể giúp tôi xóa tên khỏi danh sách đen được không? Anh có năng lực mà đúng không? Tần Lâm liền cười nhạt, có thì có. Nhưng tại sao tôi phải giúp cô? Lưu Nhị Nha sững ra một lúc. Đúng vậy, tại sao Tần Lâm lại phải giúp cô ta? Từ đầu đến giờ, Lưu Nhị Nha chẳng thèm nể mặt Tần Lâm. Luôn châm chọc khiêu khích anh. Lúc đầu thì nói Tần Lâm không có tiền mua túi, sau khi thấy chiếc túi thì lại nói Tần Lâm mua túi giả cao cấp. Sau khi thấy tài khoản chính thống LV thì cô ta lại bắt đầu nói túi của Tần Lâm là túi đi trộm. Sau đó còn gọi điện thoại tố cáo. Sau những hành động này, Tần Lâm không tát cho cô ta hai cái là tốt bụng lắm rồi. Sao có thể giúp cô ta nữa chứ? Hơn nữa cả nhà Vương Đông Tuyết cũng không thể nói giúp cô ta. Nhìn dáng vẻ của cô ta, Từ Quyên hận không thể mắng cô ta vài câu, đáng đời. Lưu Nhị Nha nhìn thấy thái độ của Tần Lâm, sắc mặt của cô ta lập tức biến đổi. Họ Tần kia, anh cố ý chơi tôi phải không? Được, anh cứ đợi đó. Đừng hối hận. Nói xong, Lưu Nhị Nha chuẩn bị gọi điện thoại. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt Quế Phương có chút lúng túng. Con gái, hay là thôi đi. Lưu Nhị Nha lắc đầu, không được. Không thể bỏ qua, đã không chịu nể mặt con thì con cũng không cần quan tâm nữa, các người cứ đợi đấy. Nói xong, Lưu Nhị Nha gọi điện thoại, giọng nói trở nên vô cùng yểu điệu. Alo, Cao Cao à, có người bắt nạt em, hu hu hu. Lưu Nhị Nha vừa mới tỏ vẻ đanh đá chua ngoa thoát cái đã chuyển sang vẻ yếu đuối mỏng manh, không biết còn tưởng là bị tủi thân lắm. Sau khi gọi điện thoại xong, Lưu Nhị Nha lập tức trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu. Vẻ mặt hả dạ nói. Cứ đợi đấy,
lát nữa bạn trai tôi đến sẽ cho các người biết tay. Vương Đông Tuyết chau mày, nhị nha, không nhất thiết phải như vậy đâu. Gọi bạn trai cô đến đây làm gì, đánh nhau sao? Vương Đông Tuyết cũng không ngờ chuyện này sẽ thành như vậy, mọi người dù gì cũng là bạn thân, sao phải khó khăn như vậy chứ? Bẽ mặt ai thì ai cũng khó xử mà. Lưu Nhị Nha hừ lạnh một cái, nói cho cô biết, bạn trai tôi là phó tổng giám đốc của Châu Báu Gia Hân, tôi sẽ cho các người nếm thử cảm giác bị cho vào danh sách đen là thế nào. Tần Lâm ngây người, tổng giám đốc của Châu Báu Gia Hân. Nghe có vẻ quen, lại còn họ Cao nữa. Được, tôi sẽ đợi. Mấy phút sau, bỗng có tiếng gõ cửa. Lưu Nhị Nha hăng hái xông ra, vội vàng mở cửa. Người vừa vào chính là, bạn cũ, mà trước đây Tần Lâm đã từng gặp Cao Tùng. Cao Tùng vừa vào, lập tức nắm lấy tay Lưu Nhị Nha, ân cần hỏi han. Nicole, em làm sao thế? Nhị Nha vểnh môi, vẻ mặt tủi thân nói. Em bị người ta bắt nạt. Hu hu hu. Nhị Nha trở mặt quá nhanh, vừa nãy còn vênh váo ta đây, vậy mà bây giờ đã biến thành vẻ vô cùng đáng thương, phụ nữ đúng thật là đáng sợ. Cao Tùng vô cùng thương xót, mặc dù người phụ nữ này không phải là bạn gái của anh ta, chỉ là tình nhân thôi, nhưng Lưu Nhị Nha biết làm nũng, biết ăn mặc trang điểm, Cao Tùng lại rất thích kiểu phụ nữ này. Cho nên vừa nghe tin, Cao Tùng lập tức trợn trừng mắt. Ai, con mẹ nó ai dám bắt nạt em? Nói cho anh biết, anh giết chết nó. Nhị Nha chỉ chờ câu này, quay đầu lại chỉ vào Tần Lâm, nói. Chính là anh ta. Cao Tùng quay đầu lại. Vẻ mặt phẫn nộ, quay ra thì nhìn thấy Tần Lâm, đột nhiên khuôn mặt tái mét. Anh Tần. Anh ta mà lại không biết Tần Lâm là ai sao? Lần trước trên bàn cơm, Tần Lâm gọi video với Tổng Giám đốc Hồ Gia Hân, có thể thấy quan hệ giữa anh với Hồ Gia Hân không hề tầm thường, anh Tần chắc chắn là một nhân vật máu mặt. Nếu không phải anh giơ cao đánh khẽ thì Cao Tùng đã mất việc từ lâu rồi. Cao Tùng vừa sợ vừa tôn kính Tần Lâm. Giây phút anh ta nhìn thấy Tần Lâm trong lòng đã run sợ, mặt tái nhợt, vội vàng nói. Anh Tần, sao anh lại ở đây? Tần Lâm khẽ cười, tôi chờ anh đến xử lý tôi đây. Cao Tùng đổ mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn suýt quỳ xuống đất, vẻ mặt lúng túng nói. Anh Tần, anh lại đùa rồi, sao tôi có thể xử lý anh chứ, tôi chẳng là cái thá gì cả. Nhị Nha ngây người, đột nhiên chau mày lại, anh Cao. Anh nói cái gì vậy? Người bắt nạt em là anh ta, anh giúp em chút giận đi. Trong mắt Nhị Nha, Cao Tùng là phó tổng giám đốc của Châu Báu Gia Hân, là một người có tiếng nói, xử lý Tần Lâm chỉ là chuyện nhỏ. Cao Tùng đột nhiên trừng mắt, hung dữ nhìn Nhị Nha. Lưu Nhị Nha, em nói linh tinh cái gì vậy, đây là anh Tần, em còn không xin lỗi anh Tần đi. Nhị Nha ngây người, anh Cao, sao anh lại sợ cả anh ta? Cao Tùng hừ lạnh một tiếng, cô hiểu cái chó gì. Nói cho cô biết, cô đắc tội với anh Tần tôi cũng không giúp được, chúng ta chia tay đi. Nói xong, Cao Tùng nói với Tần Lâm vài câu, sau đó lấy ra một hộp trang sức ở trong túi ra, vốn định tặng cho Nhị Nha, bây giờ đưa cho Tần Lâm. Anh Tần, đây là món quà nhỏ của tôi, là sản phẩm mới của công ty chúng tôi, do tôi thiết kế, anh cầm lấy để tặng cho người khác. Tôi xin phép đi trước. Cao Tùng không dám ở lại lâu, nhớ ở lại một lúc nữa lại bị người phụ nữ ngu ngốc này liên lụy thì khổ. Mặc dù rất thích Nhị Nha, nhưng vì tình nhân mà đắc tội với anh Tần thì thực sự không đáng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Cao Tùng đã vội vàng xông ra khỏi cửa. Thấy cảnh này, Tần Lâm cũng cảm thấy buồn cười, trong lòng Cao Tùng nghĩ gì anh biết rõ hơn ai hết, chắc chắn là sợ anh. Sau khi Cao Tùng rời đi, vẻ mặt Lưu Nhị Nha càng trở nên khó coi. Đứng yên tại chỗ giống như vừa bị người ta tát cho một cái vậy. Tần Lâm mở hộp trang sức ra, nhìn thấy sợi dây chuyền bên trong liền đưa cho Tử Quyên. Gì, cháu tặng gì? Tử Quyên nở nụ cười, khuôn mặt vui vẻ, dù gì cũng là trang sức của Châu Báu Gia Hân, vừa đắt lại còn vô cùng chất lượng. Đeo chiếc dây chuyền này, lại thêm chiếc túi đi chợ LV được đặt riêng cho bà ấy nữa, Tử Quyên nghiễm nhiên trở thành một quý bà sang chảnh. Khuôn mặt Nhị Nha lại càng thêm u ám, chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống. Vương Đông Tuyết cũng chẳng có chút đồng tình nào với loại người như thế này, mẹ, chúng ta đi thôi, còn phải về nhà ăn cơm nữa. Cả nhà Vương Đông Tuyết lập tức lấy đồ ra về. Nếu không phải Lưu Nhị Nha giỏi làm trò thì những món quà này đã được tặng cho cô ta rồi,
lúc này Lưu Nhị Nha hối hận cũng chẳng làm được gì, trên đời này làm gì có bán thuốc hối hận chứ. Về nhà nấu một bữa bánh chẻo đơn giản, sau đó Vương Ái Dân cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài. Bố đi bán dưa hấu đây, cũng sắp đến giờ rồi. Tần Lâm nói, để cháu đi phụ chú. Vương Đông Tuyết có chút cạn lời, bố định lái chiếc xe đó đi bán dưa hấu sao? Vương Ái Dân nói, chiếc xe này đi làm sao, con rể bố mua cho mà, bố không lái được sao? Vương Ái Dân không ngừng khen ngợi Tần Lâm, cũng chẳng có ai quy định là không được lái siêu xe đi bán dưa hấu cả. Tần Lâm cười nói, đúng đấy, cũng chẳng có gì cả, đến chợ cũng có ai biết đâu. Tần Lâm và Vương Ái Dân lái xe đi, sau cốp xe toàn là dưa hấu, chen được một chỗ bán hàng, sau đó mở cốp xe ra bán. Người ta dùng máy kéo để mang dưa hấu đi bán, còn Vương Ái Dân thì dùng hẳn Rolls-Royce để đi bán dưa hấu, nhưng mở cốp sau ra thì che hết nhãn hiệu xe, cho nên không ai biết. Tần Lâm cũng sắn tay vào giúp, công việc bán hoa quả quá dễ dàng đối với anh, Tần Lâm là người đã từng chịu khổ cực. Chuyện gì cũng trải qua rồi, đương nhiên thấy mọi chuyện đều chỉ là bình thường. Lúc Tần Lâm đang làm việc thì đột nhiên có một nam thanh niên bước tới, hỏi. Dưa hấu bán thế nào đây? Tần Lâm ngẩng đầu lên, một tệ một cân. Hai người đối diện nhau, đột nhiên bối rối. Tần Lâm, Trương Minh, mặc dù qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng cả hai vẫn ngờ ngợ nhận ra đối phương, đây là bạn cấp 2 của Tần Lâm, Trương Minh. Đây là một trong số ít những người bạn trong suốt quá trình học sinh của Tần Lâm. Trương Minh mặc quần áo bình thường, cầm một túi đồ bình thường, nhìn giống như cuộc sống của một người bình thường. Trương Minh cũng không phải con nhà giàu có gì, chỉ là gia đình bình thường, nhưng lại có mối quan hệ tốt với Tần Lâm. Vẫn còn nhớ lúc trước học tiết thể dục, mặc dù gia đình khó khăn nhưng anh ấy vẫn thường xuyên mua nước cho Tần Lâm, bây giờ Tần Lâm nhớ lại tình bạn này vẫn còn cảm giác xúc động. Trương Minh vô cùng ngạc nhiên, vốn còn cho rằng Tần Lâm đã chết, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Lão Tần, nhà cậu thật sự xảy ra chuyện sao? Tần Lâm gật đầu, mọi người đều biết nhà Tần Lâm xảy ra chuyện, nhưng người bình thường như Trương Minh thì e là không biết. Sau khi nhà tớ xảy ra chuyện thì chỉ còn một mình tớ. Nhìn thấy Tần Lâm bán dưa hấu ở đây, Trương Minh cũng có thể tưởng tượng được, từ một thiếu gia nhà giàu biến thành người mồ côi. Trong lòng chắc chắn vô cùng đau khổ, cuộc sống cũng không suôn sẻ. Trương Minh thở dài, hai, đời đúng là bể khổ, tớ lấy một quả dưa hấu đi. Tần Lâm khẽ cười, cũng không nói gì, bạn học cũ gặp nhau chỉ cảm thấy bùi ngùi. Gói quả dưa hấu cho Trương Minh đưa tiền rồi đi luôn. Sau khi rời đi được vài phút, Vương Ái Dân đột nhiên nói. Ấy, đây là cái gì? Trong đống dưa hấu có một bức thư nhỏ. Tần Lâm cầm lên xem, bên trên viết tên một công xưởng nào đó. Tần Minh chau mày, mở bức thư nhìn thấy một xấp tiền mới tinh tầm hơn 3.000 tệ, bên trong còn có một tờ giấy nhỏ, bên trên là bảng lương. Hơn nữa, tên viết trên bảng lương là Trương Minh. Lúc này Tần Lâm mới hiểu ra, thì ra số tiền này là Trương Minh cố ý để lại, mặc dù lúc nãy Trương Minh chỉ nói vài câu với Tần Lâm nhưng anh ấy nhìn thấy Tần Lâm bán dưa hấu vất vả như vậy nên để lại một tháng lương. Đàn ông đều sĩ diện như nhau cả, lại ngại nói ra, cho nên cứ để tiền ở quầy hàng của Tần Lâm, cả hai đều hiểu nhau nên chỉ dùng cách này để trợ giúp cho Tần Lâm. Nhìn thấy số tiền hơn 3.000 tệ, Tần Lâm liền cảm thấy xúc động. Mặc dù 10 năm không gặp nhưng tình bạn mà Trương Minh đối với anh vẫn còn, một tháng lương của anh ấy mới có 3.000 rưỡi, vậy mà vẫn để lại cho Tần Lâm, tình cảm này không thể dùng tiền là có thể mua được. Chú Vương, cháu đi gặp bạn cháu một chuyến. Nói xong, Tần Lâm vội vàng đuổi theo. Đuổi được khoảng hai con phố thì nhìn thấy Trương Minh đang gặp mặt một cô gái, giống như đang cãi nhau chuyện gì vậy. Trương Minh, anh làm sao vậy, không phải hôm nay anh nói sẽ đi ăn món Nhật, tại sao lại không ăn nữa, người phụ nữ tỏ vẻ oán trách, tức giận khoanh tay lại. Trương Minh tỏ vẻ thật thà nói, hôm nay có chút chuyện, chưa lấy được lương, tháng sau anh đảm bảo sẽ dẫn em đi ăn món Nhật. Trương Minh không phải chưa lấy được lương, mà là đưa hết lương cho Tần Lâm nên không còn tiền nữa. Vốn đã đồng ý mời bạn gái đi ăn món Nhật rồi nhưng lại cho người ta leo cây. Đinh đinh, hôm nay chúng ta không ăn món Nhật nữa, anh mời em ăn xiên nướng nhé, em cũng thích ăn mà. Vẻ mặt Đinh đinh cũng không tốt hơn, lạnh lùng nói. Em không muốn ăn xiên nướng, em muốn ăn trong không gian sang trọng kìa,
anh dẫn em đi ăn xiên nướng thì là đồ ven đường còn gì, có cái gì ngon lành chứ? Đình Đình hít sâu một hơi rồi thở dài. Trương Minh, hôm nay em muốn ăn cơm với anh, cũng có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta chia tay đi. Trương Minh ngây người một lát, Đình Đình, tại sao, không phải chúng ta vẫn đang vui vẻ sao, tại sao phải chia tay? Đình Đình lắc đầu, không có gì, em cảm thấy chúng ta không hợp, Trương Minh, anh là người tốt, em không xứng với anh, chúc anh tìm được một cô gái tốt hơn em. Nói xong, Đình Đình đi luôn. Trương Minh đứng yên tại chỗ như một tên ngốc. Tần Lâm đứng ở nơi xa nhìn thấy cảnh này cũng không biết nên nói gì, nhưng anh cảm thấy lúc người phụ nữ này nói chia tay chắc không phải chỉ đơn giản là không hợp nhau. Tần Lâm không lên tiếng, lặng lẽ đi theo sau Đình Đình. Vài phút sau thấy Đình Đình lấy điện thoại ra nở nụ cười gọi một cuộc điện thoại, vừa dậm chân vừa ngoáy mông làm núng, nói cái gì thì không nghe rõ nhưng không giống thái độ vừa mới chia tay xong. Vài phút sau, một con BMW chạy tới dừng bên đường, Đình Đình đứng cạnh không chịu lên, đến khi một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn xuống dỗ dành thì cô ta mới chịu lên. Nhìn thấy cảnh này, Tần Lâm lắc đầu, Trương Minh gặp phải người xấu tính rồi. Nhưng chuyện này cũng là chuyện thường gặp. Chẳng thể trách được, người phụ nữ như Đình Đình khá nhiều, Trương Minh sớm muộn gì cũng có kết cục này thôi. Tần Lâm quay về vẫn thấy Trương Minh đứng đó. Anh bước đến ôm vai Trương Minh rồi nói. Lão Trương, đi thôi, tâm trạng không tốt, đi uống rượu với tớ đi. Lão Trương ngây người, không ngờ lại gặp phải Tần Lâm. Tần Lâm nói cũng rất tế nhị, không nói tâm trạng cậu không tốt tớ chia buồn cùng cậu mà nói tâm trạng của bản thân không được tốt. Trương Minh cũng không nghi ngờ gì, hai người cùng đi tới một quán thịt nướng ven đường, sau khi ngồi xuống gọi bia rồi uống no say. Lót dạ hai cốc rượu, Trương Minh lập tức ba hoa, vừa khóc vừa nói. Lão Tần, cậu không biết đâu, bạn gái tớ vừa chia tay với tớ xong, yêu nhau hơn một năm rồi mà cô ấy còn nói hai đứa không hợp, tớ thật sự rất yêu cô ấy. Nhìn thấy Trương Minh đau lòng như vậy, Tần Lâm thật sự không đành lòng. Nếu là người khác thì có thể bỏ qua, nhưng nghĩ đến tình cảm Trương Minh dành cho anh, đến lương cả tháng trời cũng đưa cho anh thì Tần Lâm cũng không giấu giếm. Lão Trương, cậu không cần phải đau lòng như vậy, loại phụ nữ đấy không đáng, trong lòng cô ta vốn không có cậu, cô ta chia tay với cậu là vì cậu không có tiền. Trương Minh ngây người, không thể nào. Đình Đình không phải loại phụ nữ đó, nếu cô ấy thích người có tiền thì ban đầu đã không chịu ở bên cạnh tớ rồi. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, phụ nữ ai cũng thay lòng thôi, đặc biệt là sau khi bọn họ quen biết những người có tiền. Trương Minh đứng lên, có chút tức giận. Lão Tần, cậu có thể coi thường tớ, nhưng không thể coi thường Đình Đình, Đình Đình không phải loại phụ nữ như vậy. Nhìn thấy Trương Minh vẫn không hay biết gì, anh lại càng không đành lòng. Được rồi, vậy để tớ cho cậu xem bộ mặt thật của cô ta nhé, được không? Trương Minh cắn răng, cậu nói phải xem như thế nào. Tần Lâm cười nhạt, cậu không có xe phải không? Đi, tớ tặng cậu một cái. Nói xong Tần Lâm vứt vài tờ 100 tệ xuống bàn rồi đưa Trương Minh rời khỏi hàng thịt nướng. Trương Minh có chút hoang mang, lão Tần, cậu nói cái gì, cậu muốn tặng xe cho tớ? Tần Lâm gật đầu, cậu thích xe gì? Xe con, thể thao hay xe địa hình? Trương Minh lắc đầu, lão Tần, cậu đừng đùa tớ nữa, cậu bán dưa hấu kiếm được bao nhiêu tiền mà mua xe cho mình? Tần Lâm cũng không giải thích với anh ấy, cậu đi với tớ là được rồi. Tần Lâm không nói gì nữa, đưa Trương Minh đi gọi một chiếc taxi. Bác Tài, đến cửa hàng Rolls-Royce 4S. Trương Minh trợn mắt, lão Tần, cậu điên rồi. Bác Tài bĩu môi cười ha ha, đi chụp ảnh hả? Ha ha. Tần Lâm cũng không giải thích, nhìn dáng vẻ của bọn họ đúng là không giống người có thể mua được Rolls-Royce. Bác Tài cũng đoán hai người bọn họ làm ăn buôn bán nhỏ. Đi chụp ảnh up lên mạng lừa người. Trương Minh lắc đầu, tâm trạng vốn đã không tốt, bây giờ lại bị Tần Lâm làm loạn. Trong đầu toàn là Đình Đình, trong lòng anh ấy Đình Đình vô cùng đẹp đẽ, lão Tần coi thường phẩm chất của cô ta khiến Trương Minh rất tức giận. Tần Lâm xuống xe, đưa theo Trương Minh đến cửa hàng 4S. Nếu như là lúc trước, khi đi vào cửa hàng 4S nhất định sẽ không được người ta chào đón, nhưng bây giờ thì khác, Tần Lâm vừa mua xe ở cửa hàng được mấy ngày. Nhân viên trong cửa hàng đều nhận ra Tần Lâm. Đặc biệt là Tiểu Mai, lần trước ở cổng vì cô ta khinh thường Tần Lâm nên đã bỏ lỡ vụ làm ăn lớn, bị Điềm Điềm cướp được. Khoản tiền hoa hồng tận 500.000,
Tiểu Mai vừa nghĩ đến liền ngưỡng mộ. Khi Tần Lâm đi vào, Tiểu Mai vừa nhìn thấy anh, mắt lập tức sáng lên, tràn trề nhiệt tình mà tiến lên. Anh Tần, anh lại đến rồi, lần này anh muốn bảo dưỡng hay tu sửa xe? Mặc dù cô ta cho rằng Tần Lâm chẳng mua xe đâu, nhưng kết giao với kiểu người như Tần Lâm thì nhất định có lợi, nhỡ may nhìn chúng cô ta thì sao? Tiểu Mai này mặc dù nhan sắc tầm thường nhưng nghĩ thì viển vông lắm. Tần Lâm nhìn cô ta, lười để ý, hỏi. Điềm Điềm đâu? Tiểu Mai bĩu môi, liếc mắt, khó chịu mà hét một câu vào bộ đàm. Điềm Điềm, có khách tìm cô này. Điềm Điềm đi ra từ bên trong, nhìn thấy Tần Lâm liền tươi cười. Dù sao lúc trước khoản tiền hoa hồng 500.000 cũng nhờ vào vị khách hàng lớn Tần Lâm này thì mới kiếm được, vốn cho rằng sau này sẽ không gặp lại nữa, không ngờ anh quay lại sớm đến vậy. Chào anh Tần, anh lái xe đã quen chưa ạ? Nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình của Điềm Điềm, Tiểu Mai hung hăng liếc mắt, lẩm bẩm mấy tiếng. Hừ, làm như giỏi giang lắm ấy, chỉ là một vụ mua bán mà thôi. Thực ra Tiểu Mai khá ghen tị, có điều cô ta nói cũng thật. Đây chỉ là một vụ mua bán mà thôi, mua một chiếc xe về sau còn phải phụ trách dịch vụ hậu mãi, dịch vụ hỗ trợ sau khi bán hàng. Dịch vụ hậu mãi thì đâu có tiền hoa hồng đâu, bây giờ Điềm Điềm nhiệt tình như vậy, đa phần là vì đạo đức nghề nghiệp và sự cảm kích với Tần Lâm thôi. Có tác dụng gì chứ? Anh ta sẽ mua thêm một chiếc xe nữa chắc. Tiểu Mai vừa nghĩ như vậy, Tần Lâm đã nói với Điềm Điềm. Tôi đưa bạn đến xem xe, lấy cho tôi chiếc xe giống y hệt chiếc lần trước. Cả cửa hàng 4S lập tức yên lặng. Tất cả mọi người đều nhìn Tần Lâm, mắt trợn tròn, ngay cả Điềm Điềm cũng không nói nên lời. Lại thêm một chiếc nữa. Chuyện gì thế này, đây là Rolls Royce đấy. Đâu phải là mua chai nước ngọt, uống hết một chai lại mua thêm chai nữa đâu. Bây giờ mua xe mà cũng tùy ý vậy à, hôm qua mua một chiếc đã là giỏi lắm rồi, hôm nay lại quay lại mua thêm chiếc nữa. Chuyện này cũng bất ngờ quá. Cứ vậy mà mua thêm một chiếc sao? Điềm Điềm sững sờ, anh Tần, anh nói thật sao? Tần Lâm cười cười, đưa thẻ ngân hàng cho cô ấy. Đương nhiên, quẹt thẻ, làm thủ tục đi. Điềm Điềm mãi mới hoàn hồn, vâng, 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 tôi sẽ đi làm thủ tục cho anh ngay đây. Có kinh nghiệm lần trước, mọi người đều biết, Tần Lâm không đến để chụp ảnh, cũng không đến để tìm hiểu, mà thực sự muốn mua. Gia đình gì thế này? Xe mấy chục triệu mà cũng tùy ý mua được vậy à, anh cho rằng mình đang mua dưa sao? Quẹt thẻ thành công, bắt đầu làm thủ tục. Khi Điềm Điềm hỏi chứng minh thư của Trương Minh mới hoàn hồn, tỉnh rượu. Lão Tần, cậu đùa tớ à, cậu mua cho tớ Rolls Royce thật à? Tần Lâm cười nói, đã quẹt thẻ xong rồi mà cậu còn nghĩ là đùa à? Trương Minh sững sờ, Tần Lâm đưa anh ấy đến trước chiếc Cullinan ở showroom ô tô, hỏi. Thế nào, có thích xe Việt dã không? Nhìn thấy chiếc Cullinan cun ngầu, Trương Minh trợn to mắt. Chiếc xe này ngầu quá. Trương Minh vốn thích xe Việt dã, chiếc Rolls Royce Cullinan này là mẫu xe Việt dã cao cấp nhất, anh ấy vô cùng yêu thích mẫu xe này, lúc trước chỉ từng nhìn thấy trên TV, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó ngoài đời. Trương Minh duỗi tay vuốt ve, xúc động vô cùng. Chiếc xe này tận 10 triệu, cứ như làm bằng vàng vậy. Tần Lâm cười, hài lòng với phản ứng của Trương Minh, có vẻ như rất thích món quà này. Nhìn đằng sau đi. Tần Lâm mở cốp sau ra, cho Trương Minh xem. Trương Minh lập tức phản ứng lại, cảm thấy có hơi quen mắt, nghi ngờ hỏi. Lão Tần, chiếc xe vừa nãy cậu dùng để đi bán dưa là chiếc Cullinan à? Trương Minh nhìn cốp sau mới phản ứng lại, chiếc xe bán dưa mà Tần Lâm vừa dùng là chiếc này sao? Vừa nhìn qua thì không thấy có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ mới biết, trời ạ, là Rolls Royce. Tần Lâm cười, không sai, cậu thích thì có thể dùng nó để bán dưa. Trương Minh cạn lời, lão Tần giàu thật, cho dù lúc trước khi anh còn là Tần đại thiếu gia nhà họ Tần thì cũng không hào phóng thế này. Cullinan Rolls Royce mà cũng có thể tùy tiện tặng người khác, phải giàu đến mức nào chứ? Không đúng, đây không phải kiểu giàu có thông thường mà là đại gia. Bây giờ Tần Lâm thực sự là đại gia rồi. Thủ tục chẳng mấy chốc đã được hoàn thành, sau đó Tần Lâm nhờ Điềm Điềm tìm tài xế, hai người bọn họ đều uống rượu, không thích hợp để lái xe, chỉ có thể ngồi đằng sau, để tài xế lái xe ra khỏi cửa hàng 4S. Sau khi Tần Lâm rời đi, đồng nghiệp của Điềm Điềm đều xông tới, kích động nói.
Điềm Điềm cô phát tài rồi, lại kiếm được thêm 500.000. Cùng một chiếc xe, cùng một khoản tiền hoa hồng, hôm qua một chiếc nay lại thêm chiếc nữa. Hai ngày kiếm được 1 triệu, Điềm Điềm may mắn quá, một bước trở thành quán quân tiêu thụ quý này. Một nhân viên bán hàng mới thực tập được 3 tháng mà có thể trở thành quán quân bán hàng, giỏi thật, thực sự khiến mọi người mắt chữ A mồm chữ O. Điềm Điềm cũng có hơi thất thần, không ngờ lại thuận lợi thế này, chiếc xe đầu tiên cô ấy bán được là Cullinan, chiếc thứ hai cũng thế. Hai ngày đã kiếm được một khoản tiền hoa hồng đủ để mua được nhà. Đột nhiên có người nói. Điềm Điềm, cô nói xem, người này có phải cố ý làm vậy không? Điềm Điềm sững sờ, ý cô là sao? Cố ý mua làm gì? Cố ý mua xe để giúp cô kiếm được tiền hoa hồng. À, Điềm Điềm có hơi sững sờ, logic gì thế này, chắc không đâu. Một chiếc xe 10 triệu lận, nếu như thực sự không cần thì ai lại mua xe 10 triệu bao giờ? Mấy cô gái này có trí tưởng tượng bay cao bay xa thật, cái này thì có gì mà không thể chứ? Cuộc sống của mấy tên đại gia đâu phải thứ mà chúng ta tưởng tượng nổi. Một chiếc xe trị giá 10 triệu trong mắt họ chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Tôi đoán anh ta muốn theo đuổi cô đấy, nên dùng cách này để tiếp cận cô. Điềm Điềm đột nhiên đỏ mặt, có hơi không hiểu, chắc không đâu. Chắc không đâu, mấy người đừng nói vớ vẩn. Mặc dù miệng thì rất lý trí nhưng trong lòng Điềm Điềm lại có chút mong mỏi. Chẳng nhẽ, anh ấy thực sự muốn tiếp cận mình sao? Hai người Tần Lâm ngồi trên xe. Cầm điện thoại lên lướt vòng bạn bè của Đình Đình. Còn chưa kịp xóa nick Zalo, Đình Đình đã đăng ảnh lên vòng bạn bè, đó là một bàn đồ ăn Nhật vô cùng phong phú. Bên dưới là định vị của một nhà hàng Nhật Bản cao cấp. Nhìn thấy cảnh này, Trương Minh có hơi buồn rầu. Tự cô ấy đi rồi. Tần Lâm cạn lời, lão Trương, đến bây giờ mà cậu vẫn nghĩ là cô ấy tự đi à? Cậu nghĩ cô ấy không vì tiền mà chia tay với cậu chắc? Trương Minh lắc đầu, tớ không tin. Tần Lâm cười khẩy, nào, cậu ngồi ghế lái, tớ chụp cho cậu một bức. Nói xong, Tần Lâm bảo Trương Minh ngồi ghế lái, sau đó chụp cho anh ấy một bức. Sau đó Tần Lâm dùng điện thoại của anh ấy đăng ảnh lên vòng bạn bè. Lúc này thì không cần khiêm tốn nữa. Caption của Tần Lâm cũng chỉ là anh viết bừa, mặc dù anh không phải loại trà xanh, nhưng mấy thứ này ai mà chẳng biết chứ. Vì thử Đình Đình nên đăng cái ảnh này lên vòng bạn bè. Tần Lâm trả lại điện thoại cho Trương Minh nói, cậu đợi một lúc đi. Khi Đình Đình đang ăn uống với tên béo tai to mặt lớn, lướt vòng bạn bè, nhìn thấy bức ảnh của Trương Minh liền lập tức sững sờ. Vốn muốn kéo nick của Trương Minh vào danh sách đen nhưng dù sao nhiều năm tình cảm như vậy nên Đình Đình cũng không ngờ. Nhìn thấy bức ảnh này, Đình Đình hơi sững sờ. Cái gì mà không cần khiêm tốn nữa cơ? Lúc trước anh ấy vẫn luôn khiêm tốn sao? Anh ấy mua xe lúc nào vậy? Lúc trước Trương Minh vẫn luôn đi xe đạp công cộng đi làm, cô ta biết rõ điều này, nhìn thấy anh ấy ngồi ghế lái, cảm thấy thực sự không thích ứng nổi, chẳng nhẽ anh ấy thực sự có xe, nhưng vẫn luôn không nói cho Đình Đình biết sao? Người đàn ông tai to mặt lớn trước mặt nhìn thấy Đình Đình nghịch điện thoại liền hỏi. Đình Đình, em xem gì thế, sao không ăn đi? Đình Đình bình tĩnh lại nói. Anh Châu, bạn em đăng ảnh, nhưng em không biết đây là xe gì, anh xem giúp em với. Ảnh được chụp rất chuyên nghiệp, chụp nửa người trên của Trương Minh và nửa vô lăng, nhưng không lộ ra logo xe, người bình thường chỉ có thể cảm thấy đây là xe tốt, nhưng cụ thể tốt đến mức nào thì chẳng ai biết. Đình Đình đưa điện thoại qua, Châu Anh Dũng cầm lấy nhìn, tình cờ là ông ta là một người mê xe. Nhìn thấy chiếc xe này liền kêu á một tiếng. Được đấy, bạn em giàu thật. Đây là một chiếc Rolls Royce Cullinan trang bị cao cấp, chiếc này chắc phải hơn 10 triệu. Đình Đình sững sờ, thật hay giả vậy? Anh Châu đùa em à? Bạn em chỉ là một tên nghèo rách, tháng kiếm được 3.000 tệ là cùng. Châu Anh Dũng lắc đầu, sao có thể, đây chắc chắn là một chiếc Rolls Royce Cullinan, bạn em lái được loại xe này chắc trong tay cũng phải có trên 500 triệu. Đình Đình trợn tròn mắt, không thể nào được. Anh ta còn chẳng chi trả nổi cho một bữa ăn ở nhà hàng Nhật. Châu Anh Dũng cười, bây giờ á, người có tiền có nhiều thú vui kỳ dị lắm, anh thấy đầy người thích chơi trò chủ tịch giả nghèo thử lòng người khác. Đình Đình lập tức sững sờ, não trắng xóa, cả người đần ra, trong não chỉ toàn hình ảnh trong khoảng thời gian cô ta ở bên Trương Minh. Chẳng nhẽ, anh ấy thực sự giả khổ giả nghèo sao? Trên thực tế anh ấy là người giàu ẩn thân sao?
Trương Minh ngồi trên xe kêu than mấy tiếng, mặc dù Tần Lâm tặng xe khiến anh ấy rất vui nhưng vết thương trong tim thì không bù đắp nổi. Khi Trương Minh chuẩn bị xóa bức ảnh trên vòng bạn bè, đột nhiên có người gửi tin nhắn Zalo cho anh. Là Đình Đình. Trương Minh nhíu mày, Đình Đình chỉ gửi cho anh ấy một câu. Anh lừa em. Trương Minh nhìn thấy Đình Đình chủ động gửi tin nhắn, có hơi khó chịu, chẳng nhẽ cô ta thực sự là loại phụ nữ ham vật chất. Trương Minh nhìn lại câu hỏi trong đầu, trả lời theo cách mà Tần Lâm bày cho lúc trước. Tôi lừa cô cái gì? Đình Đình gửi lại bức ảnh. Anh mua Rolls Royce lúc nào vậy? Trương Minh trả lời, vừa mua. Lúc trước đều là Đình Đình nhắn một câu, Trương Minh trả lời một đoạn dài như bài sớ, bây giờ Đình Đình nhắn một câu, Trương Minh trả lời mấy chữ, có vẻ lạnh lùng hơn trước nhiều. Đình Đình đột nhiên không quen nổi với điều này, vội vàng nhắn lại. Anh có nhiều tiền như vậy lừa em làm gì? Trương Minh nói, sao vậy? Cô hồi tâm chuyển ý rồi à? Đình Đình nói, Trương Minh, em không phải vì tiền mà ở bên anh, nếu em mà thích tiền thì lúc đầu đã không ở bên anh rồi. Lời của Đình Đình chọt đúng chỗ yếu của Trương Minh, đúng là lúc đầu khi hai người ở bên nhau, Trương Minh chẳng có gì. Nếu như Đình Đình thực sự hám tiền, thì không thể nào ở bên anh được. Chẳng nhẽ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Đình Đình lại trở nên xấu xa sao? Trương Minh nói, nhưng cô nói chúng ta không hợp nhau mà. Đình Đình trả lời, anh lừa em lâu như vậy, anh không muốn cứu vãn mối quan hệ của chúng ta sao? Lúc trước khi em tức giận, anh đều dỗ em. Những lời này của Đình Đình mang ý làm nũng, rõ ràng muốn Trương Minh dỗ, chỉ cần Trương Minh dỗ một câu, cô ta nhất định sẽ thay đổi ý định. Hơn nữa lời của Đình Đình rất có kỹ thuật, khiến cho người khác không nhận ra cô ta là sinh viên trường mỏ, rõ ràng là vì Trương Minh có tiền nên mới muốn quay lại, nhưng vẫn nói một cách đường đường chính chính. Trương Minh ngẩng đầu nhìn Tần Lâm, ý muốn xin quân sư giúp. Tần Lâm cười khẩy nói, tớ còn có cách hay hơn, cậu dỗ cô ta đi. Trương Minh cầm điện thoại, dỗ hai câu, Đình Đình vốn muốn quay lại, nên chỉ cần dỗ cô ta một tí là được. Nói không được mấy câu, Đình Đình chuẩn bị đi tìm anh ấy. Đang ăn đồ ăn Nhật thì Đình Đình đột nhiên đứng dậy. Anh Châu, xin lỗi anh, em còn chút chuyện nên phải đi trước. Châu Anh Dũng sững sờ, Đình Đình, em làm sao vậy, tí nữa chẳng phải chúng ta còn đi khách sạn. Châu Anh Dũng đã đặt xong phòng rồi, đợi tối nay có thể chiếm được Đình Đình. Kết quả Đình Đình lại muốn đi. Đình Đình ngại ngùng nói, nhà em xảy ra chuyện, mẹ em nhập viện rồi, em thực sự cần phải đi. Trương Minh trở thành người có tiền, hơn nữa anh ấy đối xử với cô ta rất tốt, cô ta sao có thể ở bên một Châu Anh Dũng vừa béo vừa già được. Cô ta chỉ muốn đá ngay ông ta. Châu Anh Dũng tỏ vẻ vô tội, vậy khi nào chúng ta lại hẹn tiếp? Sau này nói sau nhé. Ra khỏi cổng, Đình Đình bắt một chiếc taxi. Lên xe liền kéo Châu Anh Dũng vào danh sách đen. Hí hửng đi tìm Trương Minh. Trên thực tế, Đình Đình thực sự thích Trương Minh, khi hai người mới ở bên nhau, cô ta nghĩ anh ấy nhất định có tương lai, sự nghiệp. Nhưng một năm trở lại đây, Trương Minh mặc dù rất nỗ lực, chăm chỉ làm việc, nhưng cũng có lúc con người không thể không cúi đầu trước số mệnh, khoảng cách giữa người và người không thể bù đắp bằng mỗi việc nỗ lực được. Trương Minh rất nỗ lực, nhưng bọn họ phải đối mặt với hiện thực. Đình Đình đối mặt với hiện thực nên mới chia tay với Trương Minh, nhưng không ngờ anh ấy lại là đại gia ngầm, đúng là lừa cô ta khiến cô ta khổ sở mà. Đình Đình đi đến phía trước, vẫn không như lúc trước, đứng ở bên ngoài xe không đi vào. Đây là thủ đoạn của cô ta, lúc trước cô ta cũng làm nũng với Châu Anh Dũng như vậy, lần nào Châu Anh Dũng cũng là người dỗ dành cô ta trước, dỗ một lúc mới được. Nhưng lần này, Trương Minh ngồi ở bên trong vẫn cố nhịn, có chết cũng không xuống xe. Đình Đình đứng ở ngoài xe, có hơi không nhịn nổi, hơi cau mày, không ngờ chiêu này của cô ta không sử dụng được. Có vẻ như Trương Minh thực sự hơi tức giận rồi. Chiếc xe này, ngầu thật. Đây là lần đầu tiên Đình Đình được đứng gần một chiếc Rolls Royce đến vậy. Xe chục triệu có khác. Chiếc BMW của Châu Anh Dũng đã xa xỉ lắm rồi, còn đắt tiền như chiếc này, cô ta chưa từng nghe nói tới. Cuối cùng cô ta vẫn tự mình đi đến ghế phó lái. Mở cửa xe, ngồi vào trong. Cô ta bĩu môi, mãi không nói gì. Trương Minh cũng không nói, hai người cứ như vậy mà bế tắc. Thực ra mục đích của Đình Đình rất rõ ràng,
muốn làm hòa với Trương Minh mà lại không thể hiện rằng mình ham vật chất nên muốn Trương Minh dỗ cô ta. Nhưng Tần Lâm trước khi xuống xe đã căn dặn, bảo anh ấy phải lý trí một chút, vậy nên Trương Minh vẫn chẳng hề nói gì. Cuối cùng Đình Đình cũng không nhịn nổi mà kéo tay Trương Minh đặt lên đùi mình rồi nói. Anh làm gì vậy, trước kia đều là anh dỗ em mà, bây giờ anh không muốn dỗ em nữa phải không? Trương Minh thở dài, chỉ cảm thấy Tần Lâm nói đúng. Đình Đình, em còn muốn ở bên anh không? Đình Đình nghe thấy vậy, vội vàng tìm cách, cô ta dựa vào vai Trương Minh nói. Đương nhiên rồi, em đương nhiên muốn ở bên anh, mặc dù lúc trước anh giả nghèo với em, nhưng em cũng không thích tiền của anh nên em cũng chẳng quan tâm. Lời Đình Đình nghe kiểu rất ngay thẳng, cô ta nói đúng trọng điểm, mục đích lúc đầu hai người ở bên nhau không phải tiền. Nếu như không có Tần Lâm khiến anh ấy tỉnh ngộ thì chắc Trương Minh tin thật. Ha ha, nếu em đã thích anh như vậy thì nếu anh không có tiền thì em có quan tâm không? Đình Đình cười, đồ ngốc, đương nhiên không rồi. Khi nghe Đình Đình nói xong, Trương Minh liền mỉm cười. Đình Đình, nếu đã như vậy thì anh cũng không giấu em nữa, chiếc xe này không phải của anh, mà là của bạn anh. Sắc mặt Đình Đình chợt thay đổi, nụ cười trên mặt cô ta cũng dần tắt đi. Trương Minh, anh đang đùa với em đúng không? Trương Minh lắc đầu, anh không hề đùa, anh cũng không phải người có tiền, đây thực sự là xe của bạn anh đang ở phía trước. Trương Minh chỉ vào Tần Lâm đang ở ngoài xe. Sắc mặt Đình Đình chợt xa sầm xuống, vậy ra anh cũng không phải đại gia đúng không? Trương Minh gật đầu, đúng vậy, anh chỉ là một công nhân bình thường mà thôi. Đình Đình hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Họ Trương kia, anh chơi tôi à? Trương Minh liền cau mày nói, Đình Đình, chẳng phải em đã nói rồi sao, em quay lại với anh đâu phải vì tiền. Đình Đình hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, tôi không phải vì tiền của anh, nhưng tôi không chịu được việc anh nói dối tôi, anh lừa tôi tức là nhân phẩm anh không tốt, nếu vậy thì tôi cũng không cần phải tiếp tục duy trì với loại người như anh nữa. Họ Trương kia, chúng ta kết thúc đi. Nói xong, Đình Đình liền mở cửa xe rồi bỏ đi. Nhìn thấy Đình Đình đã thực sự đi khỏi, trong lòng Trương Minh như bị dao cắt, quả nhiên giống như những gì Tần Lâm nói. Đình Đình đến là vì tiền. Cho dù không muốn tin, nhưng đây vẫn là sự thật. Đình Đình thật sự đã làm anh ấy vô cùng thất vọng. Người giàu giả nghèo thì có thể tha thứ, chỉ cần dỗ dành một chút là được, dù sao cũng không phải đến vì tiền. Nhưng khi nghèo giả giàu thì lại là nhân phẩm có vấn đề, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Mặc dù lý do này nghe rất đường hoàng, nhưng nói trắng ra thì đó là vì tiền mà đến. Sau khi Đình Đình đi khỏi, cô ta nhanh chóng lấy điện thoại ra và thêm bạn với người tên Châu Anh Hùng vừa rồi. Châu Anh Hùng vẫn đang ngồi ăn ở nhà hàng Nhật, nhìn thấy Đình Đình vừa thêm bạn, liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Đình Đình, tại sao em lại xóa anh? Anh Châu, lúc nãy em bị mất điện thoại, tài khoản cũng bị người ta phá rồi, bây giờ chỉ có thể mượn điện thoại để gửi tin nhắn cho anh. Sợ anh sẽ lo lắng. Châu Anh Hùng vội vàng nói, ồ vậy sao, thế anh mua cho em một chiếc điện thoại mới nhé, anh đón em ở đâu được đây? Đình Đình ngay lập tức mỉm cười mãn nguyện, rốt cuộc thì người có tiền mới có thể cho cô ta hạnh phúc. Cô ta chỉ thuận miệng nhắc đến, nhưng Châu Anh Hùng lại mua hẳn một chiếc điện thoại, nếu như ngược lại là Trương Minh, anh ấy có thể không? Lương tháng của anh cũng không đủ để mua một chiếc iPhone. Đình Đình tự cảm thấy mình đã lãng phí mất một năm, sau đó lấy ví tiền ra, sắp xếp lại một thứ, định vứt hết tất cả những gì liên quan đến Trương Minh đi. Ngoài ra còn có một tấm thẻ ngân hàng của anh, Đình Đình liền cong môi, trực tiếp ném nó ra ngoài. Tấm thẻ của Trương Minh ở trong tay cô ta, định sẽ dùng nó vào việc kết hôn, nhưng ngay khi định chia tay thì Đình Đình đã tiêu sạch tiền trong đó. Còn kết hôn nữa ư? Anh ta à? Đình Đình hừ lạnh một tiếng. Sau đó khoác lấy thân hình mập béo của Châu Anh Hùng đi lựa điện thoại. Ngay khi Tần Lâm quay lại xe, nhìn thấy bộ dạng tổn thương của Trương Minh, bèn lên tiếng. Sao thế, đau lòng à? Trương Minh mỉm cười, không có gì, loại phụ nữ này không đáng để tớ phải đau lòng. Sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của Đình Đình, Trương Minh đã sáng mắt ra, nếu lúc trước Đình Đình là một cô gái tốt thì anh còn có thể cảm thấy khó chịu, cảm thấy đáng tiếc. Nhưng bây giờ biết được Đình Đình lại là người như vậy, nên anh ấy cũng không cần phải nhung nhớ cô ta làm gì nữa. Lão Tần, chiếc xe này tớ trả lại cho cậu,
tớ lái cũng chẳng có tác dụng gì, không có khả năng chơi xe, dù sao cũng cảm ơn ý tốt của cậu, cứ để tớ làm việc chăm chỉ đi thì hơn. Tần Lâm mỉm cười rồi vỗ vai Trương Minh. Vậy không được đâu, nếu chúng ta đã có duyên gặp lại thì từ bây giờ trở đi, Trương Minh cậu cũng sẽ không còn là một công nhân bình thường nữa. Trương Minh sững ra một lúc, tớ không phải công nhân bình thường, vậy thì là gì? Cho dù cậu có tặng xe cho tớ thì tớ vẫn là công nhân mà thôi. Tần Lâm mỉm cười, bây giờ cậu là ông chủ Trương có 500 triệu trong tay. Nói xong, Tần Lâm liền lấy điện thoại ra đưa cho Trương Minh. Nhập số thẻ ngân hàng của cậu đi. Trương Minh sững ra một lúc, lão Tần, cậu bị gì vậy? Đừng nhiều lời, mau lên. Trương Minh có hơi sững sờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhập số thẻ ngân hàng của mình. Sau đó, anh ấy tận mắt nhìn thấy Tần Lâm dùng điện thoại để chuyển tiền. Lão Tần, không nên đâu, tớ không thể lấy tiền của cậu được. Cậu có bao nhiêu chứ? 100.000 triệu. Trương Minh hoa cả mắt, số nhiều đến mức không đếm được, tổng cộng còn có bao nhiêu số không nữa chứ? Tần Lâm liền nói, xong rồi, tớ đã chuyển cho cậu 500 triệu. Trương Minh ngẩn ra, có chút kinh hãi. Mua một chiếc xe giá 10 triệu đối với anh ấy đã là quá đáng lắm rồi, vậy mà Tần Lâm lại còn cho anh tận 500 triệu, chuyện này. Lão Tần, cậu làm gì vậy, cậu làm vậy thì sau này tớ trả cậu thế nào được đây? Tần Lâm lấy ra một phong bì đựng tiền lương tháng rồi nói. Cậu đối xử với tớ như thế nào thì tớ cũng sẽ đối xử với cậu như thế đấy, nếu cậu đã cho tớ số tiền lương một tháng này thì đương nhiên tớ cũng sẽ trả cho cậu số thu nhập một tháng của mình. Nhìn thấy bìa thư Tần Lâm đang cầm, Trương Minh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Thì ra anh sớm đã phát hiện Trương Minh cho tiền anh, vậy nên mới đến đây để cảm tạ. Lòng tốt sẽ được báo đáp, tuy ra cảnh lão Tần có sự biến đổi rất lớn, nhưng tính cách của anh vẫn không thay đổi chút nào. Trước đây khi cùng nhau học thể dục, Trương Minh đã đi mua nước cho anh, sau đó anh lại mời Trương Minh đi ăn, có qua có lại. Giờ đây, anh ấy đã cho Tần Lâm một tháng lương. Đương nhiên Tần Lâm cũng sẽ trả lại một tháng. Trương Minh đột nhiên có phản ứng, trợn tròn mắt nhìn Tần Lâm. Lão Tần, một tháng cậu kiếm được 500 triệu à? Tần Lâm sững ra một lúc, coi như đó là tính từ miêu tả đi. Anh ấy không hề biết thu nhập một tháng của Tần Lâm là bao nhiêu, bởi vì Tần Lâm có rất nhiều cổ phần trong các tập đoàn lớn ở khắp nơi. Cũng giống như cổ phần của Louis Vuitton vậy. Tần Lâm có nhiều cổ phần ở những nơi mà ngay cả bản thân anh còn không biết, tất cả đều là của sư phụ Diệp Hiên Viên cho anh. Chỉ biết trong thẻ ngân hàng hàng tháng sẽ có một khoản tiền lớn, cụ thể là bao nhiêu Tần Lâm cũng lười xem, vì dù sao đối với anh chúng cũng chỉ là những con số mà thôi. Lúc này, Đình Đình và Châu Anh Hùng đang đi mua điện thoại, bỗng điện thoại cũ của cô ta nhận được một tin nhắn. Số đuôi thẻ 8518 đã nhận được 5 tỷ hoa hạ tệ. Số dư tài khoản là. Nhìn thấy tin nhắn này, Đình Đình vô cùng sửng sốt. Tin nhắn lừa đảo à? Không đúng. Nếu như lừa đảo thì phải là một con số lộn xộn, nhưng đây chính xác lại là số của ngân hàng. Thẻ ngân hàng của Trương Minh đã được kết nối với số điện thoại của hai người, mỗi lần ai mua đồ đều sẽ có thông báo hiển thị. Rõ ràng Trương Minh đã kiếm được 500 triệu. Số tiền này từ đâu ra chứ? Đình Đình đột nhiên định thần lại. Cô ta cảm thấy có gì đó không ổn. Lẽ nào, vừa rồi Trương Minh đang thử cô ta? Trương Minh vốn là đại gia, anh chỉ cố ý muốn xem thử Đình Đình có phải vì tiền nên mới quay lại với anh ấy hay không? Đình Đình lúc này thật sự rất muốn tát mình một bạt tai, nếu vừa rồi cô ta không ghét bỏ Trương Minh thì chắc chắn anh ấy sẽ hết lòng vì cô ta. Vậy thì bây giờ cô ta cũng đã trở thành phú bà rồi. Không được, Trương Minh là đại gia. Mình tuyệt đối không thể để anh ấy chạy mất được. Anh Châu, anh giúp em chọn điện thoại trước đi, em ra ngoài một lát, chút nữa em quay lại tìm anh sau. Khi đang mua sắm ở tiệm điện thoại, Đình Đình lại một lần nữa chạy ra ngoài để đến chỗ lúc nãy. Cô ta mang giày cao gót nhưng vẫn không thèm để tâm đến việc chân bị đau, cứ thế chạy một mạch đến chỗ Trương Minh. May mắn thay, Trương Minh vẫn còn ở đó. Đình Đình bước tới trước cửa xe. Sau đó nói với Trương Minh đang ngồi ở trong. Em đi lâu như vậy, anh vẫn không biết đuổi theo sao. Đình Đình lại dùng cái giọng nũng nịu đó, hơn nữa còn giả vờ như không biết gì. Trương Minh chợt nhíu mày, sao cô quay lại? Lời nói của Đình Đình khiến cho Trương Minh vô cùng cạn lời, đã rời đi rồi sao còn quay lại?
Đình Đình bĩu môi, nước mắt lưng tròng. Trương Minh, anh tuyệt tình như vậy sao? Anh đã quên mất mối quan hệ trong một năm qua của chúng ta rồi sao? Trương Minh siết chặt nắm đấm, cảm thấy có chút không thể chịu nổi, quả thực, trong một năm qua bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng coi như có ân tình. Những ngày tháng khó khăn lại có nhau, bây giờ anh ấy giàu rồi lại phải chia tay. Có thể đồng cam nhưng không thể cộng khổ được sao? Trong lòng Trương Minh có hơi lung lay, lúc nãy cô nhìn thấy xe của tôi xong mới chịu quay lại, còn bây giờ thì sao? Chắc không phải thật sự đã hồi tâm chuyển ý đó chứ? Tần Lâm nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu Đình Đình thực sự không quan tâm đến tiền bạc, thế thì tại sao lại lên chiếc BMW của gã béo vừa rồi? Chẳng lẽ cô ta lại thích đàn ông vừa già vừa béo à? Thế thì không phải là chuyện vớ vẩn hay sao? Hơn nữa, thời gian mà Đình Đình quay lại cũng có gì đó không ổn, phía Tần Lâm vừa mới chuyển tiền xong thì bên Đình Đình đã chạy đến, tin tức cũng nhanh nhạy quá rồi đó. Tần Lâm tự hỏi liệu Đình Đình có biết là tiền đã được chuyển hay không? Tần Lâm liền kéo Trương Minh lại, hỏi nhỏ. Cô ta có biết thẻ của cậu không? Trương Minh sững ra một lúc, lúc này mới nhớ ra. Đúng vậy, thẻ của tớ ở chỗ cô ấy. Lúc này Trương Minh mới định thần lại, chẳng trách Đình Đình này lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy. Căn bản cô ta cũng không muốn lương tâm hay tình cảm gì cả, chỉ là vì tiền của Trương Minh mà thôi. Nghĩ đến đây, Trương Minh mới bình tĩnh trở lại, sau đó nhìn Đình Đình với vẻ giễu cợt. Sao thế, bây giờ muốn ôn lại tình cảm với tôi à? Đình Đình giả vờ dịu dàng nói, em vẫn luôn trân trọng tình cảm của mình với anh, chẳng qua là anh đã thật sự không coi trọng em, sao lúc em đi anh không níu kéo chứ? Vẻ mặt Trương Minh cũng lộ ra tia bông đùa, níu kéo. Cô có chắc là muốn tôi níu kéo không? Tôi chẳng có gì cả, còn đi lừa gạt cô vẫn sẽ ở cạnh tôi à? Đình Đình lắc đầu với vẻ thất vọng trên mặt, Trương Minh, anh không tin em sao? Anh xem em là cái gì chứ, em thích anh chứ không phải tiền của anh. Cho dù bây giờ anh có nghèo kiết xác thì em vẫn thích anh. Trương Minh cười nhạt, không sai, bây giờ tôi thật sự đã là một tên nghèo kiết xác, xe là của bạn tôi, kể cả tiền trong thẻ cũng do bạn tôi dùng để đầu tư vào thẻ của tôi, không bao lâu nữa sẽ rút ra, số tiền đó hoàn toàn không phải của tôi. Đình Đình sững ra, sắc mặt không còn giữ được nữa, xem ra Trương Minh cũng biết chuyện tin nhắn. Dù gì thì thẻ cũng ở trong tay cô ta. Lúc này, Đình Đình mới hối hận vì đã ném thẻ đi, tuy cô ta không phải là chủ thẻ, một lần rút cũng không được bao nhiêu tiền, nhưng có thể rút bao nhiêu thì cứ rút. Bây giờ thì xong rồi, thẻ cũng chẳng còn, 500 triệu đó cũng không liên quan gì đến cô ta. Đình Đình cảm thấy Trương Minh như đang dò xét cô ta, vậy nên không dám buông lỏng mà tiếp tục diễn. Trương Minh, tôi nói rồi, em thích con người anh. Chỉ cần anh đối xử với em thật lòng thì cho dù anh có là một kẻ nghèo kiết xác, em vẫn ở bên anh cả đời. Trương Minh mỉm cười, lời nói của Đình Đình nghe vô cùng chân thành, nếu không phải vì Tần Lâm đã nhắc nhở từ trước, chắc có lẽ anh ấy đã tin rồi. Được, nếu đã như vậy, chúng ta kết hôn đi. Đình Đình sững sờ, kết hôn. Được, tính toán của Đình Đình vô cùng tốt, trong thẻ của Trương Minh có 500 triệu, chỉ cần kết hôn xong. Cô ta sẽ đòi ly hôn ngay lập tức. Ly hôn xong tài sản chia đôi, cô ta liền lấy có được 200 triệu. Đừng nói 200 triệu, cho dù có thể lấy được 20 triệu thì Đình Đình cũng vui sướng chết đi được. Được, kết hôn thì kết hôn, bây giờ chúng ta đi luôn. Vẻ mặt Trương Minh đầy ý giễu cợt, sau đó đưa Đình Đình lên xe đến thẳng cục dân chính. Trên xe có 3 người, Trương Minh, Tần Lâm và Đình Đình. Trương Minh vừa lái xe vừa nói. Chủ tịch Tần, tớ chuẩn bị kết hôn rồi. Tần Lâm nghe thấy liền lập tức hiểu ra, sau đó cau mày, nói một cách nghiêm nghị. Kết hôn, vậy sau này cậu sẽ có rất nhiều chuyện đấy, cậu cũng biết quy định của công ty tớ mà, nếu như cậu kết hôn thì có thể xin nghỉ việc, không cần làm tài xế cho tớ nữa. Nói xong, Trương Minh liền thở dài, được, chủ tịch Tần, để tớ đưa cậu về, sau này sẽ không đến đón cậu nữa. Sắc mặt Đình Đình chợt thay đổi khi nghe cuộc đối thoại giữa Trương Minh và Tần Lâm. Trương Minh này thật sự là tài xế ư. Tinh tinh. Điện thoại của Đình Đình và Trương Minh vang lên cùng lúc, sau đó là âm thanh của tin nhắn. Trương Minh lái xe nên không xem, anh ấy biết rõ tin nhắn đó là gì. Đình Đình liền lấy điện thoại ra kiểm tra. Số đuôi thẻ 8515 đã bị trừ 500 triệu tệ,
số dư hiện tại là không. Khuôn mặt Đình Đình đột nhiên trở nên u ám. Không còn tiền nữa sao? 500 triệu này thật sự không phải của Trương Minh. Như lúc nãy anh ấy đã nói, số tiền này chỉ là do ông chủ Tần để vào trong thời gian ngắn, anh ấy hoàn toàn không có đủ tư cách để dùng số tiền này, chỉ là người cho nhờ tài khoản mà thôi. Đình Đình cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn. Đại gì có tiền gì chứ? Đều là giả cả. Anh ta chỉ là một tài xế. Một tên tài xế mất việc mà thôi. Công việc trước đây của anh lương hơn 3.000 và cũng khá ổn định, làm tài xế xem ra có vẻ cao cấp hơn, nhưng thực tế lại không hề có tiền đồ, làm tài xế cho người ta thì có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Nhiều lắm tầm 8.000 10.000 gì đó là cùng. Hơn nữa, bây giờ Trương Minh đã bị đuổi việc rồi, rẻ rách vẫn hoàn rẻ rách, cả đời không thể nào ngóc đầu lên được. Làm thế nào Đình Đình có thể kết hôn với một người đàn ông không việc không xe như này được? Sau khi cô ta chứng thực xong, phát hiện ra Trương Minh không có gì trong tay, sau đó lại tiếp tục đòi chia tay, vậy thì chẳng phải vô duyên vô cớ cô ta lại trở thành người có một đời chồng hay sao? Dừng xe, tôi muốn xuống xe. Giọng nói và thái độ của Đình Đình bỗng trở nên lạnh lùng. Trương Minh sững ra một lúc, phanh xe lại ở bên đường. Đình Đình, em sao thế? Đình Đình hừ lạnh một tiếng, tôi sao nào, tôi bị gì vậy nhỉ, anh chính là đồ dối trá. Không phải anh nói là anh khiêm tốn sao? Anh chỉ là một tên tài xế thối tha mà thôi, có thể phát triển được bao nhiêu chứ? Lại còn chụp ảnh có được số tiền lớn đăng lên vòng bạn bè, anh có cảm thấy nó thú vị không Trương Minh? Lời nói của Đình Đình càng làm cho vẻ đùa cợt trên mặt Trương Minh rõ thêm. Sao thế, chẳng phải em nói không cần tiền của anh à? Không phải nói chỉ quan tâm anh thật lòng hay không thôi sao? Đình Đình liền nói, đúng vậy. Tôi chỉ quan tâm đến sự chân thành của anh, nhưng anh có chân thành với tôi không? Anh hết lần này đến lần khác lừa tôi chịu đủ rồi đó. Nói xong, Đình Đình liền mở cửa bước xuống xe. Ngay khi xuống xe, vừa hay Đình Đình lại gặp phải Châu Anh Hùng đi ra từ tiệm điện thoại. Nhìn thấy Đình Đình bước xuống từ chiếc siêu xe, sắc mặt Châu Anh Hùng cũng trở nên không được tốt cho lắm. Đình Đình! Em có chuyện gì vậy? Bức ảnh lúc nãy Đình Đình cho ông ta xem trên vòng bạn bè của người đàn ông đó chính là chiếc siêu xe này, cho dù Châu Anh Hùng có ngốc đến đâu cũng biết được đã có chuyện gì xảy ra. Đình Đình vội vàng giải thích. Anh Châu, không phải như anh nghĩ đâu, đó là bạn trai cũ của em, anh ta làm tài xế cho người ta, em chỉ đi nói chuyện rõ ràng với anh ta mà thôi, bây giờ đã nói xong xuôi cả rồi, em chỉ còn mỗi mình anh. Nói xong. Đình Đình khoác lấy cánh tay của Châu Anh Hùng, vừa hỏi vừa nhìn vào chiếc điện thoại trên tay ông ta. Anh Châu, đây là điện thoại anh mua cho em sao? Châu Anh Hùng liền mỉm cười, đúng vậy, iPhone 8 Plus, 12.000, bây giờ đang là điện thoại đắt nhất trên thị trường, anh tùy tiện mua còn được, người bạn trai cũ là tài xế của em có thể mua nổi ư? Châu Anh Hùng đứng ở dưới, nhìn Trương Minh đang ở trong xe với ánh mắt khiêu khích. Trương Minh liền chau mày. Sau đó bấm còi. Ti ti. Châu Anh Hùng hừ lạnh một tiếng, bấm gì mà bấm, chỉ là tài xế mà ra vẻ gì chứ. Châu Anh Hùng tỏ vẻ khinh thường, ông ta là cán bộ của một công ty lớn, đương nhiên mạnh hơn một tài xế nhỏ như Trương Minh gấp nhiều lần. Ít nhất thì chiếc BMW này cũng là của riêng ông ta, hơn nữa, ông ta cũng là một kim cương vương lão ngũ thực sự. Trương Minh cau mày, sau đó bước xuống xe. Phiền ông tránh ra cho. Đừng có cản đường ở đây. Châu Anh Hùng hừ lạnh một tiếng, có chuyện gì vậy, cậu chỉ là một tài xế hôi hám mà cũng dám nói chuyện với tôi như thế này à? Mặc dù Trương Minh rất nhẫn nại với Đình Đình, nhưng anh ấy lại không quá dịu dàng với người khác, tính tình cũng rất thất thường. Nghe Châu Anh Hùng nói xong, liền lạnh lùng nói. Tài xế thì sao, ông có tránh không thì bảo. Nhìn thấy Đình Đình khoác lấy cánh tay của Châu Anh Hùng càng khiến Trương Minh có chút khó chịu. Mặc dù người phụ nữ này không đáng để anh nhớ nhung, nhưng Châu Anh Hùng lại cảm thấy không thể nhịn nổi khi anh cứ giả vờ tỏ vẻ. Châu Anh Hùng hừ lạnh một tiếng, cái gì? Tôi không tránh đấy thì sao? Nói cho cậu biết, ông đây là quản lý cấp cao của tập đoàn Đông Khí, mối quan hệ của tôi hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cậu chỉ là một tài xế nhỏ mà thôi, có tin là tôi có thể làm cho cậu mất việc không? Trương Minh hừ lạnh một tiếng, quản lý cấp cao thì sao? Ông muốn ra vẻ gì ở đây? Tần Lâm đang ngồi trong xe, khi nghe thấy lời này, trên mặt bỗng lộ ra một tia giễu cợt.
quản lý cấp cao của tập đoàn Đông Khí à? Kiêu ngạo như vậy sao? Nhìn thấy Tần Lâm, Châu Anh Hùng cũng không có cảm giác gì, dù gì anh cũng còn trẻ, dù thế nào cũng không phải ông chủ lớn, nhưng vẫn rất cảnh giác hỏi. Cậu là ai? Tôi là bạn học cấp 2 của Trương Minh. Châu Anh Hùng bật cười, còn tưởng là nhân vật lớn cỡ nào, ra chỉ là bạn học cấp 2 mà thôi. Chắc là hai người lại lấy xe của ông chủ ra để giả vờ cô gái mà thôi. Ha ha, kiêu ngạo như vậy à? Cậu còn không chịu tìm hiểu xem tập đoàn Đông Khí là công ty như thế nào, bây giờ mau quỳ xuống xin lỗi tôi, coi như tôi có thể tha thứ cho, nếu không đừng trách tôi không khách khí, tôi sẽ làm cho các người mất việc hết. Tần Lâm liền cười khẩy, ồ, vậy ông thử xem, tôi cũng muốn được thấy đấy. Châu Anh Hùng cười chế nhạo mấy tiếng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Được, vậy tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt. Nói xong, Châu Anh Hùng liền lấy điện thoại ra bấm số. Alo, tôi là Châu Anh Hùng, bây giờ hãy giúp tôi kiểm tra xem ông chủ của chiếc xe này là ai. Biển số là Hyundai 34. Châu Anh Hùng đã đọc xong bản số của chiếc Rolls-Royce Cullinan này, phía đầu dây bên kia chắc là thư ký của ông ta. Dù gì ông ta cũng là quản lý cấp cao của tập đoàn Đông Khí, đương nhiên cả ngành công nghiệp ô tô ở tỉnh Hán Đông không thể nào thoát khỏi sự liên quan đến bọn họ. Không quá khó để điều tra chủ nhân của một chiếc ô tô. Một lúc sau, bỗng có cuộc gọi lại. Alo, xem chưa, chủ xe là ai? Đợi đến khi biết được chủ xe là ai, Châu Anh Hùng sẽ có cách để liên lạc, sau đó ông ta sẽ nói với người đó rằng tài xế đã dẫn theo bạn lái xe của người ta ra đường để tỏ vẻ. Hầu hết các ông chủ sẽ không chấp nhận việc này, chắc chắn sẽ đuổi thẳng tay. Ồ, cha ra rồi, chủ xe tên gì? Trương Minh, được, tôi biết rồi. Châu Anh Hùng còn chưa kịp phản ứng, chủ xe tên Trương Minh. Gì đó, cậu là chủ xe à? Lúc này ông ta mới nhận ra, vừa rồi hình như đã nhắc đến tên của thằng nhãi này, Trương Minh. Đình đình như chết lặng, chủ xe là Trương Minh. Kết quả kiểm tra của tập đoàn Đông Khí không thể nào sai được, xem ra chủ nhân của chiếc xe đúng là Trương Minh. Cũng có thể nói chủ nhân thật sự của chiếc xe này chính là Trương Minh. Đình đình hoàn toàn choáng váng. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là để thử cô ta sao? Chiếc Rolls-Royce Cullinan này thật sự là của Trương Minh, không có lý do gì để anh ấy là người bình thường cả. Châu Anh Hùng cau mày, nhìn Trương Minh rồi lạnh lùng nói. Cậu là Trương Minh, cậu là ông chủ của công ty đó à? Trương Minh điềm đạm nói, tôi không phải ông chủ, tôi chỉ là một công nhân ở nhà máy Đại Phong mà thôi. Châu Anh Hùng khi nghe xong liền sửng sốt, nhà máy Đại Phong. Cậu có chắc mình là nhân viên của nhà máy Đại Phong không? Đúng vậy, sao thế? Châu Anh Hùng bật cười, tôi còn tưởng cậu là nhân vật lớn nào đó, hóa ra chỉ là một công nhân của nhà máy Đại Phong. Tôi nói cho cậu biết, nhà máy Đại Phong là một phần của tập đoàn Đông Khí, vừa hay nó cũng nằm dưới quyền của tôi. Giám đốc nhà máy của cậu cũng phải gọi một tiếng giám đốc Châu khi nhìn thấy tôi, cậu có tin tôi sẽ khiến cậu thất nghiệp chỉ với một cuộc gọi không? Trương Minh chưa kịp nói thì Tần Lâm đã không kìm được. Ha ha ha, một giám đốc còn con lại kiêu căng đến vậy, có tin là tôi sẽ cho ông mất việc chỉ với một cuộc điện thoại hay không? Châu Anh Hùng nghe xong liền sững ra, sau đó cười phá lên. Ha ha ha, cậu cũng phét quá rồi đó, cậu có biết vị trí của tôi trong tập đoàn Đông Khí là gì không? Tôi là tổng giám đốc đó, cậu có biết tổng giám đốc là gì không? Tôi sở hữu 3% cổ phần trong tập đoàn Đông Khí và cũng là một cổ đông. Cậu nghĩ là mình sẽ có bản lĩnh làm tôi thất nghiệp à? Tần Lâm cười nhạt, tôi có thật đấy. Nói xong, Tần Lâm liền lấy điện thoại ra gọi cho Điền Gia Ấn. Vài giây sau, cuộc gọi đã được kết nối. Cậu Tần, tôi là Điền Gia Ấn đây, tại sao cậu lại có thời gian rảnh để gọi cho tôi vậy? Tần Lâm liền nói, nghe nói công ty của ông có một tổng giám đốc tên Châu Anh Hùng đúng không? Điền Gia Ấn sững ra một lúc, đúng vậy, tôi đã nghe nói qua người này, sao thế, đắc tội đến cậu Tần rồi sao? Tần Lâm liền nói, người này rất lợi hại, ông ta lạm quyền bên ngoài để điều tra về xe của người khác, sau đó còn nói sẽ sa thải nhân viên của nhà máy. Điền Gia Ấn nghe xong, liền lập tức nổi giận. Khốn kiếp, đâng là đang hủy hoại thanh danh của tập đoàn Đông Khí mà, ông ta muốn chết sao? Tôi sẽ sa thải ông ta. Tần Lâm bèn nói, ông ta nói rằng chẳng có ai sa thải được ông ta cả, ông ta vẫn còn có 3% cổ phần của công ty.
Điền Gia Ấn liền cười khẩy, không ai có thể sa thải được. Thật sự không biết ai đã cho ông ta đủ dũng khí để nói những lời này, Châu Anh Hùng đúng không, cho tôi 3 phút. Sau khi cúp điện thoại, Châu Anh Hùng liền cười phá lên. Giả vờ gọi điện thoại cho ai đó. Dọa ai vậy, cậu nghĩ rằng cậu là ai, chỉ một cuộc điện thoại mà cũng muốn tôi mất việc à? Đừng nói là cậu, cho dù là phó chủ tịch cũng chưa chắc có cái quyền đó. Tần Lâm cười nhạt, vậy còn ông chủ của các người thì sao? Châu Anh Hùng liền sững ra, ông chủ. Ha ha, ông chủ chúng tôi là người mà cậu có thể liên lạc được sao? Cậu cũng tự tin quá rồi nhỉ? Ngay khi Châu Anh Hùng vừa nói xong, điện thoại của ông ta đột nhiên vang lên. Ngay khi chuông điện thoại vang lên có hơi dọa người một chút, Châu Anh Hùng cũng sững ra, vừa nhìn liền biết đó là số của công ty, sau đó lập tức nghe máy. Alo, tôi là Châu Anh Hùng. Châu Anh Hùng, đây là hội đồng quản trị, sau một cuộc họp ngắn vừa rồi, chúng tôi đã quyết định sẽ sa thải ông. Sắc mặt Châu Anh Hùng đột nhiên thay đổi, cái gì? Các người dựa vào gì mà sa thải tôi là cổ đông đó, tôi có cổ phần kia mà. Số cổ phần đó công ty đã chiết khấu cho ông rồi, có thời gian thì ông cứ đến phòng kế toán lãnh lương đi, đây là quyết định của chủ tịch Điền. Nói xong liền cúp máy. Khuôn mặt Châu Anh Hùng trở nên trắng bệch và xám xịt. Quyết định của chủ tịch Điền. Một khi chủ tịch Điền lên tiếng thì có ai dám phản kháng đây? Sắc mặt Châu Anh Hùng vô cùng khó coi, đây là công việc với mức lương 1 triệu một năm đấy. Châu Anh Hùng hoàn toàn không thể ngờ rằng chủ tịch Điền thật sự đã sa thải mình. Vậy cuộc gọi vừa rồi là gọi cho Điền Gia Ấn sao? Thằng nhóc này có thể ra lệnh cho chủ tịch Điền. Đình Đình nhìn thấy cảnh tượng này liền bước sang một bên, bắt đầu vạch rõ mối quan hệ với Châu Anh Hùng. Châu Anh Hùng mất đi công việc thì chỉ còn là một gã đàn ông vừa xấu vừa béo mà thôi, đương nhiên Đình Đình rất chán ghét. Nhìn thấy Đình Đình lùi lại, Châu Anh Hùng liền chau mày. Đình Đình, em làm gì thế? Đình Đình lạnh lùng nói, không có gì, chúng ta chia tay đi. Sắc mặt Châu Anh Hùng liền thay đổi, ánh mắt đầy vẻ tức giận. Đình Đình, cô cũng hám tiền tài quá rồi đó. Đình Đình hừ lạnh một tiếng, đây không gọi là hám tiền, đây gọi là hiện thực, ông cũng chẳng phải đẹp đẽ gì, nếu bây giờ đến tiền ông cũng không có thì ai thèm quan tâm ông chứ. Châu Anh Hùng chỉ vào Đình Đình, toàn thân run lên vì tức giận, nhưng không thốt ra được lời nào. Trương Minh đứng một bên bày ra vẻ mặt giễu cợt, anh đã sớm biết sẽ có cảnh này. Đình Đình chính là người như vậy, lúc trước mới quen nhau có lẽ không phải thế, nhưng sau một năm cô ta đã thay đổi quá nhiều. Bây giờ Đình Đình chính là loại phụ nữ hám tiền. Có lẽ cô ta vẫn còn chút tình cảm với Trương Minh, nhưng chút tình cảm này phải có tiền thì mới được. Nếu như hai người cùng có tiền, có lẽ Đình Đình sẽ chọn Trương Minh. Nhưng nếu Trương Minh ở trong hoàn cảnh này, chỉ là một công nhân bình thường mà thôi, đến ăn cũng không đủ thì Đình Đình tuyệt đối sẽ không kết hôn với người như vậy. Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại của Tần Lâm lại vang lên. Alo, Chủ tịch Điền. Cậu Tần à, tôi đã xử lý xong rồi, cậu có muốn dặn dò gì nữa không? Tần Lâm liền nói, không có dặn dò gì, bên ông có ứng cử viên nào cho vị trí tổng giám đốc không? Điền Gia Ấn là nhân vật như thế nào chứ? Vừa nghe Tần Lâm nói liền có thể đoán ra ngay được, cho dù có người rồi thì cũng sẽ nói không. Vẫn chưa, cậu Tần có người muốn giới thiệu à? Hai người đàn ông khôn ngoan ngầm giao tiếp với nhau. Tần Lâm liền nói, tôi có một người bạn, tên là Trương Minh, cậu ấy từng là công nhân của nhà máy Đại Phong, có quan hệ rất tốt với tôi, nhân phẩm cũng không tồi, có thể năng lực còn kém một chút. Dù gì cũng làm tổng giám đốc, Trương Minh trực tiếp từ một công nhân lên vị trí tổng giám đốc. Năng lực chắc chắn sẽ thiếu, cho nên Tần Lâm phải ứng phó trước. Điền Gia Ấn cười nói, không sao, điều quan trọng nhất của công ty chúng tôi là nhân phẩm, năng lực có thể từ từ bồi dưỡng mà. Trương Minh đúng không, cứ để tôi sắp xếp, sau này Trương Minh sẽ là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Khí chúng tôi. Tần Lâm bật loa ngoài nên tất cả mọi người đều nghe thấy. Trương Minh vô cùng kích động nhìn Tần Lâm, thật không thể tin được. Lão Tần! Tớ là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Khí rồi sao? Lúc trước anh thường gọi người ta là giám đốc này ông chủ kia, bây giờ lại đến lượt anh được người khác gọi là tổng giám đốc sao? Tần Lâm liền gật đầu, đúng vậy, sau này cậu sẽ là tổng giám đốc Trương. Trương Minh cảm giác như mình đang mơ, nếu như là người khác nói thì chắc chắn anh sẽ không tin,
nhưng Tần Lâm đã cho anh nhiều bất ngờ đến mức phải tin đó là sự thật. Tần Lâm đã tặng cho anh một chiếc Rolls Royce xịn trị giá cả chục triệu. 500 triệu trong tài khoản và một công việc vừa tốt vừa có nhiều tiền. Từ một công nhân bình thường trở thành một cao phú soái chính hiệu, Tần Lâm đã ngay lập tức biến anh từ một người dân bình thường thành một đại gia. Không ai có thể tin được chuyện này. Châu Anh Hùng một bệt trên mặt đất, ánh mắt đầy tiếc nuối, mọi chuyện đã xong rồi, kết thúc cả rồi. Những gì ông ta có, ông ta mất tất cả chỉ vì một đứa con gái hám tiền kia. Đình Đình cũng ngẩn ra, cô ta không ngờ Trương Minh cũng có ngày sẽ hóa thành rồng. Có tiền, có xe, có một công việc cao cấp, trong phút chốc lại trở thành tầng lớp thượng lưu. Đình Đình vội vàng nói, Trương Minh, anh còn yêu em đúng không? Lúc này Đình Đình cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi, cô ta chỉ muốn Trương Minh hồi tâm chuyển ý mà thôi. Trương Minh sớm đã nhìn thấu được cô ta, cho nên anh hoàn toàn không có cảm xúc gì với trò này nữa. Ha ha, yêu cô à? Đình Đình, cô cho rằng tôi vẫn chưa nhìn thấy được bộ mặt thật của cô sao? Sắc mặt Đình Đình sa sầm xuống, cô ta hoàn toàn mất đi vẻ tự tin. Sau đó bước đến chỗ Châu Anh Hùng rồi nói. Anh Châu, anh giúp em đánh anh ta một trận đi, em sẽ đối xử tốt với anh. Dù sao thì mọi chuyện cũng thành ra như vậy rồi, Đình Đình cũng sẽ không thể làm lành với Trương Minh được, phút chót cứ để cho hai người họ đánh nhau một trận, cũng coi như cô ta có thể xả giận được. Nhưng lúc này lửa giận của Châu Anh Hùng lại được nén vào trong lòng, bây giờ thân phận của Trương Minh lại là tổng giám đốc có trong tay 500 triệu. Làm sao Châu Anh Hùng dám đánh được chứ? Không dám đánh anh ấy, nhưng sẽ dám đánh Đình Đình. Con tiện nhân, đều tại cô cả. Nói xong, Châu Anh Hùng đứng dậy rồi giáng một cái tát xuống. Bốp! Một bạt tai giáng vào mặt Đình Đình, có thể nhìn thấy rõ ràng năm dấu vân tay hẳn rõ trên mặt cô ta. Đình Đình sững sờ, cơn đau buốt trên mặt khiến nước mắt cô ta trào ra ngay lập tức, sau đó là một vệt máu xuất hiện trên khóe miệng. Họ Châu kia, ông dám đánh tôi liều mạng với ông. Đình Đình xông tới, dùng móng tay nhọn của mình để cào vào mặt Châu Anh Hùng, cả hai ngay lập tức giằng co nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Minh liền lộ ra vẻ giễu cợt, cũng không thèm hóng hớt làm gì nữa, sau đó lên xe rời đi cùng Tần Lâm. Trương Minh đã hoàn toàn mất đi hứng thú với Đình Đình. Không quay đầu lại, cũng không lưu luyến. Khi đang lái xe, Trương Minh liền hỏi, chúng ta đi đâu đây? Trụ sở của tập đoàn Đông Khí, tớ dẫn cậu đi làm quen với Điền Gia Ấn. Điền Gia Ấn là chủ tịch của tập đoàn Đông Khí, Trương Minh là tổng giám đốc của ông ta, sớm muộn gì cũng phải gặp, vừa hay đây lại là cơ hội để Tần Lâm giới thiệu một chút, cũng coi như xem thử có thể giúp được gì thì giúp, dù sao cũng đang chơi kiểu mối quan hệ. Biết được Tần Lâm sẽ đến, Điền Gia Ấn vô cùng vui mừng, đi thẳng một mạch đến phòng làm việc của chủ tịch. Sau khi vào phòng, liền giới thiệu sơ qua một lượt. Bởi vì là bạn của Tần Lâm nên Điền Gia Ấn vô cùng nhiệt tình, định sẽ có kế hoạch đào tạo cho những nhân vật chủ chốt trong tương lai. Nói chuyện một hồi, đột nhiên sắc mặt của Điền Gia Ấn trở nên có chút mất tự nhiên. Tần Lâm liền nói, chủ tịch Điền sao thế, gặp phải chuyện gì à? Điền Gia Ấn liền nói, không phải tôi, mà là bạn tôi tên Tề Hồng Long, không biết cậu có nghe qua chưa? Tần Lâm chưa từng nghe qua, nhưng Trương Minh thì biết. Tề Hồng Long, vua sản xuất sữa à? Điền Gia Ấn liền gật đầu, đúng vậy, Tề Hồng Long chính là vua sản xuất sữa, một nửa nhãn hiệu sữa có mặt trên thị trường đều do ông ấy sản xuất, cho dù không phải do ông ấy sản xuất thì nó cũng có liên quan với nhau, tên này vô cùng lợi hại, nhưng gần đây đang gặp phải rắc rối. Tần Lâm liền hỏi, rắc rối? Sức khỏe không tốt à? Vì Điền Gia Ấn chủ động đề cập đến chủ đề, chắc có lẽ là do vấn đề sức khỏe, nếu Tần Lâm có thể giúp thì sẽ giúp. Điền Gia Ấn liền nói, đi, chúng ta vừa đi vừa nói, tình huống này khá đặc biệt, tôi cảm thấy có thể cậu Tần chưa chắc sẽ giúp được. Điền Gia Ấn nói như vậy là vì Tề Hồng Long không hề bị bệnh. Nếu như bị bệnh thì chắc chắn y thuật của Tần Lâm có thể chữa được, nhưng tình huống này của Tề Hồng Long lại khá đặc biệt, vậy nên Điền Gia Ấn cũng không dám đảm bảo. Cả ba cùng lái xe của Điền Gia Ấn đến nhà của Tề Hồng Long. Lúc này, cả nhà của Tề Hồng Long đều có màu đỏ rực. Rèm cửa, sàn nhà, ghế sofa và tất cả nội thất đều được phủ một lớp vải đỏ. Tần Lâm vừa vào liền cảm thấy nhức mắt, thật khiến người khá không thoải mái. Điền Gia Ấn liền giải thích,
không biết lão tề này bị gì, bây giờ không thể nhìn thấy được màu khác, chỉ nhìn thấy mỗi màu đỏ, nếu không thì sẽ rất buồn bực. Tần Lâm sững ra, ồ, kỳ lạ vậy sao? Triệu chứng của Tề Hồng Long không còn là bệnh bình thường nữa, nhưng Tần Lâm lại cảm thấy thích thú. Điền Gia Ấn liền nói, con người của lão Tề vốn rất tốt, nhưng bây giờ lại trở nên cáu kỉnh, nếu như ông ấy có nói gì khó nghe thì mọi người cũng đừng để bụng. Tần Lâm liền gật đầu, tôi hiểu rồi, tôi sẽ không tính toán với bệnh nhân đâu. Rất nhiều bệnh nhân đều như vậy, sau khi mắc bệnh thường rất dễ cáu gắt với bác sĩ và người nhà. Bản thân bệnh nhân cũng không thể kiểm soát cảm xúc, Tần Lâm rất hiểu điều này, vì vậy cho dù thái độ của bệnh nhân có tệ đến mức nào, Tần Lâm cũng coi như không có chuyện gì. Thậm chí, rất nhiều người nhà bệnh nhân bộc phát cảm xúc cũng là điều có thể bỏ qua. Trong phòng bệnh, có kha khá người đang vây quanh giường bệnh, lúc này một người đàn ông trung niên đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu chặt lại, giống như đang gặp ác mộng. Một người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh lộ rõ vẻ lo lắng, Tôn Đại Sư. Ông khám bệnh đi. Đứng bên cạnh giường là một người đàn ông trung niên mặc đạo phục trông có vẻ vô cùng chuyên nghiệp. Đừng lo lắng, để tôi xem nào. Tôn Đại Sư lấy một bát chu sa từ cánh tay của mình ra, chấm ướt ngón cái rồi ấn vào mi tâm của Tề Hồng Long. Ngay lập tức, một chấm đỏ xuất hiện trên mi tâm của Tề Hồng Long. Tần Lâm nhíu mày, lắc đầu thở dài, vớ vẩn. Lúc này vô cùng yên tĩnh nên lời nói của Tần Lâm cực kỳ rõ ràng. Tôn Đại Sư nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Hỗn láo, ai đang nói linh tinh vậy? Tôn Đại Sư quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tần Lâm bằng ánh mắt phẫn nộ, khuôn mặt lộ ra vẻ uy nghiêm của một bậc đại sư. Bà Tề cũng nhíu mày, nhìn Tần Lâm hỏi. Cậu là ai, ai cho cậu vào đây dở thói ngang ngược vậy? Điền Gia Ấn vội vàng đứng ra nói. Em dâu, đây là Tần Đại Sư, là anh đưa cậu ấy đến đây. Thấy Điền Gia Ấn, vẻ mặt của bà Tề dịu đi đôi chút. Anh Điền, anh đến rồi à? Điền Gia Ấn gật đầu, xem ra lão Tề vẫn vậy à? Bà Tề thở dài, khẽ gật đầu. Từ cuộc nói chuyện của mấy người, Tần Lâm đã hiểu được phần nào. Tề Hồng Long gần đây thường gặp ác mộng, khác với ác mộng thông thường, lần nào cũng vô cùng kích động, thậm chí còn đập phá mọi thứ xung quanh. Có lần ông ấy cầm lấy gạt tàn trên đầu giường đánh vào đầu mình phải nhập viện. Sau đó, bà Tề không dám để đồ trên đầu giường nữa, ngay cả tủ đầu giường cũng bị dỡ bỏ. Nhưng dù vậy, bệnh mơ thấy ác mộng của Tề Hồng Long vẫn không thay đổi, hai lần nửa đêm thức dậy đập đầu vào tường, thậm chí còn đánh người, nhảy lầu. Cứ như thể sự dày vò của cơn ác mộng khiến ông ấy đau đớn sống không bằng chết. Tôn Đại Sư hỏi, bà Tề, bà đã thử cho ông Tề uống thuốc ngủ chưa? Bà Tề thở dài, tất nhiên là thử rồi, đã thử đủ loại thuốc. Thuốc an thần, thuốc ngủ, melatonin, vân vân. Những điều vô ích, lão Tề vẫn luôn gặp ác mộng. Nghe vậy, Tần Lâm đột nhiên hỏi, cơn ác mộng của ông Tề có nội dung gì? Bà Tề sững sờ giây lát, tôi cũng không biết cái này, khi nói ánh mắt bà ấy hơi lảng tránh, chân tay không tự nhiên, rất rõ ràng là đang nói dối. Tần Lâm thấy hơi kỳ lạ, cần gì phải nói dối mấy chuyện này chứ? Lẽ nào có bí mật gì không thể nói cho người khác? Một lúc sau, Tề Hồng Long tỉnh lại, nhìn thấy nhiều người đứng trước mặt, liền biết mình lại vừa phát bệnh, thấy Điền Gia Ấn cũng đến thì yếu ớt nói. Lão Điền, anh cũng đến rồi à? Điền Gia Ấn gật đầu, chỉ vào Tần Lâm nói. Đây là bạn anh Tần Đại Sư là thần y, anh đặc biệt đưa cậu ấy đến đây để xem bệnh cho cậu. Tề Hồng Long gật đầu chào hỏi, nhưng trên mặt không có một tia hưng phấn. Tôi không phải mắc bệnh cho nên bác sĩ cũng chẳng giúp được gì. Tần Lâm nói, đây quả thực không phải là chứng bệnh cơ thể, nhưng tôi cũng có chút hiểu biết về phong thủy. Nghe Tần Lâm nói vậy, những người khác chưa có phản ứng gì, Tôn Đại Sư là người đầu tiên nhíu mày. Tranh mối làm ăn à? Tôn Đại Sư đánh giá Tần Lâm một lượt, nói với vẻ mặt đầy khinh thường. Còn trẻ tuổi mà đã xem phong thủy cho người ta, cậu bao nhiêu tuổi mà dám nói năng ngông cuồng như vậy? Cậu có biết chủ tịch Tề có thân phận gì không? Cậu biết ăn nói luyên thuyên trước mặt chủ tịch Tề sẽ có hậu quả thế nào không? Nghe thấy Tôn Đại Sư nói vậy, lông mày Tần Lâm liền nhíu lại. Tôi còn chưa nói gì mà ông đã bảo tôi nói năng ngông cuồng. Và lại, tuổi tác và trình độ thì có liên quan gì đến nhau? Tôn Đại Sư trợn mắt, hỗn láo.
sao cậu lại nói năng với tiền bối như vậy? Tôi lớn hơn cậu rất nhiều tuổi, cũng coi như là tiền bối của cậu, mà cậu nói chuyện với tôi lại không dùng kính ngữ. Đúng là hỗn láo, tôi nhiều tuổi hơn cậu, trình độ cao hơn cậu là điều đương nhiên, sao, không phục à? Tôn đại sư này mở mồm ra đã hùng hồ dọa người, Tần Lâm thậm chí còn chưa nói gì thì hai người đã đối chọi gay gắt rồi. Tần Lâm nghe vậy thì bật cười khinh bỉ. Tiền bối, lớn tuổi thì chính là tiền bối à? Tuổi tác quyết định trình độ từ khi nào vậy? Nếu thế thì chắc Vương Bát xem phong thủy lợi hại hơn ông nhiều nhỉ? Nói với ông bằng kính ngữ sao? Ông xứng chắc. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nếu Tôn đại sư không mở mồm móc mỉa thì Tần Lâm cũng sẽ không nhắm vào ông ta như vậy, nhưng lão già này nói năng khó nghe như vậy thì đừng trách Tần Lâm không nể mặt ông ta. Cậu hỗn láo, Tôn đại sư tức giận bừng bừng, không ngờ Tần Lâm lại hỗn láo, nói năng vô lễ với ông ta như vậy, đúng là muốn chết mà. Thấy hai người tranh cãi, bà Tề vội vàng nói. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, khám bệnh cho chồng tôi mới là quan trọng nhất. Tôn đại sư gật đầu, giữ tợn chừng mắt với Tần Lâm rồi tiếp tục nói. Bệnh này của ông Tề là do một số thứ không sạch sẽ gây nên. Hiện trong nhà đã trang trí toàn màu đỏ, đã là trận địa đại hỉ rồi, nhưng vẫn chưa trừ khử sạch sẽ, cần phải xung hỉ. Bà Tề sững sờ giây lát, xung hỉ bằng cách nào? Tôn đại sư nói, trong nhà có thanh niên nào đến tuổi dựng vợ gả chồng chưa, kết hôn là cách xung hỉ tốt nhất. Vẻ mặt bà Tề hơi khó xử, chúng tôi có ba cô con gái, đứa lớn và đứa thứ hai đã kết hôn cả rồi, đứa thứ ba năm nay mới 15 tuổi. Tôn đại sư nói, ở cổ đại, 15 tuổi cũng đã có thể lấy chồng được rồi, vì an toàn tính mạng của ông Tề, tôi nghĩ có thể thử xem sao. Lời vừa dứt, bà Tề và Tề Hồng Long đều rơi vào im lặng. Chuyện này quả thực có chút khó xử, đứa con mới 15 tuổi đã gả cho người khác, còn là vì xung hỉ, chuyện này nếu truyền ra ngoài e là sẽ bị người khác chê cười. Thấy bà Tề do dự, Tôn đại sư nói. Bà Tề, bà nghĩ xem, bị người khác cười nhạo hay tính mạng của ông Tề quan trọng hơn? Bà Tề thở dài, đã nói vậy rồi thì bà ấy cũng không còn cách nào khác nữa. Nếu vậy thì cứ nghe theo Tôn đại sư. Tào lao, đúng là tào lao, Tần Lâm ngắt lời. Nghe xong lời của Tôn đại sư, Tần Lâm đã không chịu nổi nữa. Chuyện này tào lao quá mức, xung hỉ, đâu ra cái loại ngu xuẩn này vậy? Sắc mặt Tần đại sư thay đổi, trừng mắt nhìn Tần Lâm nói. Cậu làm gì vậy, cậu hiểu cái đếch gì mà dám nói tôi tào lao? Tần Lâm cười khinh bỉ, xung hỉ nữa chứ? Ông hài hước thật đấy, ông tốt nghiệp từ ngôi trường ngu ngốc nào vậy? Mấy thủ đoạn lừa bịp trên giang hồ là do ông dạy hết đấy à? Cậu hỗn láo, Tôn đại sư lại nổi giận đùng đùng, nhưng mồm miệng của ông ta không nhanh nhạy lắm nên không biết chửi người khác. Thấy Tần Lâm tự tin như vậy, bà Tề nhíu mày hỏi. Dường như cậu Tần có cao kế khác. Tần Lâm liếc nhìn Tề Hồng Long hỏi. Cũng chẳng có cao kế gì, nhưng tôi cần biết nội dung giấc mơ của ông Tề. Tề Hồng Long nhíu mày, lấp liếm cho qua. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tần Lâm hỏi một lần nữa, xin hỏi. Có liên quan đến trẻ con đúng không? Sắc mặt bà Tề bỗng chốc thay đổi. Bà Tề lạnh lùng nói, mời cậu ra ngoài, chúng tôi không chào đón cậu. Những người khác đều thấy khó hiểu, không biết vì lý do gì mà khi nhắc đến chủ đề này, thái độ của hai vợ chồng nhà họ Tề lại quay ngoắt như vậy. Từ lúc đầu nhắc đến nội dung giấc mơ đã như vậy. Lẽ nào có điều gì đặc biệt trong giấc mơ của ông Tề? Sau khi nhắc đến chủ đề này, ngay cả sắc mặt của Tề Hồng Long cũng trở nên khó coi, không thèm để ý đến Tần Lâm, thái độ cực kỳ kém. Tề Hồng Long nhìn Điền Gia Ấn nói. Lão Điền, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi thấy mình Tôn đại sư đã đủ rồi, để Tôn đại sư giải quyết cho tôi là được rồi, những người khác tạm thời về đi. Nếu không nể mặt Điền Gia Ấn thì có lẽ Tề Hồng Long đã nói năng khó nghe hơn rồi. Điền Gia Ấn nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng Tần Lâm đã xua tay. Nếu đã vậy thì tôi đi trước đây, nếu có việc gì khẩn cấp thì có thể liên hệ với tôi, nể mặt Tổng Giám Đốc Điền, tôi có thể giúp các người một lần. Bà Tề lạnh lùng hừ một tiếng, không cần cậu giúp. Cậu mau đi đi. Tần Lâm bất lực lắc đầu, quay người đi luôn. Khi bước vào anh đã nói rồi, anh có thể thông cảm cho thái độ không tốt của bệnh nhân hoặc người bệnh, dù sao có những lúc chính bọn họ cũng không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Nể mặt Điền Gia Ấn. Anh sẽ cho bọn họ một cơ hội,
Khi Tần Lâm đi ra ngoài, Điền Gia Ấn cũng hơi khó xử, nhìn Tề Hồng Long bất lực thở dài. Lão Tề này, cậu đúng thật là. Điền Gia Ấn vội vàng đuổi theo. Cậu Tần, thật ngại quá, hôm nay cậu phải đến nhà tôi chơi một hôm, tôi nhất định sẽ chiêu đãi cậu cẩn thận, coi như là bù đắp chuyện vừa rồi. Tần Lâm ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói. Cũng được, nếu không có gì ngoài ý thì đêm nay bệnh tình của Tề Hồng Long sẽ trở nên nguy kịch. Đến lúc đó ông ấy sẽ phải đến cầu xin tôi. Điền Gia Ấn sững sờ một lát, cậu Tần, cậu tự tin như vậy sao? Tất nhiên ông ấy tin tưởng năng lực chữa bệnh của Tần Lâm, vì chính Tần Lâm đã chữa khỏi bệnh cho vợ ông ấy. Nhưng về phương diện phòng thủy này có lẽ không phải sở trường của Tần Lâm. Tần Lâm cũng biết ông ấy nghĩ gì, anh cười nói. Chúng ta hãy chờ xem, nếu ông ta không muốn chết, thì chắc chắn sẽ đến cầu xin tôi. Đối với căn bệnh của Tề Hồng Long, nếu Tần Lâm không ra tay thì không ai có thể chữa khỏi. Cũng không phải vì Tần Lâm tài giỏi, mà chủ yếu là tên tôn đại sư kia chính là một kẻ lừa bịp, ngu dốt. Để ông ta khám, bệnh tình chắc chắn sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng loại chuyện như này chỉ có thể cam chịu số phận, có những thứ Tề Hồng Long không nói ra thì Tần Lâm cũng không thể giúp được. Buổi tối, Điền Gia Ấn kêu đầu bếp nổi tiếng đến nhà nấu một bữa thịnh soạn. Hai người ăn uống vô cùng vui vẻ. Tại nhà họ Tề, vợ của Tề Hồng Long nghe theo lời của Tôn Đại Sư, bảo con gái 15 tuổi của bọn họ tối nay kết hôn. Tất nhiên, nói là kết hôn, nhưng thực ra chỉ tổ chức một lễ cưới đơn giản. Chứ không lĩnh giấy kết hôn thật. Dù sao cuộc hôn nhân của con gái nhà họ Tề đã được ước định từ trước, gia tộc đã sắp xếp thời điểm kết hôn rồi. Chàng trai cô gái đứng trước một phòng tân hôn đơn giản, nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Một đám cưới đơn giản đã hoàn thành, dù sao cũng vì sung hỉ. Khi hôn lễ kết thúc, vợ chồng Tề Hồng Long thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết do tác dụng tâm lý hay thế nào, nhưng dường như đã đỡ hơn rất nhiều. Tề Hồng Long nói buồn ngủ, rồi nằm lên giường đi ngủ. Sau khi ông ấy ngủ được mười mấy phút, thấy Tề Hồng Long ngủ ngon lành như vậy, bà Tề mỉm cười hài lòng nói. Quả nhiên Tôn Đại Sư lợi hại. May mà lúc trước chúng tôi không nghe theo lời tên nhóc kia. Tôn Đại Sư cười nói, tuổi còn trẻ như vậy thì có được bản lĩnh gì chứ? Chẳng qua chỉ là lừa đảo mà thôi, hai người chắc chắn sẽ không tin lời kẻ tiểu nhân đó. Bà Tề gật đầu, lấy điện thoại ra nói. Tôn Đại Sư, tôi chuyển cho ông 5 triệu để cảm ơn ông đã giúp đỡ lần này. Hai mắt Tôn Đại Sư sáng lên, trong lòng đã vui như nở hoa, nhưng trên mặt vẫn giả bộ bình tĩnh, ánh mắt thâm sâu gật đầu. 5 triệu đó, đủ để mua 3 căn nhà ở Đông Hải rồi. Đúng là chỉ kẻ giàu có mới tin vào những thứ huyền học này, người dân bình thường có lẽ chỉ thấy không có chuyện gì, hoặc là không đủ khả năng thuê đại sư. Nếu xem phong thủy cho những người dân bình thường, được trả nhiều nhất là 200-300 tệ thôi, nhưng khám bệnh cho những ông chủ lớn như Tề Hồng Long, người ta trả luôn 5 triệu tệ, đúng là hào phóng. Tôn Đại Sư quyết định sau này phải tiếp xúc với những người giàu có này. Một lần làm là đủ ăn cả đời rồi. Tôn Đại Sư đã cầm tiền rồi thì không thể cứ thế mà đi, ông ta chỉ huy mấy vệ sĩ trong nhà làm này làm nọ, bố trí lại đồ đạc, giống như đã đổi phong thủy cho ngôi nhà. Sau khi bố trí xong, Tôn Đại Sư đang định rời đi, thì Tề Hồng Long đang nằm trên giường đột nhiên bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt đầy tơ máu. Đừng đến đây, đừng đến đây, Tề Hồng Long như phát điên, lấy gối che kín mặt. Bà Tề ngồi bên cạnh vô cùng lo lắng, không biết nên làm thế nào. Lão Tề, lão Tề, mình đừng làm vậy, bị ngạt chết đấy. Bà Tề đến giật lại chiếc gối của ông ấy, nhưng Tề Hồng Long vô cùng khỏe, bà Tề hoàn toàn không phải đối thủ của ông ấy. Giật một hồi lâu mà không được, các anh mau đến giúp tôi. Mấy vệ sĩ nhanh chóng xông lên, cuối cùng cũng giữ chặt được Tề Hồng Long. Buông tôi ra, buông tôi ra. Tề Hồng Long giống như một con thú hung dữ, mặc dù đã bị giữ chặt, nhưng khuôn mặt đỏ bừng dữ tợn. Làm sao đây, bà chủ, chúng tôi sắp không thể giữ nổi ông chủ rồi. Dù sao họ cũng là vệ sĩ của Tề Hồng Long, không dám quá sức, sợ làm ông chủ bị thương. Bà Tề cũng không còn cách nào khác, đây là lần đầu tiên Tề Hồng Long kích động như vậy. Đánh ngất ông ấy đã. Mấy bảo vệ bất chấp đánh mạnh vào cổ ông chủ, khiến Tề Hồng Long bất tỉnh. Tề Hồng Long ngất đi, mọi người liền đỡ ông ấy nằm xuống, sắc mặt bà Tề sa sầm lại,
quay đầu lại nói với Tôn đại sư. Chuyện này là thế nào, mau giải thích cho tôi. Sắc mặt Tôn đại sư cũng không tốt lắm, lúng túng nói. Chuyện này tôi cũng không biết, chắc là do ngoài ý muốn. Bà Tề cũng không phải kẻ ngốc, bà ấy vẫn chưa chuyển 5 triệu tệ cho ông ta, không chữa khỏi bệnh thì đừng mơ lấy tiền. Hơn nữa, cách này của Tôn đại sư đã vô ích, ngược lại còn khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng. Bà ấy đã để đứa con gái 15 tuổi của mình gả đi để sung hỉ, giấu toàn bộ người thân, trả giá lớn như vậy nhưng cuối cùng lại tốn công vô ích sao? Bà Tề đã hoàn toàn tức giận. Bắt kẻ lừa đảo này lại cho tôi. Mấy vệ sĩ xông lên đè Tôn đại sư xuống đất, Tôn đại sư hét lên, tôi không phải là lừa đảo, thật sự không phải. Mấy phút sau, Tề Hồng Long tỉnh lại, ông ấy cũng biết chuyện xảy ra vừa nãy, sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu không có người trông thì e là ông ta thật sự đã tự ngạt chết mình. Nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi, Tề Hồng Long vô cùng bình tĩnh nói. Đi gọi Lão Điền, bảo Lão Điền mời giúp cậu đại sư kia đến đây. Bà Tề nhíu mày, Lão Tề, ông định nói chuyện đó với người khác à? Tề Hồng Long lắc đầu, rồi lại thở dài. Không nói không được rồi, tôi cảm thấy cậu Tần đại sư trẻ tuổi kia thật sự có bản lĩnh, có thể một lời nói ra cơn ác mộng của tôi chắc chắn không phải người tầm thường. Mời cậu ấy đến đi, tôi sẽ nói tất cả. Có một số chuyện nếu nói ra sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Tề Hồng Long, nhưng không nói có thể sẽ mất mạng. Bà Tề nói, người ta đã bị chúng ta đuổi đi rồi, còn có thể quay lại không? Tề Hồng Long thở dài, cũng còn cách nào nữa đâu, chỉ có thể nhún nhường cầu cứu người ta. Bà Tề gật đầu, ông yên tâm, tôi biết làm thế nào rồi. Nói xong, bà Tề dẫn mấy người vệ sĩ đi ra khỏi cửa, lái xe đi đến nhà Điền Gia Ấn. Nhà họ Điền đang ăn uống rất náo nhiệt, bà Điền nhìn điện thoại rồi đột nhiên nói. Lão Điền, chút nữa bà Tề sẽ đến đây. Bà Điền và bà Tề khá thân thiết với nhau, vì vậy khi đến liền thông báo cho bà Điền, chủ yếu là muốn bà Điền nói giúp vài câu. Điền Gia Ấn hơi sững sờ, ngạc nhiên nhìn Tần Lâm nói. Cậu Tần nói chúng thật rồi. Tần Lâm cười nhạt, xem ra Tề Hồng Long quả nhiên đã phát bệnh rồi, hơn nữa chắc còn rất nghiêm trọng, nếu không sẽ chẳng đến đây lúc đêm hôm thế này. Cậu Tần, làm sao đây? Tần Lâm nói, chẳng làm sao cả. Với người khác thì tôi có lẽ sẽ chẳng nể mặt, nhưng với Tổng Giám Đốc Điền thì nhất định phải rồi. Tần Lâm nói xong, Điền Gia Ấn liền vui vẻ cười lớn. Tần Lâm đúng là nể mặt ông ấy mà. Nếu chỉ dựa vào lời của mình Tề Hồng Long, chỉ với thái độ vừa rồi, Tần Lâm đã sớm mặc kệ bọn họ rồi. Nhưng nể mặt Điền Gia Ấn, cho dù thái độ của bọn họ không tốt, Tần Lâm vẫn sẽ chữa bệnh cho ông ấy, bởi vì ông ấy có quan hệ tốt với Tổng Giám Đốc Điền. Điền Gia Ấn rất hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này, trong lòng vui mừng không thôi, thậm chí còn muốn khoe khoang với người khác. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên. Người giúp việc đi ra mở cửa, người đứng trước cửa chính là bà Tề. Tổng Giám Đốc Điền, Tần Đại Sư, tôi đến đây để xin lỗi hai người, lúc trước thái độ của tôi không tốt đã đắc tội đến cậu Tần, xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Nói xong, bà Tề đứng ở trước cửa, cung kính cúi đầu 90 độ. Điền Gia Ấn vội vàng đi lên, ha ha, em dâu không cần khách sáo như vậy, Lão Tề làm vậy cũng là có lý do. Tần Đại Sư rất rộng lượng, sẽ không trách hai người đâu. Bà Tề ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn Tần Lâm bằng ánh mắt khẩn cầu. Tần Lâm gật đầu, nói trước nhé, nếu muốn tôi khám bệnh thì phải phối hợp, tôi hỏi gì thì phải trả lời cái đó. Bà Tề gật đầu, Tần Đại Sư hãy yên tâm, Lão Tề nhất định sẽ nói rõ toàn bộ sự việc. Xin cậu hãy đến nhà chúng tôi. Xe đã đậu sẵn dưới tầng, Tần Lâm cùng Tề Gia Ấn đến nhà họ Tề lần nữa. Sau khi bước vào nhà, Tần Lâm đã nói. Dỡ bỏ hết những miếng vải đỏ này đi, trông khó chịu quá. Vâng, mau làm đi. Nếu là lúc trước, có lẽ sẽ không ai để ý đến lời nói của Tần Lâm, nhưng giờ Tần Lâm cực kỳ có uy quyền, nói gì bọn họ cũng tin. Khi bước vào nhà, thấy Tôn Đại Sư đang ngồi trên sofa. Đứng bên cạnh là hai vệ sĩ to cao khỏe mạnh. Lúc này, Tôn Đại Sư ốm yếu, vẻ mặt khó coi đang ngồi im không dám động đậy. Thấy Tần Lâm trở lại, Tề Hồng Long vội vàng đứng dậy. Tần Đại Sư, lúc trước tôi đã đắc tội đến cậu, mong cậu bỏ qua cho. Tần Lâm bình tĩnh đáp, không có gì, chỉ là nể mặt Tổng Giám Đốc Điền mà thôi,
có gì ông cứ cảm ơn Tổng Giám Đốc Điền đi. Khuôn mặt Điền Gia Ấn tỏ ra vui mừng khôn xiết, lão Tề, cậu nói hết mọi chuyện với Tần Đại Sư đi. Tề Hồng Long bảo mấy vệ sĩ lui hết ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại mấy người bọn họ. Tề Hồng Long lại thở dài nói. Cơn ác mộng của tôi quả thực có liên quan đến đứa trẻ, sao Tần Đại Sư lại biết? Tần Lâm mỉm cười không đáp, loại bí thuật phong thủy này đôi khi chỉ cần nhìn linh khí xung quanh là ra, chỉ có điều người bình thường không thể hiểu những thuật ngữ chuyên ngành này. Tần Lâm cũng chỉ biết có liên quan đến đứa trẻ mà thôi, cụ thể thế nào thì vẫn phải nghe Tề Hồng Long kể. Tề Hồng Long thở dài nói. Khi còn trẻ, tôi từng làm một số việc sai trái, đã nhiều năm trôi qua tôi không dám nhắc lại nữa. Tần Lâm không ngặt lời mà kiên nhẫn lắng nghe, rất nhiều chuyện đều liên quan đến báo ứng nhân quả, tình hình hiện tại của Tề Hồng Long chắc chắn có liên quan đến sự việc năm đó, vì thế Tần Lâm mới hỏi. Tề Hồng Long thở dài nói. Năm đó khi mới bắt đầu lập nghiệp, tôi không phải kinh doanh sữa bò mà là sữa bột dành riêng cho trẻ em. Nhưng không ngờ một nhà máy sản xuất nguyên liệu của chúng tôi xảy ra vấn đề, dẫn đến một lô hàng không đạt chất lượng, khiến một nhóm trẻ em uống phải ngộ độc. Mấy đứa trẻ 2-3 tuổi đầu to hơn những đứa trẻ bình thường, khi đó truyền thông gọi là những đứa trẻ đầu to. Tần Lâm gật đầu, mặc dù tin tức này không xảy ra ở thời của bọn anh, nhưng vụ việc này khi đó vô cùng hot. Vì thế Tần Lâm cũng từng nghe đến. Tề Hồng Long nói tiếp. Sự việc này vốn là trách nhiệm của tôi, nhưng sau đó tôi đã kéo quan hệ tìm người chịu trách nhiệm thay tôi chịu chỉ trích và đi tù, tôi mới có thể tiếp tục kinh doanh. Sau khi chuyển sang kinh doanh sữa bò, công việc kinh doanh khởi sắc, trở thành doanh nghiệp sữa bò hàng đầu. Nhưng khi những đứa trẻ đó lớn lên, ảnh hưởng gây nên cho những đứa trẻ ấy là nỗi day dứt cả đời này của tôi. Mỗi khi nhớ lại tôi đều cảm thấy rất tội lỗi, tôi đã thành lập quỹ để bù đắp cho những đứa trẻ kia, coi nó là niềm an ủi lương tâm chính mình. Nhưng từ mấy năm trước, tôi bắt đầu mơ thấy ác mộng, sức khỏe tôi ngày một yếu đi, tôi ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn nhưng thường sẽ mơ thấy số tiền đó là do tôi dẫm đạp lên xác những đứa trẻ đó, trên tờ tiền thấm đẫm máu. Sau đó, mỗi khi mơ thấy ác mộng, tôi đều cảm thấy bản thân sống không bằng chết, muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong. May mà có vợ tôi kịp thời cứu, nếu không tôi đã chết bao nhiêu lần rồi. Tần Lâm nghe xong thì gật đầu, không hề có biểu cảm gì đặc biệt, mọi chuyện đều hợp tình hợp lý đúng theo dự đoán của anh. Rất nhiều người khi còn trẻ từng làm một số chuyện, về già rồi mới bị báo ứng. Trước đó Tần Lâm cũng tìm hiểu một chút, Tề Hồng Long này quả thực đã làm rất nhiều việc tốt, cũng được coi là người tốt. Đáng lý ra đã bù đắp được món nợ năm đó, dù sao thì Tề Hồng Long cũng không cố ý. Chỉ là chưa từng thừa nhận trách nhiệm của mình mà thôi. Tần Lâm nói, tôi đã hiểu rồi, cũng không phải là chuyện gì lớn, những đứa trẻ này chẳng qua là không hiểu chuyện mà thôi, những việc làm của ông đã bù đắp đủ rồi, chủ tịch Tề không cần phải đè nặng tâm lý như vậy. Bà Tề lo lắng hỏi, vậy bây giờ căn bệnh của ông nhà tôi phải làm thế nào mới giải quyết được? Tần Lâm nói, thật ra rất đơn giản, đi chùa xin bùa hộ mệnh là được. Bà Tề sững sờ giây lát, việc này có tác dụng không? Chuyện đi chùa xin bùa là chuyện quá đỗi thường tình, rất nhiều người đã từng xin. Tục ngữ nói, đàn ông đeo Quan Âm, đàn bà đeo Phật, bà Tề đã xin cho Tề Hồng Long biết bao nhiêu mặt Quan Âm đeo lên cổ, lên người, lên thắt lưng rồi những điều vô dụng. Tần Lâm nói, tất nhiên là có rồi, nhưng phải xin đúng mới được, Quan Âm quản lý chuyện tặng con, chứ không quản trẻ nhỏ. Lên chùa thỉnh Phật Di Lặc bụng bự chắc chắn sẽ có tác dụng. Tề Hồng Long và bà Tề đều sững sờ, chỉ vậy thôi. Bọn họ quả thực ngạc nhiên quá mức, vì đã mời bao nhiêu là đại sư như thế mà chẳng có hiệu quả, đã áp dụng mọi cách phức tạp, thậm chí cả xung hỉ cũng vô ích. Cuối cùng Tần Lâm nói chỉ cần thỉnh Phật Di Lặc bảo vệ là được. Tần Lâm mỉm cười, chỉ thế thôi. Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, cảm thấy hơi khó tin. Đúng rồi. Lão Tề, lúc trước tôi lên núi Võ đang xin cho ông một mặt Phật Di Lặc, lúc đó xin để phát tài phát lộc, hiện giờ vừa vặn có ích. Tốt, mau lấy đi. Bà Tề lục tìm trong tủ, tìm thấy một mặt Phật Di Lặc bụng bự bằng đồng đưa cho Tề Hồng Long đeo. Đeo mặt dây chuyền Phật Di Lặc lên trước ngực, Tề Hồng Long lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, biểu cảm cũng trở nên thư thái, ngẩng đầu lên, cơn buồn ngủ liền ập đến. Bà ơi, tôi ngủ trước đây. Chút nữa nếu xảy ra chuyện gì, nhớ kêu bọn họ giữ chắc tôi sợ làm bà bị thương.
ông yên tâm đi ngủ đi. Giấc ngủ ngon giờ đây đã trở thành điều xa xỉ đối với Tề Hồng Long. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần ông ấy đi ngủ đều bị ác mộng đánh thức, cho nên ông ấy thực sự đã rơi vào tình trạng thiếu ngủ một thời gian dài, mỗi ngày ngủ mười mấy tiếng cũng không đủ, vẫn cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Mấy phút sau, Tề Hồng Long từ từ chìm vào giấc ngủ. Mọi người đều canh giữ xung quanh giường, muốn xem cách của Tần Lâm có tác dụng hay không. Cách này quá đơn giản, nếu một mặt dây chuyền nhỏ như vậy đã có thể giải quyết, vậy chẳng phải mọi nỗ lực trước đây đều là lãng phí thời gian à. Sau vài phút, Tề Hồng Long đột nhiên nhíu mày. Bà Tề và vợ Điền Gia Ấn lập tức trở nên căng thẳng. Bà Tề lo lắng không biết Tề Hồng Long liệu có tái phát bệnh. Còn điều vợ Điền Gia Ấn lo lắng là liệu Tần Đại Sư rốt cuộc có bản lĩnh này hay không. Đây là người do bọn họ giới thiệu, nếu thật sự không chữa khỏi, thì bọn họ cũng cảm thấy tội lỗi. Lúc này, trong giấc mơ của Tề Hồng Long, những đứa trẻ đầu to, mặt đầy máu me đáng sợ lại xuất hiện, tìm đến Tề Hồng Long đòi mạng. Đột nhiên, một vị hòa thượng bụng bự xuất hiện với nụ cười hiền từ đi đến, đám trẻ con kia như thấy đồ chơi mới, lập tức vây quanh vị hòa thượng. Hòa thượng cười ha hả dẫn bọn chúng đi chơi, khung cảnh lập tức trở lại vẻ yên bình. Lông mày của Tề Hồng Long từ từ giãn ra, hô hấp cũng bình tĩnh trở lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Thấy vậy, bà Tề vô cùng vui mừng. Đại sư, quả đúng là đại sư, Tần đại sư thật tài giỏi, có thể dễ dàng giải quyết vấn đề khó khăn như vậy. Tần Lâm nói, vốn dĩ không phải chuyện gì to tát, chỉ là một chút nút thắt trong lòng mà thôi. Chỉ cần nhìn thấy gốc rễ của căn bệnh là có thể dễ dàng giải quyết. Đeo Phật Di Lặc này 3 năm là sẽ chữa khỏi, sau này không cần đeo nữa. Được, cảm ơn Tần Đại Sư rất nhiều. Nói xong, bà Tề lấy điện thoại ra định chuyển khoản cho Tần Lâm. Tần Đại Sư, tôi gửi cậu 10 triệu để tỏ lòng cảm ơn của chúng tôi. Tần Lâm xua tay, không cần đâu, đều là bạn bè, một cái nhấc tay mà thôi, các người cảm ơn Tổng Giám Đốc Điền là được. Điền Gia Ấn nở nụ cười tươi, bỗng chốc cảm thấy bản thân nở mày nở mặt, Tần Đại Sư quả đúng là rất nể mặt ông ấy. Bà Tề có chút ngượng ngùng, vậy thế này đi, cậu Tần, tôi tặng cậu tấm thẻ này, sau này cần gì trong ngành của chúng tôi, tấm thẻ này sẽ giúp cậu thuận tiện hơn. Tần Lâm nhận lấy tấm thẻ, đó chỉ là một chiếc thẻ bình thường màu đen, trông khá giống danh thiếp, bên trên có viết một chữ Tề nhỏ, ngoài ra chẳng có gì khác. Điền Gia Ấn nhướng mày. Những người khác không biết tấm thẻ này, nhưng ông ấy nhận ra. Đây được coi là ấn soái của Tề Hồng Long, có tấm thẻ này trong tay sẽ có quyền tương đương với chủ tịch Tề. Bà Tề quả nhiên rất hào phóng. Tần Lâm nhận lấy tấm thẻ, nói cảm ơn rồi rời khỏi nhà họ Tề. Trước khi đi, mặc dù Tần Lâm đã từ chối nhiều lần, nhưng bà Tề vẫn tặng rất nhiều quà cho anh, Tần Lâm xách theo đống quà và qua đêm ở nhà Điền Gia Ấn. Sáng hôm sau, anh lái xe mang theo đống quà đó chuẩn bị đến nhà dì hai. Đây toàn là đồ bồi bổ như tổ yến gì gì đó, Tần Lâm không dùng đến nên tặng hết cho dì hai bồi bổ. Anh đến cổng nhà dì hai mới gọi điện thông báo. Dì hai sững sờ giây lát, Tiểu Lâm đến rồi à, đến đúng lúc lắm, mau vào đi. Nghe dì hai nói thể, hình như trong nhà còn có người khác, nhưng Tần Lâm cũng không phải người ngoài nên đi thẳng vào luôn. Khi vào nhà anh mới nhìn thấy một người thanh niên đang ngồi trên sofa, bên cạnh còn có một phụ nữ trung niên, xem ra là mẹ con. Lâm Nguyệt Giao cũng ngồi trên sofa, vẻ mặt hơi lúng túng, trông có vẻ không được hài hòa lắm. Đây là... Dì hai nhanh chóng giới thiệu, Tiểu Lâm, đây là bạn trai của Nguyệt Giao, Tiểu Dương, Dương Đại Vĩ, đây là mẹ cậu ấy Lý Lệ. Đây là cháu ngoại của tôi, Tần Lâm. Dương Đại Vĩ và Lý Lệ liếc nhìn Tần Lâm nhưng không chào hỏi, ngược lại còn trợn mắt với vẻ mặt khinh thường. Cháu trai đến thăm nhà gì để lấy đồ à? Thấy đống quà trong tay Tần Lâm, Lý Lệ liền tỏ ra chê bai. Những món quà Tần Lâm mang đến tất nhiên là cao cấp, dù sao cũng đều do nhà họ Tề tặng, người ta giàu có cỡ nào sao có thể dùng đồ chất lượng thấp chứ? Nhưng quà tặng quá chú trọng bao bì đóng gói, vì nhiều đồ quá, Tần Lâm không thể cầm hết. Cho nên anh mới mở hết bao bì ra để đống tổ yến cao cấp đó vào túi ni lông để xách đi. Vì thế trông giống như đồ mua ở chợ hay đồ ven đường. Những thứ này toàn là đồ tặng dì hai, cũng không phải người ngoài, không cần phải quá câu nệ, vì thế Tần Lâm không thèm gói ghém mà tiện tay xách đi. Trong mắt mẹ con Dương Đại Vĩ, đồ Tần Lâm mang đến toàn hàng rẻ tiền.
qua đến thăm họ hàng cũng thể hiện tài lực của gia đình, thấy những đồ Tần Lâm tặng, chắc điều kiện nhà bọn họ cũng bình thường thôi. Dì hai lúng túng cười, ha ha, đều là người nhà cả, chúng tôi không bao giờ khách sáo. Tiểu Lâm này, cháu cũng thật là, mua đồ gì thế? Tần Lâm tất nhiên không thèm để ý đến ánh mắt người ngoài, anh nói với dì hai. Đây là một chút tổ yến bạn cháu tặng, vẫn còn hạn sử dụng, dì ăn đi. Lý Lệ nghe đến tổ yến thì lập tức thấy hứng thú. Tổ yến, ha ha, mua những đồ quý giá như tổ yến thì phải cẩn thận đó, nếu ăn thì phải ăn loại cao cấp nhất, nếu không thì ăn cũng như không. Rất nhiều nhãn hiệu tổ yến bị làm giả, nói là tổ yến nguyên chất, nhưng thực tế có rất nhiều chất bảo quản trong đó, tôi khuyên bà nên xem kỹ nhãn hiệu. Ví dụ như tổ yến Hồng Long, chắc các người nghe đến rồi nhỉ. Đó là thương hiệu lớn chuyên sản xuất sữa bò. Mặc dù hơi đắt tiền, nhưng hiệu quả tốt, ăn xong da rẻ trở nên rất xinh đẹp. Lý Lệ nói chuyện không ngừng một hồi lâu, như kiểu mình hiểu biết lắm, ngoài đồ bà ấy ăn thì những thứ người khác ăn đều là rác cả. Dì hai sững sờ, tất nhiên bà ấy biết đến sữa Hồng Long, đó là sữa nổi tiếng nhất nước, thậm chí còn được săn lùng rất nhiều ở nước ngoài. Thấy đống tổ yến Tần Lâm mang đến có viết chữ tổ yến Hồng Long trên vỏ hộp. Ý, đây là tổ yến Hồng Long mà. Lý Lệ nghe vậy thì lập tức nhíu mày. Nhà các người có thể ăn tổ yến Hồng Long cơ à? Mặc dù lời nói của Lý Lệ có vẻ vô ý, nhưng cũng thể hiện suy nghĩ thật của bà ta. Bà ta chỉ khinh thường nhà Đường Mẫn, thấy nhà bọn họ nghèo. Người như bọn họ làm sao ăn được tổ yến Hồng Long chứ? Bà ta đi đến trước mặt Tần Lâm, cúi đầu lấy ra một cái chai thủy tinh nhỏ từ trong túi ni lông, liền nhíu mày. Cậu hài hước thật đấy, bao bì của tổ yến Hồng Long vô cùng đẹp, cái này của cậu lại đựng trong túi ni lông. Cậu nhặt được ở đâu vậy? Tần Lâm nhíu mày, cảm thấy người phụ nữ này hơi tự cao tự đại. Là đồ bạn tặng. Lý Lệ lạnh lùng hừ một tiếng, bạn tặng mà không có cả cái hộp đựng là sao? Phải biết là tổ yến Hồng Long đều được đóng hộp xịn sò có dấu chống hàng giả. Chỗ tổ yến này đã bị gỡ bỏ hộp, chỉ còn chai tổ yến không, thế chẳng phải là. Lý Lệ không nói hết câu, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Tổ yến Tần Lâm mang đến không có hộp đựng, không có dấu chống hàng giả, rõ ràng chính là hàng giả. Có điều Tần Lâm lười để ý đến bà ta sao biết được. Người tặng tổ yến cho anh là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Hồng Long, vợ của Tề Hồng Long chứ. Tề phu nhân tặng quà thì có thể là hàng giả sao? Đùa à? Người bình thường mua tổ yến để trong mấy hộp đẹp chủ yếu là để tặng quà thôi, dù sao đồ quý thế này, nhiều người mua để tặng chứ mấy ai ăn. Vậy nên hộp bên ngoài làm đẹp một chút, lại thêm nhiều tem chống hàng giả, người bình thường khá chú trọng vỏ hộp. Phu nhân họ Tề tự mình ăn còn cần tem chống hàng giả chắc. Lý Lệ nói hai câu liền ngồi về chỗ, ấn tượng với nhà bọn họ lại càng xấu hơn. Sau khi đi vào nhà, Tần Lâm ngồi cạnh Lâm Nguyệt Giao, anh có hơi hiếu kỳ. Nguyệt Giao, em hẹn hò lúc nào thế? Lâm Nguyệt Giao chẳng phải vẫn luôn thích thầm, Tần Đại Sư, sao, không ngờ được mấy ngày đã hẹn hò với người khác rồi. Tâm trạng của Lâm Nguyệt Giao rất phức tạp, một lời khó nói hết, cô nói nhỏ vào tai Tần Lâm. Thực ra em cũng không được coi là đang hẹn hò đâu. Dương Đại Vĩ này vẫn luôn theo đuổi em thấy anh ta rất ân cần nên cũng không biết nên từ chối thế nào, em nhận hoa của anh ta, kết quả anh ta cho rằng em đồng ý. Mới được mấy ngày đã đưa mẹ anh ta qua, em thực sự cạn lời. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Nguyệt Giao, Tần Lâm cũng không biết làm thế nào, Dương Đại Vĩ này đúng là cực phẩm, tự nghĩ mình lợi hại. Tặng con gái hoa, người ta nhận là phải đồng ý làm bạn gái anh ta chắc. Thật sự chưa từng thấy ai tự nghĩ mình tốt đẹp đến vậy. Mọi người ngồi xuống xong, Dương Đại Vĩ ngồi ở đấy không nói gì, mặt hơi xấu hổ, thẹn thùng, trông có vẻ rất thành thật, biết điều. Lý Lệ hỏi, Lâm Nguyệt Giao phải không, lúc trước cô bảo bố cô là quản lý cấp cao của tập đoàn Mạnh Thị đúng không? Có thật không đấy? Lâm Nguyệt Giao nhíu mày, đương nhiên rồi, cháu đã nói hai lần rồi, chẳng nhẽ cháu có thể lừa gì được à? Lý Lệ đi vào liền hỏi mấy vấn đề này khiến Lâm Nguyệt Giao khó chịu, cứ như cô cố ý lừa bọn họ vậy. Lý Lệ bĩu môi, đánh giá nội thất căn nhà này rồi nói. Có vẻ như thu nhập của quản lý cấp cao tập đoàn Mạnh Thị cũng không cao lắm nhỉ. Sắc mặt Lý Lệ còn mang vẻ ưu việt hơn người và khinh thường. Quản lý cấp cao mà ở chỗ này á?
Cách bài trí này vừa nhìn là biết đây là nhà cũ được xây từ 5-6 năm trước rồi, phong cách rất cũ, đồ nội thất cũng cũ, hơn nữa còn chẳng sang trọng gì, vừa nhìn là biết đây là cách bài trí của dân thường, đâu giống chỗ mà quản lý cấp cao của tập đoàn Mạnh Thị ở. Lý Lệ nghi ngờ Lâm Nguyệt Giao đang chém gió, chắc chỉ làm trưởng bộ phận hoặc là phó giám đốc rồi tự cho mình là quản lý cấp cao. Mấy năm trước có người bảo bản thân là giám đốc, bây giờ lại bắt đầu chém gió bảo mình là quản lý cấp cao. Mọi người cũng cảm thấy đây là chuyện thường. Lý Lệ nói xong, Lâm Nguyệt Giao trừng mắt liếc nhìn, nhà cũ thì sao chứ? Bây giờ bọn họ đương nhiên không phải không mua nổi, chỉ có điều sống ở đây quen rồi, không muốn chuyện sang biệt thự xa hoa thôi, vị trí chỗ này rất tiện, hơn nữa môi trường xung quanh cũng quen thuộc, vậy nên không muốn chuyển nhà. Kết quả Lý Lệ lại nhìn bề ngoài mà đánh giá, nhìn thấy căn nhà này liền nghĩ bọn họ nghèo, đúng là cạn lời. Mặc dù nhà Lâm Nguyệt Giao không phải siêu giàu nhưng chắc chắn cũng được coi là gia đình có điều kiện. Bố là quản lý cấp cao của tập đoàn Mạnh Thị, thu nhập hàng năm lên đến cả triệu, mẹ thì có mấy sản nghiệp của nhà họ Đường, lợi nhuận hàng năm cũng được mấy triệu, như vậy với người thường mà nói cũng là gia đình có tiền có của rồi. Kết quả Lý Lệ cứ tự cho là mình đúng, cảm thấy nhà mình ưu việt hơn, sau khi đi vào thì bắt đầu bới lông tìm vết. Lâm Nguyệt Giao vốn có ấn tượng tốt với Dương Đại Vĩ. Nếu không sẽ không nhận hoa của anh ta, nhưng từ lúc vào nhà đến giờ, anh ta chẳng nói được câu gì, tất cả đều là Lý Lệ nói, điều này khiến Lâm Nguyệt Giao rất khó chịu. Dương Đại Vĩ, anh không muốn hỏi gì à? Lâm Nguyệt Giao hỏi. Dương Đại Vĩ cười hi hi, cũng có hơi ngại ngùng, anh cũng không cần hỏi, mẹ anh quyết là được rồi, ha ha. Lâm Nguyệt Giao cạn lời, bĩu môi, Dương Đại Vĩ này đúng là một thằng bám váy mẹ. Lý Lệ cười nhạt. Hài lòng với phản ứng của con trai. Không sai, chuyện của trai tôi quyết định là được, tôi thấy điều kiện của gia đình cô cùng thường thôi, có điều cô cũng xinh, cao giáo, chắc sau này cũng giúp nhà tôi nối dõi tông đường được. Lâm Nguyệt Giao suýt nữa phun máu, bà Lý Lệ này đúng là tự cao tự đại thật, Dương Đại Vĩ mặc dù là người thành thật, nhưng cũng chỉ là một tên vừa mập vừa lùn thôi, ngoại hình cũng rất tầm thường. Nếu so với Lâm Nguyệt Giao thì tên Dương Đại Vĩ này rõ ràng là một con ếch, còn Lâm Nguyệt Giao trước mặt anh ta chẳng khác gì tiên nữ. Nhà họ còn dám bình phẩm từ đầu đến chân về ngoại hình của Lâm Nguyệt Giao, đúng là buồn cười. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao không ho he tiếng nào, Lý Lệ tiếp tục nói. Sau khi gả vào nhà tôi, cô không cần đi làm nữa, cứ ở nhà sinh con là được rồi, cô sinh được một đứa tôi cho nhà cô 1 triệu, con trai thì được 2 triệu, thế nào? Hài lòng chưa? Lý Lệ nói có vẻ hào phóng lắm, cứ như là 1 triệu là khoản tiền lớn lắm, như là nể mặt Lâm Nguyệt Giao lắm vậy. Lâm Nguyệt Giao nghe thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, cảm thấy không biết nên nói gì. Dì à, cháu cảm thấy gì nhầm rồi, quan hệ giữa cháu với con trai gì chưa đến bước đấy đâu. Hơn nữa cho dù có đến bước đấy thì cháu cũng sẽ không chỉ ở nhà sinh con cho nhà gì đâu, dì coi cháu là gì chứ, máy đẻ à? Lý Lệ nhíu mày, cô có thái độ gì thế, phụ nữ sinh con là đạo lý hiển nhiên, cô gả vào nhà chúng tôi là cô trèo cao rồi còn gì. Cô biết tôi làm gì không? Cô biết nhà tôi ở Nội Mông Cổ có biết bao con bò không? Cô biết nhà tôi có biết bao tài sản không? Cô được gả vào nhà giàu mà không thể tỏ ra đúng mực được à? Lâm Nguyệt Giao cạn lời, đây là lần đầu tiên cô ấy gặp người phụ nữ tự cho mình là đúng đến trình độ này. Cô ấy còn chưa đồng ý cơ mà. Sao tự nhiên đã thành gả vào nhà giàu rồi? Hơn nữa, nếu như thực sự nói về tài sản, không biết ai mới là nhà giàu. Ha ha, vậy thôi, nếu đã vậy cháu cũng không muốn trèo cao, mời mấy người đi về. Lâm Nguyệt Giao cũng chẳng phải loại dễ tính, thấy thái độ của bọn họ tệ vậy, liền từ chối luôn cuộc hôn nhân này. Lâm Nguyệt Giao vốn không quá thích Dương Đại Vĩ, hôm nay thấy mẹ anh ta như vậy thì hai người họ càng không có khả năng. Sắc mặt Dương Đại Vĩ thay đổi, há miệng nhưng không nói gì. Đã đến mức này rồi, Dương Đại Vĩ vẫn muốn mẹ anh ta quyết định, đúng là bám váy mẹ. Lý Lệ nhíu mày, có hơi tức giận, đứng lên cao ngạo nói. Họ Lâm kia, cô đùa tôi đúng không? Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng hừ một tiếng, sao cháu dám đùa gì chứ? Trước nay cháu chưa từng đồng ý kết hôn với con trai gì mà, đấy là do gì tự nghĩ vậy thôi, Dương Đại Vĩ, mời mọi người ra về. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao đã quyết vậy, sắc mặt Lý Lệ đen dần.
họ Lâm kia, trước nay đều là nhà họ Dương tôi từ chối liên hôn với người khác chứ chưa từng thấy con trai tôi bị phụ nữ từ chối, cô đúng là vớ vẩn. Nói cho cô biết, hôm nay nếu như cô không làm rõ cho tôi, chuyện này không xong đâu, cô có tin tôi gọi một cuộc điện thoại là cả nhà cô thất nghiệp không? Lý Lệ đứng lên, gào thét. Tần Lâm nghe xong cũng đứng dậy, đứng trước bảo vệ Lâm Nguyệt Giao rồi nói. Em họ tôi nói rồi, cô ấy không đồng ý. Nhà mấy người nuôi được mấy con bò mà đã được coi là giàu rồi. Còn muốn em họ tôi đến nhà mấy người làm máy đẻ. Mấy người mơ mộng hão huyền quá rồi. Bà có tin, tôi gọi một cuộc điện thoại khiến cho cả nhà bà thất nghiệp không? Chương 1313 cũng chẳng ra làm sao cả. Có điều Tần Lâm lười để ý đến bà ta sao biết được, người tặng tổ yến cho anh là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Hồng Long, vợ của Tề Hồng Long chứ. Tề phu nhân tặng quà thì có thể là hàng giả sao? Đùa à! Người bình thường mua tổ yến để trong mấy hộp đẹp chủ yếu là để tặng quà thôi, dù sao đồ quý thế này, nhiều người mua để tặng chứ mấy ai ăn. Vậy nên hộp bên ngoài làm đẹp một chút, lại thêm nhiều tem chống hàng giả, người bình thường khá chú trọng vỏ hộp. Phu nhân họ Tề tự mình ăn còn cần tem chống hàng giả chắc. Lý Lệ nói hai câu liền ngồi về chỗ, ấn tượng với nhà bọn họ lại càng xấu hơn. Sau khi đi vào nhà, Tần Lâm ngồi cạnh Lâm Nguyệt Giao, anh có hơi hiếu kỳ. Nguyệt Giao, em hẹn hò lúc nào thế? Lâm Nguyệt Giao chẳng phải vẫn luôn thích thầm, Tần Đại Sư, sao, không ngờ được mấy ngày đã hẹn hò với người khác rồi. Tâm trạng của Lâm Nguyệt Giao rất phức tạp, một lời khó nói hết. Cô nói nhỏ vào tai Tần Lâm. Thực ra em cũng không được coi là đang hẹn hò đâu, Dương Đại Vĩ này vẫn luôn theo đuổi em thấy anh ta rất ân cần nên cũng không biết nên từ chối thế nào, em nhận hoa của anh ta, kết quả anh ta cho rằng em đồng ý. Mới được mấy ngày đã đưa mẹ anh ta qua, em thực sự cạn lời. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Nguyệt Giao, Tần Lâm cũng không biết làm thế nào, Dương Đại Vĩ này đúng là cực phẩm, tự nghĩ mình lợi hại. Tặng con gái hoa. Người ta nhận là phải đồng ý làm bạn gái anh ta chắc. Thật sự chưa từng thấy ai tự nghĩ mình tốt đẹp đến vậy. Mọi người ngồi xuống xong, Dương Đại Vĩ ngồi ở đấy không nói gì, mặt hơi xấu hổ, thẹn thùng, trông có vẻ rất thành thật, biết điều. Lý Lệ hỏi, Lâm Nguyệt Giao phải không, lúc trước cô bảo bố cô là quản lý cấp cao của tập đoàn Mạnh Thị đúng không? Có thật không đấy? Lâm Nguyệt Giao nhíu mày, đương nhiên rồi, cháu đã nói hai lần rồi. Chẳng nhẽ cháu có thể lừa gì được à? Lý Lệ đi vào liền hỏi mấy vấn đề này khiến Lâm Nguyệt Giao khó chịu, cứ như cô cố ý lừa bọn họ vậy. Lý Lệ bĩu môi, đánh giá nội thất căn nhà này rồi nói. Có vẻ như thu nhập của quản lý cấp cao tập đoàn Mạnh Thị cũng không cao lắm nhỉ. Sắc mặt Lý Lệ còn mang vẻ ưu việt hơn người và khinh thường. Quản lý cấp cao mà ở chỗ này á? Cách bài trí này vừa nhìn là biết đây là nhà cũ được xây từ 5-6 năm trước rồi, phong cách rất cũ, đồ nội thất cũng cũ, hơn nữa còn chẳng sang trọng gì, vừa nhìn là biết đây là cách bài trí của dân thường, đâu giống chỗ mà quản lý cấp cao của tập đoàn Mạnh Thị ở. Lý Lệ nghi ngờ Lâm Nguyệt Giao đang chém gió, chắc chỉ làm trưởng bộ phận hoặc là phó giám đốc rồi tự cho mình là quản lý cấp cao. Mấy năm trước có người bảo bản thân là giám đốc, bây giờ lại bắt đầu chém gió bảo mình là quản lý cấp cao. Mọi người cũng cảm thấy đây là chuyện thường. Lý Lệ nói xong, Lâm Nguyệt Giao trừng mắt liếc nhìn, nhà cũ thì sao chứ? Bây giờ bọn họ đương nhiên không phải không mua nổi, chỉ có điều sống ở đây quen rồi, không muốn chuyển sang biệt thự xa hoa thôi, vị trí chỗ này rất tiện, hơn nữa môi trường xung quanh cũng quen thuộc, vậy nên không muốn chuyển nhà. Kết quả Lý Lệ lại nhìn bề ngoài mà đánh giá, nhìn thấy căn nhà này liền nghĩ bọn họ nghèo, đúng là cạn lời. Mặc dù nhà Lâm Nguyệt Giao không phải siêu giàu nhưng chắc chắn cũng được coi là gia đình có điều kiện. Bố là quản lý cấp cao của tập đoàn Mạnh Thị, thu nhập hàng năm lên đến cả triệu, mẹ thì có mấy sản nghiệp của nhà họ Đường, lợi nhuận hàng năm cũng được mấy triệu, như vậy với người thường mà nói cũng là gia đình có tiền có của rồi. Kết quả Lý Lệ cứ tự cho là mình đúng, cảm thấy nhà mình ưu việt hơn, sau khi đi vào thì bắt đầu bới lông tìm vết. Lâm Nguyệt Giao vốn có ấn tượng tốt với Dương Đại Vĩ. Nếu không sẽ không nhận hoa của anh ta, nhưng từ lúc vào nhà đến giờ, anh ta chẳng nói được câu gì, tất cả đều là Lý Lệ nói, điều này khiến Lâm Nguyệt Giao rất khó chịu. Dương Đại Vĩ, anh không muốn hỏi gì à? Lâm Nguyệt Giao hỏi. Dương Đại Vĩ cười hi hi, cũng có hơi ngại ngùng, anh cũng không cần hỏi,
mẹ anh quyết là được rồi, ha ha. Lâm Nguyệt Giao cạn lời, bĩu môi, Dương Đại Vĩ này đúng là một thằng bám váy mẹ. Lý Lệ cười nhạt, hài lòng với phản ứng của con trai. Không sai, chuyện của trai tôi quyết định là được, tôi thấy điều kiện của gia đình cô cùng thường thôi, có điều cô cũng xinh, cao giáo, chắc sau này cũng giúp nhà tôi nối dõi tông đường được. Lâm Nguyệt Giao suýt nữa phun máu, bà Lý Lệ này đúng là tự cao tự đại thật, Dương Đại Vĩ mặc dù là người thành thật, nhưng cũng chỉ là một tên vừa mập vừa lùn thôi, ngoại hình cũng rất tầm thường. Nếu so với Lâm Nguyệt Giao thì tên Dương Đại Vĩ này rõ ràng là một con ếch, còn Lâm Nguyệt Giao trước mặt anh ta chẳng khác gì tiên nữ. Nhà họ còn dám bình phẩm từ đầu đến chân về ngoại hình của Lâm Nguyệt Giao, đúng là buồn cười. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao không ho he tiếng nào, Lý Lệ tiếp tục nói. Sau khi gả vào nhà tôi, cô không cần đi làm nữa, cứ ở nhà sinh con là được rồi, cô sinh được một đứa tôi cho nhà cô 1 triệu, con trai thì được 2 triệu, thế nào, hài lòng chưa? Lý Lệ nói có vẻ hào phóng lắm, cứ như là 1 triệu là khoản tiền lớn lắm, như là nể mặt Lâm Nguyệt Giao lắm vậy. Lâm Nguyệt Giao nghe thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, cảm thấy không biết nên nói gì. Gì à, cháu cảm thấy gì nhầm rồi, quan hệ giữa cháu với con trai gì chưa đến bước đấy đâu. Hơn nữa cho dù có đến bước đấy thì cháu cũng sẽ không chỉ ở nhà sinh con cho nhà gì đâu, gì coi cháu là gì chứ, máy đẻ à. Lý Lệ nhíu mày, cô có thái độ gì thế, phụ nữ sinh con là đạo lý hiển nhiên, cô gả vào nhà chúng tôi là cô trèo cao rồi còn gì. Cô biết tôi làm gì không? Cô biết nhà tôi ở Nội Mông Cổ có biết bao con bò không? Cô biết nhà tôi có biết bao tài sản không? Cô được gả vào nhà giàu mà không thể tỏ ra đúng mực được à? Lâm Nguyệt Giao cạn lời, đây là lần đầu tiên cô ấy gặp người phụ nữ tự cho mình là đúng đến trình độ này. Cô ấy còn chưa đồng ý cơ mà, sao tự nhiên đã thành gả vào nhà giàu rồi? Hơn nữa, nếu như thực sự nói về tài sản, không biết ai mới là nhà giàu. Ha ha, vậy thôi, nếu đã vậy cháu cũng không muốn trèo cao, mời mấy người đi về. Lâm Nguyệt Giao cũng chẳng phải loại dễ tính, thấy thái độ của bọn họ tệ vậy, liền từ chối luôn cuộc hôn nhân này. Lâm Nguyệt Giao vốn không quá thích Dương Đại Vĩ, hôm nay thấy mẹ anh ta như vậy thì hai người họ càng không có khả năng. Sắc mặt Dương Đại Vĩ thay đổi, há miệng nhưng không nói gì. Đã đến mức này rồi, Dương Đại Vĩ vẫn muốn mẹ anh ta quyết định, đúng là bám váy mẹ. Lý Lệ nhíu mày, có hơi tức giận, đứng lên cao ngạo nói. Họ Lâm kia, cô đùa tôi đúng không? Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng hừ một tiếng, sao cháu dám đùa gì chứ? Trước nay cháu chưa từng đồng ý kết hôn với con trai gì mà, đấy là do gì tự nghĩ vậy thôi, Dương Đại Vĩ, mời mọi người ra về. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao đã quyết vậy, sắc mặt Lý Lệ đen dần. Họ Lâm kia, trước nay đều là nhà họ Dương tôi từ chối liên hôn với người khác chứ chưa từng thấy con trai tôi bị phụ nữ từ chối, cô đúng là vớ vẩn. Nói cho cô biết, hôm nay nếu như cô không làm rõ cho tôi, chuyện này không xong đâu, cô có tin tôi gọi một cuộc điện thoại là cả nhà cô thất nghiệp không? Lý Lệ đứng lên, gào thét. Tần Lâm nghe xong cũng đứng dậy, đứng trước bảo vệ Lâm Nguyệt Giao rồi nói. Em họ tôi nói rồi, cô ấy không đồng ý. Nhà mấy người nuôi được mấy con bò mà đã được coi là giàu rồi. Còn muốn em họ tôi đến nhà mấy người làm máy đẻ. Mấy người mơ mộng hão huyền quá rồi. Bà có tin, tôi gọi một cuộc điện thoại khiến cho cả nhà bà thất nghiệp không? Tần Lâm vừa dứt lời, Lý Lệ cười phá lên. Trẻ tuổi mà ngông cuồng đến vậy, còn muốn cả nhà tôi thất nghiệp. Cậu nghĩ cậu là ai? Nhà tôi có mấy nghìn con bò sữa, cậu nói một câu mà khiến tôi thất nghiệp được á? Cậu là cái thá gì? Nói xong, Lý Lệ ngồi lên ghế sofa, lạnh lùng nói. Đã nói ra câu này, chuyện ngày hôm nay không xong đâu, cậu gọi đi, tôi muốn xem với một cuộc điện thoại, cậu khiến nhà tôi thất nghiệp thế nào, hôm nay cậu mà không làm được, cả nhà cậu sẽ phải quỳ trước tôi xin lỗi. Lý Lệ ép người đến vậy vốn là vì khinh thường nhà Lâm Nguyệt Giao, bây giờ lời của Tần Lâm càng khiến bà ta khó chịu. Một gia đình nghèo mà dám lên mặt với nhà giàu à? Lý Lệ nói xong, Lâm Nguyệt Giao nhíu mày, đứng dậy chỉ vào Dương Đại Vĩ mà nói. Tên họ Dương kia, tôi với anh chả có quan hệ gì hết, từ trước đến nay tôi chưa hề đồng ý làm bạn gái anh, bây giờ anh mau đem bà mẹ điên của anh cút khỏi nhà tôi. Dương Đại Vĩ cúi đầu, không nói được gì, bám váy mẹ đến mức này đương nhiên không dám quyết định gì.
Lý Lệ nghe thấy ba chữ, bà mẹ điên, liền nổi cơn tam bành. Con nhãi ngu, mày dám gọi tao là bà mẹ điên, mày đúng là không được dạy bảo tử tế. Nói xong, Lý Lệ đi đến trước mặt Lâm Nguyệt Giao, tát cho cô một cái. Vẻ mặt hung ác như muốn giáo huấn Lâm Nguyệt Giao một trận. Tuy nhiên cái tát này còn chưa tiếp xúc với mặt cô thì Tần Lâm đã xông lên trước, anh tiến lên tát vào mặt bà ta. Tốc độ và sức lực của Tần Lâm không phải thứ mà một người phụ nữ có thể so được. Bốp! Một cái tát hung ác đáp trên mặt Lý Lệ, bà ta lập tức ngã ngửa về sau, ngã lên ghế sofa, khi ngẩng đầu, nửa bên mặt đã sưng lên. Sưng đỏ vô cùng, khóe miệng ứa máu và nước miếng, răng ở bên đó cũng lung lay, cảm giác như chỉ cần chạm nhẽ là sẽ rụng hết. Khốn nạn, mày dám đánh tao, mày biết tao là ai không mà dám đánh tao. Mày chết rồi, mày chết với tao rồi. Lý Lệ cầm điện thoại gọi cho chồng. Chồng ơi, em bị đánh rồi, bị anh họ của người yêu của con trai mình đánh, anh mau gọi người qua đây cho em. Lý Lệ báo xong vị trí liền cúp máy, mặc dù bị đánh đến mức mũi xanh mặt sưng nhưng không hề ảnh hưởng đến dáng vẻ kiêu ngạo của bà ta. Bọn mày đợi đấy cho tao. Tao sẽ cho bọn mày xem, đắc tội với nhà họ Dương bọn tao thì sẽ phải chịu tội. Tần Lâm cười khẩy, nhà họ Dương, tôi muốn xem, ai cho bọn bà dũng khí lớn đến vậy. Khoảng 10 phút sau, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Lý Lệ vội đi ra mở cửa, vừa mở cửa nhìn thấy chồng Dương Cương và phó tổng giám đốc của công ty bọn họ, Lý Lệ nhào vào lòng Dương Cương, bắt đầu khóc. Chồng ơi em bị hủy hoại dung nhan rồi, hu hu hu. Nhìn thấy mặt Lý Lệ bị đánh thảm đến vậy, Dương Cương nổi giận. Khốn khiếp! Là thằng chó nào dám đánh vợ của Dương Cương tao? Bên cạnh Dương Cương là một người đàn ông rất có khí phách, mặc vest, trông có vẻ rất có phong phạm của lãnh đạo. Vợ à, em yên tâm, có phó tổng giám đốc của chúng ta ở đây, anh muốn xem là tên nào kiêu ngạo đến vậy, dám ra tay với em. Phó tổng giám đốc gật đầu, đứng cạnh Dương Cương định qua đó chống lưng giúp ông ta. Dù sao cũng có quan hệ hợp tác với công ty bọn họ. Họ ở bên ngoài bị người khác bắt nạt thì công ty cũng không nên nhắm mắt làm ngơ. Sau khi hai người vào nhà, nhìn thấy Tần Lâm, Dương Cương liền nổi cơn tam bành. Là mày đánh vợ tao phải không? Lâm Nguyệt Giao thấy vậy, sắc mặt thay đổi, vội vàng đứng trước mặt bảo vệ cho Tần Lâm. Là do bà ta đánh người trước. Dương Cương lạnh lùng hừ một tiếng, mày là người yêu của con trai tao phải không? Đánh mày thì sao chứ? Bậc bề trên dạy dỗ con cháu là chuyện hợp đạo lý, đánh mày là coi trọng mày đó. Với tính nết của mày mà muốn gả vào nhà giàu bọn tao à? Mày đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lâm Nguyệt Giao vô cùng cạn lời, đã từng thấy nhiều người tự cao tự đại rồi, nhưng cái loại tự cao tự đại đến mức này thì chưa từng thấy. Tần Lâm kéo Lâm Nguyệt Giao lại, anh không có thói quen đứng sau lưng phụ nữ. Bậc bề trên dạy dỗ con cháu, ông là bậc bề trên của ai? Ai là con cháu của ông? Nhà ông ai ai cũng tự cao tự đại, chưa gì đã nghĩ người khác trèo cao, còn bảo đạo đức của người ta có vấn đề. Cho mấy người đi vào nhà tôi là nể mấy người lắm rồi, mấy người không tự biết ai là cóc ghẻ chắc. Mấy câu của Tần Lâm khiến Dương Cương càng tức giận hơn. Thằng khốn, mày làm nghề gì, tao nói cho mày biết, dù là mày làm nghề gì thì hôm nay tao cũng phải cho mày thất nghiệp. Ở tầng lớp của Dương Cương, đánh nhau chẳng có ý nghĩa gì, nếu muốn thì phải cướp đi công việc của đối phương, tốt nhất là cướp đi mấy công việc có lương cao. Dương Cương có năng lực này, ở Đông Hải, ông ta có quan hệ với mấy doanh nghiệp tầm trung, cũng có chút tiếng nói. Tần Lâm trẻ như vậy, vừa nhìn là biết chẳng có năng lực lẫn chống lưng, khiến anh mất việc cũng chỉ cần một cuộc điện thoại mà thôi. Tần Lâm cười khẩy, rút một tấm thẻ ra khỏi túi. Ông xem tôi làm cái gì. Dương Cương cầm thấy tấm thẻ, sững sờ, căn bản không thể hiểu một tấm thẻ đen thì có gì đặc biệt, lạnh lùng hừ một tiếng, vứt thẳng lên mặt đất. Mày điên à, có tấm thẻ vớ vẩn mà cũng nghĩ mình có địa vị lắm chắc. Tấm thẻ này của mày thì đại diện cho thứ gì chứ? Nếu như thực sự là người có địa vị thì sẽ sống ở nơi thế này chắc. Cho dù không sống ở mấy khu nhà sang trọng thì ít nhất cũng phải sống ở một căn biệt thự chứ. Cái tòa nhà dân cư bình thường này sao có thể là nơi nhà giàu sống? Tuy nhiên sau khi Dương Cương vứt tấm thẻ đi, Phó Tổng Giám đốc Trần ở bên cạnh đột nhiên sững sờ. Ông ta quỳ trên mặt đất, nhặt tấm thẻ lên,
nhìn thấy tấm thẻ đen kịt, chỉ có mấy chữ mã vàng tập đoàn Hồng Long ở góc. Sắc mặt Phó Tổng Giám Đốc Trần thay đổi. Đây là thẻ của Chủ tịch. Dương Cương sững sờ, Phó Tổng Giám Đốc Trần, ông nói gì? Cái gì mà Chủ tịch, Tề Hồng Long á? Phó Tổng Giám Đốc Trần gật đầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Không sai, Chủ tịch của chúng tôi từng cho chúng tôi xem tấm thẻ này, nói đây là dấu ấn, về sau ai cầm được tấm thẻ này sẽ là khách quý nhất của ông ấy, có thể thay mặt ông ấy thi hành quyền Chủ tịch. Phó Tổng Giám Đốc Trần nhìn Tần Lâm, sắc mặt có hơi sợ hãi. Chẳng nhẽ cậu thanh niên này lại là khách quý của Chủ tịch bọn họ sao? Dương Cương nhíu mày, Phó Tổng Giám Đốc Trần à, ông nhất định nhầm rồi, tên nhãi này chỉ là người thân của người yêu con trai tôi, có thể lợi hại đến đâu chứ? Khách quý của Chủ tịch Tề nhất định không giàu cũng sang, hoặc ít nhất cũng phải cấp bậc Chủ tịch. Cậu ta xứng chắc. Phó Tổng Giám Đốc Trần nhíu mày, lời này cũng có lý. Tục ngữ có câu môn đăng hộ đối, dù là người yêu hay bạn bè thì đều là xét đến môn đăng hộ đối. Không phải người cùng tầng lớp thì rất khó trở thành bạn bè chứ càng đừng nói đến khách quý. Phó Tổng Giám Đốc Trần nhíu mày có hơi do dự. Dương Cương lạnh lùng hừ một tiếng nhìn Tần Lâm nói. Rốt cuộc mày trộm tấm thẻ này ở đâu, mau khai thật ra. Thẻ của Chủ tịch Tề mà mày cũng dám trộm, tao nghĩ mày không muốn sống nữa chứ gì. Tần Lâm cười nhạt, ồ, tôi trộm thẻ sao, vậy tôi gọi một cuộc điện thoại xem sao nhé. Dương Cương lạnh lùng hừ một tiếng, được, đừng bảo tao không cho mày cơ hội, bây giờ mày gọi đi, tao muốn xem mày gọi được cho ai. Tần Lâm cầm điện thoại lên, nếu đã vậy thì tôi sẽ gọi cho Tề Hồng Long. Nói xong, Tần Lâm gọi vào số của Tề Hồng Long. Phó Tổng Giám Đốc Trần đứng bên cạnh, sắc mặt lo lắng, chẳng nhẽ người này thực sự là khách quý của Chủ tịch Tề. Không thể nào tình cờ đến vậy được. Tút tút tút. Điện thoại reo lên, hô hấp của mọi người cũng dần trở nên căng thẳng. Tầm mười mấy giây sau, điện thoại không ai nghe máy, tự động tắt. Dương Cương thở dài một hơi, cười khẩy nói. Ra vẻ đúng không, cứ tiếp tục đi. Tao còn tưởng mày là nhân vật quyền thế nào, kết quả chẳng gọi nổi một cuộc điện thoại, mày xem có ai bắt máy của mày không? Phó Tổng Giám Đốc Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu thực sự gọi điện cho Tề Hồng Long, vậy thì coi như là ông ta đắc tội với sếp của mình rồi. Có điều tấm thẻ này là hàng thật, thứ nhất không ai dám làm giả loại thẻ này, Tề Hồng Long là nhân vật uy quyền như thế nào chứ, giả mạo ông ấy chẳng phải là muốn tìm đến cái chết sao? Thứ hai, cũng không cần phải làm giả thẻ của Tề Hồng Long vì đây không phải là thẻ ngân hàng, cầm chiếc thẻ này chỉ đại diện tượng trưng cho thân phận mà thôi. Cũng chẳng có ai nhặt được là dám sử dụng linh tinh, hơn nữa cho dù có quyền sử dụng thì cũng phải có người tin mới được chứ. Ví dụ như Tần Lâm, chẳng ai biết anh, vì thế cho dù anh cầm thẻ thì người ta cũng cho rằng đây là đồ ăn cắp. Nhưng Phó Tổng Giám Đốc Trần không dám nói, trong lòng rất hoài nghi, cũng không dám mạo phạm. Nhớ đâu là thật thì sao? Nếu thực sự đắc tội với Tần Lâm, ông ta có giữ nổi cái chức Phó Tổng Giám Đốc này nữa được không? Dương Cương lộ vẻ mặt chế giễu, con trai và vợ bị bắt nạt ở đây, ông ta nhất định phải lấy lại thể diện. Lúc chuẩn bị dạy dỗ Tần Lâm một trận, đột nhiên điện thoại của anh reo lên, bên trên hiển thị một dòng số lạ. Dương Cương hừ lạnh lùng, mau nghe máy đi, nói không chừng có nhân vật quyền thế nào ra mặt giúp mày, ha ha. Giọng điệu của Dương Cương vô cùng kỳ quái, coi thường Tần Lâm, không có bản lĩnh thì nói phét làm gì chứ. Tần Lâm nghe máy, nhấn nút rảnh tay. Alo, cậu Tần phải không? Tôi là Tề phu nhân. Tần Lâm cũng nhận ra, anh đáp, là tôi. Cậu Tần, thực sự xin lỗi, chồng tôi đang ngủ, tôi thấy ông ấy không bắt máy nên gọi lại cho cậu, đây là số của tôi, có chuyện gì cậu tìm tôi cũng được. Hai vợ chồng Tề Hồng Long đều là người có sự nghiệp lớn mạnh. Ai cũng có thể làm chủ và có quyền quyết định, vì thế tìm bà Tề cũng được. Tần Lâm nói, được, tôi biết rồi. Cậu Tần có gì căn dặn, cậu cứ nói. Tần Lâm nói, nghe nói ông bà có một nhân viên nuôi bò, tên là Dương Cương, lợi hại lắm đúng không? Bà Tề nghĩ một lúc, hình như đúng là có một người cung cấp như thế, nuôi trên nghìn con bò thì phải, cũng không tồi, có chuyện gì với ông ta sao? Tần Lâm nói, ồ, cũng không có gì. Tôi thấy ông ta rất hống hách, còn dẫn Phó Tổng Giám Đốc Trần của các người tới, muốn uy hiếp tôi. Giọng điệu của bà Tề lập tức thay đổi. Phó Tổng Giám Đốc Trần, cậu Tần, cậu bảo ông ta nghe máy đi.
giọng nói của bà Tề rất quen, trước đây bà ấy hay chửi mắng nhân viên ở công ty, hai vợ chồng người thì hiền hòa, người thì nghiêm khắc, vậy nên nhân viên cấp dưới như phó tổng giám Trần sợ bà Tề nhất. Nhấn nút rảnh tay mọi người đều có thể nghe, phó tổng giám đốc Trần lập tức trở nên cung kính, hai tay đặt lên đùi, cúi người xuống, mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn thể hiện dáng vẻ khiêm nhường và kính cẩn. Tề phu nhân, tôi là Tiểu Trần. Giọng nói của bà Tề trở nên vô cùng lạnh nhạt. Tiểu Trần, ông to gan đấy nhỉ, ngay cả Tần đại sư cũng dám đắc tội. Tiểu Trần sợ hãi, hai chân run lẩy bẩy, vội giải thích. Tề phu nhân, bà hiểu lầm rồi, tôi không hề bất kính với cậu Tần. Tề phu nhân hừ lạnh lùng, tên Dương Cương đó làm sao? Phó tổng giám Trần không dám giấu giếm, vội thành thực bẩm báo. Tên Dương Cương là nhà cung cấp, hôm nay nhà ông ta xảy ra chút mâu thuẫn, bảo tôi tới giúp vậy nên tôi mới đến xem. Bà Tề nói, hừ, tốt nhất ông nên biết giữ mình, đừng đắc tội với người không nên đắc tội, sau này không cần hợp tác với tên cung cấp họ Dương đó, không cho ông ta làm trong ngành này nữa, bảo ông ta giết ăn thịt hơn nghìn con bò đó đi. Mặt Dương Cương lập tức biến sắc, Tề phu nhân, xin bà giơ cao đánh khẽ. Chỉ đáng tiếc là vừa nói xong câu này, bà Tề đã tắt điện thoại. Nhà Dương Cương nuôi hơn nghìn con bò sữa, mỗi con 30-40.000 tệ, mỗi năm có thể cho rất nhiều sữa bò. Nhưng bà Tề đã ra lệnh, ông ta sẽ không còn đường tiêu thụ bò sữa, những thương hiệu sữa bò khác cũng không dám hợp tác với ông ta nữa. Nếu như thực sự bán thịt hơn nghìn con bò sữa này, cho dù là sống cũng sẽ lỗ trên 30-40 triệu tệ. Ông ta còn vay ngân hàng không ít, nếu bán sạch bò sữa, vậy thì sẽ mất tất cả. Sau khi tắt điện thoại, Phó Tổng Giám Đốc Trần cũng trở nên lạnh nhạt. Dương Cương, chuyện trong điện thoại ông cũng nghe rõ rồi, từ nay trở đi, tập đoàn Hồng Long chúng tôi ngừng hợp tác với ông tự lo cho mình đi, nếu như cần xử lý đàn bò sữa đó, tôi có thể liên hệ giúp ông, lấy lại tiền vốn để trả khoản vay. Dương Cương sững sờ, tối sầm mặt mũi, bước chân lảo đảo, suýt nữa thì ngã ngửa về sau. Đang có công việc ngon lành, một năm thu nhập chục triệu tệ kết quả lại để mất như thế, chỉ bởi vì tấm thẻ và cuộc điện thoại đó của Tần Lâm. Lý Lệ cũng nở người ra, tiến lên phía trước, nói với vẻ mặt không phục. Chồng à, mặc kệ bọn họ, chúng ta đi, em không tin bọn họ có thể một tay che trời. Dương Cương lập tức phẫn nộ, quay người lại tát một phát. Bốp, con đàn bà ngu ngốc, tao đánh chết mày. Ở cái ngành này, Tề Hồng Long đương nhiên có thể một tay che trời, đó là ông trùm trong ngành, tất cả những công ty sữa và sản phẩm từ sữa đều có liên quan đến ông ấy. Một khi Tề Hồng Long muốn đối phó với ông ta, vậy thì ông ta sẽ không có đường phản kháng. Đàn bò sữa này chỉ có thể bán với giá rẻ nhất, đúng như những gì Phó Tổng Giám Đốc Trần nói, cho ông ta cơ hội trả hết khoản nợ là may lắm rồi, những thứ khác đừng có nghĩ đến. Dương Cương thực sự rất tức giận. Tài sản của cải trong nhà lại bị người phụ nữ này phá hoại hết. Lý Lệ bị đánh cũng thấy giận sôi máu. Lúc nãy Tần Lâm tát bà ta một cái, gọi chồng đến để xả giận, kết quả lại bị chồng tát thêm một cái nữa, đúng là tức chết đi được. Tên họ Dương, anh dám đánh tôi liều mạng với anh. Lý Lệ xông lên dùng móng tay cào vào cổ Dương Cương, lập tức vệt máu hiện ra, mặt ông ta biến sắc, chửi một câu rồi hai người lao vào đánh nhau. Đứa con ngoan Dương Đại Vĩ đứng bên cạnh không biết làm gì. Phó Tổng Giám Đốc Trần cau mày lại, hừ lạnh lùng một tiếng. Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, đừng làm mất thể diện ở đây, mau cút đi. Dương Cương không dám cãi lại lời của Phó Tổng Giám Đốc Trần, còn phải nhờ ông ta bán đàn bò sữa. Không có sự đồng ý của Phó Tổng Giám Đốc Trần, không ai dám mua lại bò của Dương Cương. Dù sao thì sẽ chẳng có ai vì một chút lợi ích nhỏ mà đắc tội với tập đoàn Hồng Long. Dương Cương kéo tóc của Lý Lệ, ba người nhà họ nổi giận đùng đùng lao ra khỏi nhà Lâm Nguyệt Giao, nhìn dáng vẻ như thể chuẩn bị đi đánh nhau vậy. Sau khi gia đình kỳ quái này rời đi, Lâm Nguyệt Giao mới thở phào nhẹ nhõm, cạn lời không biết nói gì. Quen Dương Đại Vĩ đúng là chuyện đen đủi nhất của cô. Anh họ, cái thẻ anh lấy đâu ra vậy, anh thực sự quen Tề Hồng Long sao? Tề Hồng Long cũng được coi là ông chủ của một doanh nghiệp lớn có tiếng, không ngờ rằng Tần Lâm lại quen biết rộng như thế. Tần Lâm nói, anh từng chữa bệnh cho ông ấy, em giữ tấm thẻ này đi, sau này gặp chuyện rắc rối gì thì có thể dùng. Loại thẻ này thực sự chẳng có tác dụng gì đối với Tần Lâm,
chi bằng cho Lâm Nguyệt Giao dùng để phòng thân đi. Lâm Nguyệt Giao gật đầu, vậy được, cảm ơn anh nha. À đúng rồi anh họ, anh có xem TV không, chương trình của Tô Văn Kỳ, bạn anh hình như dừng phát sóng rồi, em khá thích xem, anh có thể hỏi xem có chuyện gì được không? Tần Lâm sững sờ, sau đó cau mày lại, lấy điện thoại ra lướt Zalo. Dạo gần đây thực sự anh không để tâm đến chuyện này, Tô Văn Kỳ lại xảy ra chuyện rồi sao? Anh mở Facebook, không thấy tin hot ở trang đầu, như thể không xảy ra chuyện gì lớn vậy. Chương trình ngừng phát sóng ư, sao không tìm thấy? Lâm Nguyệt Giao lắc đầu, dừng phát sóng rồi, đổi thành chương trình khác, hơn nữa cũng không có bất kỳ thông báo gì, cứ vậy mà dừng, thông tin trên Facebook cũng bị phong tỏa, tạm thời không ai biết rốt cuộc có chuyện gì. Tần Lâm cau mày, cả trên Facebook cũng không tìm thấy sao. Phong tỏa tin tức, xem ra thực sự xảy ra chuyện rồi. Nếu là tin tức bình thường mọi người chắc chắn đều có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lần này tin tức bị phong tỏa, có thể là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tần Lâm vội gọi cho Tô Văn Kỳ, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy, anh gọi lại một lần nữa liền tắt máy. Tần Lâm cau mày lại, anh đợi một lát. Tầm 5-6 phút sau, Tô Văn Kỳ gọi lại. Tôi đang bị cách ly, phải vào nhà vệ sinh gọi điện cho anh. Tần Lâm sững sờ, sao thế, cách ly ư? Trong tổ sản xuất chương trình có mấy nữ minh tinh bị bệnh truyền nhiễm, bây giờ tất cả chúng tôi đều phải cách ly quan sát. Tần Lâm cau mày lại, bệnh gì? Tôi đi xem. Những chuyện khác thì Tần Lâm không giúp được, nhưng anh là chuyên gia về lĩnh vực chữa bệnh, đặc biệt là nếu như Tô Văn Kỳ bị nhiễm thì cũng khá rắc rối. Tô Văn Kỳ nói, được. Vậy anh tới đi, cụ thể là bệnh gì vẫn chưa chẩn đoán ra được, chắc là bệnh về da, rất nhiều nữ minh tinh nổi đốm đỏ trên mặt. Tần Lâm gật đầu, được, lát nữa tôi sẽ đến. Loại bệnh có thể truyền nhiễm phải đích thân đến chẩn đoán mới được. Tần Lâm nhanh chóng đến hậu trường của đài truyền hình, lúc này không vào được phòng trang điểm nữa rồi, có mấy người canh gác ở cửa, tất cả đều bị phong tỏa, mọi người bên trong đều bị cách ly. Người ra vào đều là bác sĩ và y tá mặc áo blau. Tần Lâm đến cửa cũng không được vào, dù gì thì chuyện như này rất nguy hiểm, anh cũng không muốn gây phiền phức cho người khác. Nhìn thấy xe đỗ trước cổng là của bệnh viện trung tâm, anh bước vào, có một vị bác sĩ lập tức nhận ra. Tần Đại Sư, sao cậu lại đến đây? Tần Lâm nói, bạn tôi ở đây, các người dẫn tôi vào trong được không? Được không thành vấn đề, có Tần Đại Sư giúp đỡ chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Vị bác sĩ đó lập tức tìm đồ bảo hộ, khẩu trang cho Tần Lâm, mặc dù anh không cần, nhưng để những người khác an tâm, anh vẫn đeo vào. Sau khi đeo thẻ công tác anh liền vào thẳng phòng trang điểm. Lúc này phòng trang điểm bị ngăn cách thành những gian nhỏ khác nhau, mỗi nhân viên và nữ minh tinh đều ngồi riêng ở một gian, ngoài nhân viên y tế ra thì không được tiếp xúc với những người khác. Tần Lâm và Tô Văn Kỳ liên lạc với nhau, sau đó anh tìm được gian của cô ấy. Vào bên trong, Tô Văn Kỳ nhìn thấy Tần Lâm mặc đồ che kín, cô lập tức trở nên lo lắng. Lão Tần, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tần Lâm cười, cởi găng tay và khẩu trang. Có chuyện gì hay không thì phải bắt mạch trước đã. Tần Lâm bắt đầu bắt mạch, kéo cổ tay của Tô Văn Kỳ ra, vừa bắt mạch vừa quan sát da của cô. Thấy Tô Văn Kỳ có chút hoảng sợ. Này, da tôi không sao chứ? Tần Lâm cười, không sao. Nhẵn mịn hồng hào có chút sáng bóng. Tô Văn Kỳ sững sờ, lập tức bực dọc trợn mắt nhìn Tần Lâm, đã lúc nào rồi anh còn đùa với tôi hả? Tô Văn Kỳ đang lo lắng chết đi được, nhưng câu nói đùa của Tần Lâm đã khiến cô thoải mái hơn chút. Sau khi bắt mạch xong, Tần Lâm buông tay ra rồi nói. Không sao, cô không bị nhiễm bệnh, có ai bị nhiễm rồi, để tôi xem nào. Tô Văn Kỳ nói, có một người bạn tốt của tôi bị cách ly. Cô ấy là Đoàn Phi, chắc anh biết đúng không? Tần Lâm gật đầu, từng nghe nói đến. Đoàn Phi, chị đại trong giới điện ảnh, từng giành giải ảnh hậu 5 lần, mặc dù không lớn tuổi lắm nhưng rất có vị thế trong giới. Thậm chí cô ấy và Tô Văn Kỳ kết bạn với nhau, có người sẽ cho rằng là Tô Văn Kỳ với Cao. Nhận được lời mời của Đoàn Phi nên Tô Văn Kỳ mới đến làm khách mời một tập cho chương trình lần này, nếu không với tính cách của Văn Kỳ. Cô ấy sẽ không tham gia những chương trình kiểu này. Tần Lâm gật đầu, được, để tôi qua đó xem sao. Theo lời chỉ dẫn của Tô Văn Kỳ, Tần Lâm đến một phòng trang điểm cách đó không xa,
đẩy cửa vào trong, thấy hai người phụ nữ ngồi trong đó. Tần Lâm bước vào, một cô gái trẻ đứng phắt dậy, bác sĩ sao? Đưa thẻ công tác đây cho tôi xem. Tần Lâm tiện tay lấy bừa một tấm thẻ công tác, bởi vì chỉ là tạm thời nên bên trên không có ảnh, họ tên cũng như chức vụ. Cô gái lập tức cau mày lại, anh là ai? Nhân viên tạm thời, anh có thể nhìn chị Đoàn sao? Ít nhất cũng phải gọi bác sĩ trưởng khoa đến đây. Tần Lâm nói, tí nữa sẽ có bác sĩ trưởng khoa đến, tôi khám trước cho cô ấy. Đoàn Phi nằm trên giường, không quay đầu lại, cô ấy khẽ nói. Đừng làm khó người ta, đều là bác sĩ, bảo cậu ấy đến xem bệnh đi. Nói xong cô trợ lý mới nhường đường, có chút không cam tâm chừng mắt nhìn Tần Lâm, khẽ nói. Xem bệnh đàng hoàng vào, đừng có mà hành động linh tinh, ra ngoài ăn nói vớ vẩn, nghe rõ chưa? Tần Lâm gật đầu, anh cũng chẳng nói gì, đám người nổi tiếng mắc bệnh ngôi sao cũng là điều bình thường, anh chỉ muốn biết rốt cuộc là bệnh gì mà thôi. Anh đến phía trước mặt Đoàn Phi, quan sát ở khoảng cách gần, đầu tiên anh thấy cô ấy trẻ hơn so với trong tưởng tượng của anh. Dù sao cũng là ảnh hậu, nổi tiếng sớm, chắc là tầm 35, 36 tuổi, nhưng không ngờ cô ấy lại chăm sóc tốt nhất như thế, nhìn như 25-26 tuổi vậy. Đoàn Phi xinh đẹp ngời ngời, năm đó nổi tiếng nhờ vai diễn Hoa Mộc Lan, từ đó trở đi luôn theo phong cách nữ cường, chị đại. Hôm nay được gặp đúng là danh bất hư truyền. Có điều Đoàn Phi cứ nghiêng mặt qua một bên, không chịu quay sang. Tần Lâm nói, tôi là bác sĩ. Tôi cần xem chỗ bị thương. Đoàn Phi do dự một lát rồi quay đầu lại, một bên mặt nổi vài đốm đỏ, giống như bị nhện bò qua vậy, trông hơi ghê. Đoàn Phi nói, ngoài mặt ra trên người cũng có. Tần Lâm cau mày lại, được, tạm thời chưa nhìn ra được gì, để tôi bắt mạch xem sao. Đoàn Phi sững sờ, trước đây toàn là bác sĩ Tây Y đến khám bệnh cho cô, không ngờ rằng lần này lại là bác sĩ Đông Y. Có điều Đông Y hay Tây Y cũng vậy thôi. Không thể nào khám ra được bệnh của bọn họ, ngay cả bác sĩ Tây Y cũng bó tay, bắt mạch thì có tác dụng gì chứ? Tầm vài phút sau, Tần Lâm cau mày lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Loại bệnh này khá hiếm gặp, có điều không phải quá khó. Đoàn Phi sững sờ, cậu biết là bệnh gì sao? Trước đó có mấy chuyên gia Tây Y đến kiểm tra, nhưng không khám ra được bệnh gì, vì thế vẫn không dám chẩn đoán kê thuốc, một người trẻ tuổi như Tần Lâm bắt mạch một tí là biết bệnh gì sao? Tần Lâm gật đầu, đây là loại bệnh thấp khớp, tên là. Tần Lâm chưa nói xong, đột nhiên cửa bị đẩy ra, một bác sĩ Đông Y mặc áo blau đeo kính bước vào. Nhìn thấy Tần Lâm ở đây, ông ta lập tức cau mày lại. Cậu ở đây làm gì, ai bảo cậu đến, đây là phòng trang điểm của cô Đoàn Phi, là nơi cậu được đến sao? Đoàn Phi sững sờ, cô nói. Chủ nhiệm Điền, đây không phải bác sĩ của bệnh viện các ông sao? Chủ nhiệm Điền liếc nhìn Tần Lâm, mặc dù đeo khẩu trang không nhận ra là ai, nhưng thấy anh không đeo thẻ cài ngực, trên thẻ công tác cũng không có tên, rõ ràng là giả mạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.